Nhị ca, không ngờ anh còn điều tra bí mật của đại ca đó. Chuyện của đại ca mà anh dám hỏi ư? Anh chán sống hay là ngứa ra? Triệu Vân Hải đổ thêm dầu vào lửa. Vân Hải, thằng danh con đừng có đổ dầu vào lửa. Ở đây chỉ có bốn anh em, anh quan tâm vấn đề cá nhân của đại ca còn không được sao? Đức Sơn kêu lên. Anh thấy mày đầu óc quá xấu xa, không biết ở trường đã hại bao nữ sinh viên. Nhị ca, đừng nghĩ em cũng như anh. Lần trước anh đến trường em mà mắt cứ ngó linh tinh, đám bạn học trong trường em nói vừa nhìn là biết như kẻ lưu manh, còn ngậm điếu xì ga ra oai, không phải là muốn dụ dỗ nữ sinh trường em sao? Triệu Vân Hải nói như vậy làm Đức Sơn tức điên liên, thiếu chút nữa nhảy dựng lên. Thằng danh con dám làm nhục anh sao? Đám nữ sinh như khủng long trường mày mà cũng đáng để anh đi dụ dỗ sao? Dù có ngã vào anh cũng không thèm chơi. Đức Sơn và Vân Hải cãi cọ làm Triệu Quốc Đống và Trường Xuyên không nhịn được cười. Triệu Vân Hải bây giờ cũng đã dám đấu mồm với Đức Sơn. Đức Sơn mặc dù ra vẻ tức giận nhưng miệng vẫn nở nụ cười. Đúng là đám nữ sinh trường em không lọt vào mắt anh nên anh mới tiến vào làng giải trí mà. Em xem có bao chuyện xấu truyền ra nào. Chẳng qua em cũng có thể tự hào vỗ ngực nói ngôi sao nào đó đã từng đi cùng nhị ca của em, sau đó bị nhị ca đá đít. Ha ha, nhị ca nếu đến trình độ đó thì em đúng là phục. Triệu Vân Hải nói như vậy làm Triệu Quốc Đống và Trường Xuyên cũng cười phá lên. Triệu Vân Hải này đúng là giỏi trêu chọc người. Anh nhìn xem thằng Vân Hải đây là như thế nào. Trong mắt có coi em là anh không? Đức Sơn nằm xuống giường không thèm để ý đến đối phương rồi nói. Vân Hải, mày đừng kiêu ngạo, sao anh xem mày tìm bạn gái như thế nào? Anh cũng sẽ nói mấy tiểu sử của mày với bạn gái mày, đến lúc đó xem ai mạnh miệng hơn. Vân Hải, miệng lưỡi của mày không phải lợi hại sao, sao mày không nói chuyện của đại ca đi? Lần trước mày không phải nói đại ca làm như vậy là không được ư? Sẽ hủy hoại danh dự của Triệu ra sao? Nhị ca, kế ly gián kém cỏi của anh có thể làm đại ca tin được sao? Anh tỉnh lại đi, thôi. Tập trung tâm trí mà giữ tôi lôi. Anh nếu muốn lấy tôn lôi thì em nghĩ nhà ta muốn được yên tĩnh như thế này là rất khó khăn. Triệu Vân Hải ngồi lên mà nói. Chẳng qua đại ca, em nghe nói anh không phải có ông anh trên Bắc Kinh giới thiệu bạn gái cho anh sao? Bây giờ đã xác định chưa? Chưa đến mức đó, mồng ba anh phải lên Bắc Kinh một chuyến, xem ra phụ huynh nhà bọn họ muốn gặp anh. Anh thấy chẳng thú vị gì, nhưng bây giờ muốn ngừng cũng không được. Triệu Quốc Đống lắc đầu nói. Chuyện đúng là có chút phiền phức, Lưu Nhược Đồng thích cách này, xem ra dùng hắn làm tấm bia chắn là ý tưởng hay. Chỉ là cứ kéo như vậy lại bất lợi với hắn. Cứ nghĩ dùng cách này mà lừa người là không thực tế, nhất là sẽ ảnh hưởng đến con đường chính trị của hắn. Sau đây hắn còn muốn lên thì đó là khuyết điểm chết người. Một người chưa lập gia đình thì không bao giờ là người trưởng thành trong mắt lãnh đạo cấp trên. Quyển 9, chương 4. Hứa Vĩ, Lưu Thành, Triệu Linh San gần như cùng lúc vào nhà. Chẳng qua một người từ bên Nam Hoa sang, một người bay từ Vân Nam về. Mồng một ít người ra ngoài, hơn nữa đi máy bay nên cũng thuận lợi. Người một nhà gặp mặt nên rất thân thiết, nhất là Hứa Vĩ sang nội mông một năm nên đã có nhiều thay đổi. Có lẽ do bên đó quá nóng nên Triệu Quốc Đống thấy Hứa Vĩ đen đi nhiều, nhưng cũng có một tia khí phách ác liệt. Một đám người ra ngoài kiếm tiền thì dù có quan hệ tốt với chính quyền địa phương nhưng cũng có không ít người muốn kiếm ăn ở vấn đề này, cũng sẽ không thiếu các đợt tranh cãi, đánh nhau ở trên đường. Chủ yếu xem các anh nắm chắc chừng mực không. Ngô Trường Khánh lúc đi học đã thích đánh nhau, đánh cũng giỏi. Xem ra đây là nguyên nhân chủ yếu là phòng tử toàn chọn y. Hứa Vĩ chủ động mời Triệu Quốc Đống ra ngoài đi dạo, Triệu Quốc Đống cũng biết có chuyện gì đó khá lớn nên Hứa Vĩ mới tránh Đức Sơn và Trường Xuyên. Tử Toàn có về không? Triệu Quốc Đống chắp tay sau lưng mà nói. Toàn ca vừa về hôm qua, sang bên kia rất bận ạ, có lẽ mai anh ấy lại sang bên kia. Một năm rèn luyện ở bên ngoài làm Hứa Vĩ trưởng thành lên nhiều, nói chuyện cũng đầy trầm ổn. Trường Khánh ca không về được, có lẽ phải mồng 7, mồng 8 khi em sang thì anh ấy mới có thể dành thời gian về được. Em lát phải đến nhà Trường Khánh ca bảo em mang mấy thứ về nhà cho anh ấy. Hứa Vĩ có chút do dự mà nói. Ngoài ra cũng dự định mang theo em của Trường Khánh ca đến đó, nhiều người cũng dễ giúp đỡ nhau. Người nhà phòng tử toàn đã không còn ở nhà máy dệt mà, ngay cả chị gái, anh rể cũng sang bên nội mông. Bố mẹ y thì lên thành phố Ando, bố mẹ Trường Khánh thì vẫn ở lại nhà máy. Ừ,
xem ra Tử Toàn làm ở bên kia cũng được. Triệu Quốc Đống im lặng một lúc rồi nói tiếp. Chú có phải có chuyện gì muốn nói với anh? Vâng, đại ca, Toàn ca đối với em rất tốt. Em cũng phục Toàn ca, chỉ là một năm qua Toàn ca làm bên kia không quá thuận lợi. Nửa đầu năm còn được, nửa năm sau thì có nhiều vấn đề. Nhưng Toàn ca lại càng lúc càng mở rộng quy mô, năm nay con đường tiêu thụ than bắt đầu giảm sút, mặc dù mọi người suy nghĩ nhiều biện pháp nhưng vẫn không như ý. Cạnh tranh rất thảm, không ít quặng mỏ bên đó đã phải sang tay vài lần, hơi không chú ý một chút là lỗ nặng, giá cả càng lúc càng thấp. Hứa Vĩ có chút buồn bực mà nói. Mà mỏ xảy ra chuyện lớn một chút là chủ mỏ chỉ còn nước chạy trốn. Bán không được giá, xảy ra chuyện thì phải mất tiền trợ cấp thương tật cho công nhân, anh không giao không được. Bên cơ quan nhà nước càng há mồm chờ ăn cơm, đó là cái động không đáy. Đại ca nói nên làm như thế nào bây giờ? Triệu Quốc Đống gật đầu không nói gì. Hắn đã sớm nghĩ đến tình huống này. Giá than khó có thể nắm bắt rõ ràng. Hơn nữa nó còn bị hạn chế trong vận chuyển, cùng với các kế hoạch phát triển kinh tế của quốc gia ảnh hưởng lớn đến ngành than. Điều này làm cho giá than hơi không chú ý một chút là giảm mạnh và nhiều ông chủ phá sản. Ừ, có lẽ 2 năm tới kinh doanh mỏ than cũng không tốt hơn đâu. Tử Toàn định chuẩn bị như thế nào? Triệu Quốc Đống vốn đã bàn với phòng Tử Toàn một chút, nhưng một năm qua phòng Tử Toàn không liên lạc nhiều với hắn, Triệu Quốc Đống cũng không quan tâm việc kinh doanh của đối phương. Nếu đã toàn quyền ủy thác cho phòng Tử Toàn thì hắn cũng mạnh dạn buông tay, sống chết mặc nó. Toàn ca đã mua hết mỏ đó, ngoài ra còn muốn ăn cả nhà máy rửa than lớn cùng một mở khác ở bên cạnh. Hứa Vĩ có chút khó khăn mà nói. Hả? Triệu Quốc Đống có chút giật mình. Hắn biết phòng Tử Toàn to gan, mua hết cổ phần của mỏ kia là bình thường, chỉ là còn nhận thêm một mỏ than nữa thì hơi quá. Bây giờ thị trường là như vậy mà anh lại mua mỏ thì không có tầm chục triệu thì đừng mong. Phòng Tử Toàn đâu ra nhiều tiền như vậy? Bên ngân hàng có ủng hộ không? Bên ngân hàng thì Toàn ca đã làm xong, em không rõ anh ấy làm như thế nào nhưng bên ngân hàng đúng là ủng hộ lớn. Hứa Vĩ có chút lo lắng. Ai cũng biết vay tiền ở ngân hàng là như thế nào, nhất là đối với ngành sản xuất có tương lai ảm đạm thì anh muốn vay càng thêm khó khăn. Mà nếu anh muốn lấy rắn nuốt voi thì muốn vận động được càng thêm khó khăn. Hứa Vĩ cũng chỉ biết một vài điểm, đây cũng là điểm mà y lo nhất. Thị trường than đá năm nay là như vậy, phòng Tử Toàn lại điên cuồng mở rộng quy mô, thu mua mỏ bên thì y càng không yên tâm. Anh vay được tiền ngân hàng tức là anh có bản lĩnh, nhưng không có nghĩa anh không phải trả. Dù anh thế chấp để vay thì cũng có giới hạn, một khi tài chính tiêu xài tung tóe, như vậy tức là sẽ khiến cơ nghiệp anh khổ sở làm ra sẽ biến thành bọt biển. Một tháng gần đây mấy ngân hàng địa phương đã nhờ tòa án phong tỏa mấy mỏ không trả được nợ. Triệu Quốc Đống khẽ thở dài một tiếng. Phòng Tử Toàn đây là đang đánh bạc, nhất là khi Triệu Quốc Đống nói đến năm 99 giá than đá sẽ tăng lên, phòng Tử Toàn liền bắt đầu điên cuồng muốn đánh cuộc, xem ra ý niệm kia không giảm đi mà còn được y càng lúc càng mở rộng thêm nữa. Ồ, xem ra Tử Toàn muốn mở rộng quy mô của công ty, chẳng lẽ muốn tiến vào top 500 công ty hàng đầu Trung Quốc? Triệu Quốc Đống cười nói. Đi ngược xu thế, ha ha, có khí phách, chú thấy sao? Đại ca, quá mạo hiểm. Nhưng em phải thừa nhận bây giờ giá các mỏ tốt rất rẻ, nhất là các mỏ bị ngân hàng phong tỏa cùng các mỏ tư nhân có hiệu quả kinh doanh kém nên muốn bán đi. Hứa Vĩ hít sâu một hơi rồi nói tiếp. Nhưng sau khi mua được thì có thể làm gì? Khai thác nhưng bán không được, hoặc là bán nhưng không thu được tiền, hoặc là càng khai thác càng lỗ, sản lượng càng lớn thì càng lỗ thì nên làm như thế nào? Không sản xuất thì tiền lãi ngân hàng vẫn phải trả. Dù sao không thể mua mỏ than rồi 1-2 năm không sản xuất mà, nếu không mua làm gì. Chẳng may 2-3 năm sau vẫn như vậy thì sao? Tử Toàn bảo chú đến trước chính là thăm dò anh về vấn đề này. Triệu Quốc Đống có chút buồn cười mà nói. Nó đã quyết định thì còn cần hỏi ý anh sao? Anh nói không đúng hẳn. Toàn ca vẫn có chút do dự, dù sao bọn em ở bên đó cũng không dễ dàng. Nếu bước hụt là chết ngay, bao cố gắng trước đó sẽ mất hết. Hơn nữa anh cũng đầu tư nhiều như vậy, về tình về lý Toàn ca làm gì cũng cần được anh đồng ý. Hứa Vĩ nói. Vậy chú thấy sao? Triệu Quốc Đống muốn xem ánh mắt của Hứa Vĩ một chút. Đại ca, Toàn ca thường xuyên nói một câu là lời anh ta nói là lời anh nói cho anh ấy. Anh ấy nói bây giờ chưa đầy 30, còn có cơ hội làm lại một lần nữa. Người mà vì sợ thất bại rồi không dám thử thì cả đời không thể thành công, nên anh ấy muốn đánh cuộc một phen. Nó định làm như thế nào?
Triệu Quốc Đống dừng lại rồi nói. Toàn ca dự định nhân cơ hội này cố gắng mua hết các mỏ có thể mua, cố gắng thành công ty tư nhân đứng đầu trong ngành này ở Nội Mông. Nghe nói chính sách của Trung ương bây giờ đã thay đổi, cũng thả lỏng với công ty tư nhân hơn trước, từ hạn chế đến tích cực giúp đỡ, hệ thống tài chính cũng bắt đầu mở miệng cho nên Toàn ca thấy đây là cơ hội hiếm có. Anh ấy muốn tranh thủ trong 2 năm tạo được quy mô nhất định cho công ty. Hứa Vĩ cảm thấy Triệu Quốc Đống không quá phản đối với lời mình nên cũng tự tin hơn. Vậy nó muốn anh làm gì? Cái này, Toàn ca muốn một khoản tài chính, bọn em bây giờ đã vay khá nhiều bên ngân hàng, vay tiếp là khá khó khăn. Cho nên nếu có một khoản tài chính để anh ấy khởi động quá trình thâu tóm các mỏ khác, sau đó lợi dụng gán các mỏ này để vay tiền của ngân hàng. Mắt Hứa Vĩ sáng lên mà nói. Ý tưởng thì hay nhưng hệ thống ngân hàng có đồng ý không? Triệu Quốc Đống hỏi lại một câu. Bên đó thì em thấy Toàn ca làm rất tốt, gần như không bao giờ thất bại. Ngoài ra chính quyền địa phương cũng hết sức ủng hộ ý tưởng mở rộng quy mô của công ty. Dù sao các mỏ quặng đóng cửa nhiều cũng khiến bọn họ khó khăn. Vì thế bọn họ cũng chấp nhận có những chính sách giúp chúng ta. Đây là cơ hội ông trời ban cho chúng ta, không thể bỏ qua. Quyển 9, chương 5. Chiều hôm đó Phòng Tử Toàn mới tới nhà Triệu Quốc Đống. Hai người gọi cả Trường Xuyên và Đức Sơn đến nói chuyện gần 2 tiếng. Khoản tài chính khởi động này là rất quan trọng. Phòng Tử Toàn cần số tiền là từ 30 đến 50 triệu, như vậy có thể giảm đi sự nghi ngờ khi ngân hàng cho công ty vay tiền, cũng tỏ rõ lực lượng của công ty năng lượng Quốc Toàn với chính quyền địa phương. Bốn người cũng bàn đến cuộc khủng hoảng kinh tế đến ngành năng lượng, đối với các công ty năng lượng thì thị trường trong nước là rất quan trọng, bây giờ kinh tế quốc gia bắt đầu có vẻ phát triển chậm đi, điều này cũng có nghĩa ngành than cũng sẽ có thời kỳ suy thoái. Nhưng đây cũng là cơ hội hiếm có, giá than giảm khiến cho nhiều mỏ gặp khó khăn, không ít mỏ không thể hoạt động. Công ty năng lượng Quốc Toàn được tập đoàn Thương Lãng ủng hộ về tài chính sẽ có cơ hội thâu tóm, mở rộng địa bàn. Theo ý của Phòng Tử Toàn nếu có đủ tài chính thì y hy vọng trong một năm tới sẽ nâng sản lượng sản xuất của công ty sẽ đạt trên 3 triệu tấn, cố gắng đến năm 99 sẽ đạt 5 triệu tấn, năm 2000 sẽ đạt tới con số 10 triệu tấn, đây là kế hoạch khá lớn. Nhưng Triệu Quốc Đống hỏi tài chính có thể duy trì đến khi thị trường hồi phục không? Nếu chỉ dựa vào 50 triệu kia thì không thể thỏa mãn kế hoạch của Phòng Tử Toàn, hơn nữa trong kế hoạch của Phòng Tử Toàn còn muốn mua cả mấy nhà máy vào đó, như vậy càng cần con số khổng lồ. Mặc dù Phòng Tử Toàn có thể thông qua chính quyền địa phương và hệ thống tài chính để vay tiền, nhưng kế hoạch kia quá lớn, mà nhân viên quản lý của mỏ cũng không thể đáp ứng sự phát triển quá lớn như vậy. Phòng Tử Toàn liền giải thích qua về kế hoạch, nhất là lấy hình thức thu mua chứ không phải xây dựng mới, thu nhận nhân viên quản lý của các mỏ khác, tăng cường tập huấn nhân viên cũ, hạn chế sản lượng. Triệu Quốc Đống cũng hiểu được phương pháp của Phòng Tử Toàn. Ý của Phòng Tử Toàn chính là muốn cho công ty trong vòng 3 năm đạt được sản lương 10 triệu tấn. Ý đây là hy vọng khi thị trường hồi phục sẽ đẩy mạnh sản lượng khai thác của công ty lên, còn khi chưa khôi phục thì duy trì hoạt động bình thường. Hai vấn đề này rất khó khăn, tài chính và trình độ quản lý. Tôi thấy phía sau còn khó khăn hơn đằng trước. Triệu Quốc Đống xua tay ra hiệu Đức Sơn mở cửa sổ cho thuốc lá bay ra ngoài. Tôi cũng cho rằng như vậy, nhưng vấn đề cần giải quyết bây giờ là tài chính. Về sản lượng tôi có thể đảm bảo đạt con số đó. Với tình hình kinh tế hiện nay thì có lẽ thị trường trong năm 98 vẫn sẽ ảm đạm, cho nên áp lực sản xuất không phải vấn đề, mà về phương diện quản lý thì tôi dự định dùng nhiều cách để tăng cao trình độ, ví dụ như tập huấn, thu nạp nhân viên. Vì dù sao 1-2 năm tới cũng không phải sản xuất nhiều nên có thể dành cho đào tạo. Phòng Tử Toàn rất tự tin nói. Công ty Quốc Toàn mặc dù không thể so sánh với tập đoàn Thương Lãng, nhưng tôi xuất thân xưởng lò nên biết tầm quan trọng của quản lý đối với kinh doanh của một công ty, cho nên tôi thà tiết kiệm ở vấn đề khác, nhưng chế độ quản lý và an toàn thì không bao giờ dám thư giãn. Công ty càng lớn càng nguy hiểm. Điểm này ông phải nhớ kỹ. Nhất là ngành than là ngành sản xuất nguy hiểm cao gần nhất. Một sự cố lớn có thể khiến ông mất hết cuộc vui, thậm chí ông phải vào tù. Tôi không hy vọng ông vì tiền mà vào tù. Triệu Quốc Đống thở dài nói. Tôi cũng luôn nhắc nhở mình, công ty thất bại có thể bắt đầu từ đầu, nhưng nếu bị vào tù thì không còn gì để nói. Phòng Tử Toàn gật đầu nói. Điểm này ông cứ yên tâm. Triệu Quốc Đống thực ra cũng ủng hộ Phòng Tử Toàn. Phòng Tử Toàn là người có dã tâm nhưng lại tự biết khắc chế bản thân. Ngành năng lượng có không gian phát triển lớn, ý tưởng của Phòng Tử Toàn chính là đại biểu cho giấc mơ của y, đó là làm lớn mạnh công ty,
một công ty tư nhân trong lĩnh vực năng lượng, khiến ngành năng lượng không giới hạn ở các công ty nhà nước, cũng có thể phát triển công ty ra nước ngoài ở lĩnh vực này. Nếu đầu tư tài chính cho phòng tử toàn, Thương Lãng sẽ gặp khó khăn về tài chính. Chẳng qua đến mùa hè thì số tiền mặt chảy vào tài khoản Thương Lãng sẽ tăng lên rất nhanh, vì thế không phải vấn đề gì lớn. Nhất là năm ngoái Thương Lãng chiếm ưu thế tuyệt đối trong thị trường nước suối cao cấp, điều này làm lợi nhuận của Thương Lãng tăng quá nhanh. Cả ngày mồng một gần như thảo luận quanh vấn đề này, thảo luận đến tối muộn. Phòng tử toàn ở lại ăn tối sau đó cùng Hứa Vĩ lên Ando. Sự quyết tâm và khí phách của phòng tử toàn làm cho Trường Xuyên và Đức Sơn đều phải thở dài. Dù nói như thế nào thì ít nhất phòng tử toàn có can đảm đi thử và phấn đấu, điều này đã không mấy người làm được. Nhất là sau khi có một trụ cột nhất định còn dám to gan phấn đấu đến thế thì không mấy người dám làm. Làm kinh doanh chính là đi ngược dòng nước, cơ hội phát triển anh không nắm chắc thì cả đời anh chỉ ở cấp 2, 3, phòng tử toàn đây là muốn đột phá. Triệu Quốc Đống cũng thầm than thở. Đúng là không thể tưởng tượng nổi phòng tử toàn mấy năm trước còn là nhân viên xưởng lò, mà bây giờ chỉ vài năm y đã thành chủ mỏ quặng với mấy chục triệu trong tay. Mọi người thay đổi, theo xã hội thay đổi, theo những trải nghiệm khiến con người trưởng thành, tự tin lên. Triệu Quốc Đống cũng cảm thấy mình đã vô tình làm nhiều người thay đổi. Ra khỏi nhà cổ Chí Thường, Triệu Quốc Đống đã hơi có men say. Dương Thiên Bồi cũng đã về, mấy người liền đến nhà cổ Chí Thường uống rượu và nói chuyện. Dương Thiên Bồi mang rượu Thiệu Hưng Hoa Điêu về làm Triệu Quốc Đống nếm mùi đau khổ. Nó giống rượu Bích Ngọc Nhũ, mới đầu thấy ngọt giọng nên uống nhiều, nhưng khi uống nhiều thì sức rượu bắt đầu lan tỏa làm người ta điên đảo đầu óc. Dương Thiên Bồi cũng không tốt hơn Triệu Quốc Đống là mấy, may là y có lái xe đưa đến. Mà Triệu Quốc Đống lại bị Cổ Tiểu Âu kéo lên xe. Nhìn Cổ Tiểu Âu nở nụ cười hạnh phúc nằm trong lòng mình, Triệu Quốc Đống không nhịn được mà thở dài một tiếng. Một đêm điên cuồng với tiếng thét của Cổ Tiểu Âu vẫn còn quanh quẩn bên tai hắn, thân hình của cô làm Triệu Quốc Đống phải chìm đắm vào đó. Cơ thể Cổ Tiểu Âu làm người ta cảm nhận rõ ràng sức hút của tuổi trẻ, nó khác so với Từ Xuân Nhạn, Trình Nhược Lâm, Cù Vận Bạch. Từ hôm đó Triệu Quốc Đống vẫn cố tránh Cổ Tiểu Âu, nhưng hắn muốn trốn cũng không thể trốn nổi. Triệu Quốc Đống biết nhưng lại không muốn đối mặt với nó. Cổ Tiểu Âu luôn nói cô không phải là người vợ thích hợp với Triệu Quốc Đống. Chẳng qua cô nguyện làm tình nhân của hắn cả đời. Cô nói như vậy làm Triệu Quốc Đống không biết nói gì. Nếu hắn cứ mãi khuyên bảo thì không khác gì kẻ dối trá. Sau khi chiếm người ta rồi lại khuyên cô ấy đi tìm người khác, Triệu Quốc Đống làm đàn ông sao có thể như vậy. Hơn nữa Cổ Tiểu Âu lại có tư tưởng độc lập, không nghe ý kiến người ngoài, trừ khi tự cô thay đổi quyết định. Đúng như cô nói, có lẽ một ngày nào đó cô gặp người đàn ông xuất sắc và hợp ý cô hơn là Triệu Quốc Đống. Có lẽ cô sẽ không do dự rời khỏi Triệu Quốc Đống mà theo đuổi hạnh phúc của cô. Mà trước đó cô rất thỏa mãn làm em gái kiêm tình nhân của Triệu Quốc Đống. Cổ Tiểu Âu ngủ rất ngon, có lẽ đêm qua rất mãnh liệt làm cô mệt, có lẽ là do cô thấy ngủ trong lòng Triệu Quốc Đống được an toàn. Quyển 9, chương 6. Triệu Quốc Đống nhìn lên trần nhà. Đây là chỗ ở của Cổ Tiểu Âu trên Ando, cô được bố mua cho một căn hộ 70m². Tiếng điều hòa thổi vù vù. Rèm cửa sổ không ngừng bay phất phơ. Ga giường màu đen cùng với chiếc chăn màu trắng đúng là hoàn toàn đối lập nhau. Phòng rất ấm nên tay Cổ Tiểu Âu có lộ ra ngoài cũng không lạnh. Bờ vai trắng nõn lộ ra, cặp phú vì bị chăn bông đè nên tạo thành khe sâu rất lớn. Đối diện giường là tủ quần áo được mở ra, bên trong có đủ loại quần áo của Cổ Tiểu Âu, có đồ cô đi biểu diễn, có đồ cô mặc bình thường. Một chiếc quần lót màu đen hình chữ T được ném một xó. Đó là kết quả điên cuồng của tối qua. Ngay cả Triệu Quốc Đống cũng không biết sao mình thấy chiếc quần lót này của Cổ Tiểu Âu liền không khống chế được bản thân. Hắn biết vợ chồng Cổ Chí Thường biết quan hệ kỳ quái giữa hắn và Cổ Tiểu Âu, thậm chí Dương Thiên Bồi cũng có thể nhận ra. Nhưng hắn thấy vợ chồng Cổ Chí Thường có vẻ bất đắc dĩ, nhưng lại có vẻ không quá ngạc nhiên và để ý. Hắn không biết nên ăn nói với Cổ Chí Thường như thế nào. Nói Cổ Tiểu Âu dụ dỗ mình, vì thế hắn không tự kiềm chế được sao. Đàn ông đã chơi là chơi, mặc dù không thể cho người ta danh phận nhưng cũng không thể đổ trách nhiệm sang cho phụ nữ. Hơn nữa Triệu Quốc Đống cũng thấy mình hơi thích tính cách thẳng thắn dám yêu dám hận của Cổ Tiểu Âu. Hắn không biết giữa mình và Cổ Tiểu Âu sẽ có kết quả gì. Cổ Tiểu Âu khác với mấy người phụ nữ kia. Cô còn trẻ, cuộc sống còn dài, cô có lẽ có tương lai tươi đẹp. Hắn không nên có quan hệ mập mờ lâu với cô, như vậy là không công bằng với Cổ Tiểu Âu. Nhưng hắn có thể làm gì?
Thái độ của Cổ Tiểu Âu rất rõ ràng mà kiên quyết, tất cả đều là thật tâm của cô, không ai có thể miễn cưỡng cô. Đúng như Cổ Tiểu Âu nói, thích người đàn ông nào là quyền của cô, duy trì quan hệ với người đàn ông đó là như thế nào là quyền và tự do của cô. Triệu Quốc Đống khẽ thở dài một tiếng, đời này của hắn coi như bị phụ nữ trói, dù đi tới đâu cũng sẽ dính tới người phụ nữ nào đó, muốn ngừng cũng không được. Có lẽ cảm nhận được tâm trạng Triệu Quốc Đống thay đổi, Cổ Tiểu Âu khẽ chớp đôi mắt mà nhìn chằm chằm vào Triệu Quốc Đống. Triệu Quốc Đống cười hì hì vì tự hào vì mình đã trói được người đàn ông này. Hai tay cô ôm lấy cổ Triệu Quốc Đống rồi ngọt ngào cười nói. Quốc Đống ca, anh có biết là đây là đêm em ngủ ngon nhất không? Ừ, đã lâu không ngủ ngon như vậy, em nhớ chỉ khi còn bé mà ngủ với bố mới có cảm giác này. Cô nói xong liền dựa sát người vào lòng Triệu Quốc Đống, cặp chân thon dài quấn lên, đám cỏ mềm cọ vào đùi Triệu Quốc Đống, như cố gắng muốn trêu ngọn lửa dục của hắn. Tiểu Âu, được rồi, đừng nghịch nữa. Triệu Quốc Đống cười khổ một tiếng muốn ngăn Cổ Tiểu Âu lại. Cổ Tiểu Âu đúng là yêu tinh, cô trêu như vậy thì sao hắn không thể không có phản ứng. Cổ Tiểu Âu cười hì hì mà nói. Anh, xem ra anh không chống lại được thử thách rồi. Được rồi, dù là người sắt cũng không qua khỏi thử thách như vậy, chịu được tức là không phải đàn ông. Triệu Quốc Đống trừng mắt nhìn cô, động tác của cô tăng chứ không giảm, điều này làm Triệu Quốc Đống phải đưa xuống định ngăn cô lại. Không ngờ Cổ Tiểu Âu thoáng cái túm tay hắn đặt lên ngực cô. Yêu tinh, Triệu Quốc Đống trơ mắt nhìn cô gái này từng bước khiêu gợi hắn, có chút hắn đành phải chịu thua mà tiến vào cơ thể cô. Sau cơn ân ái, trên mặt Cổ Tiểu Âu đỏ bừng lên như hoa hồng, đây là vẻ mặt đặc biệt sau khi phụ nữ lên đỉnh, ánh mắt mê man vì chưa thoát ra từ cơn khoái cảm mang tới. Cô ôm chặt lấy Triệu Quốc Đống mà thở hổn hển. Anh, bao giờ anh lấy vợ? Lấy ai? Triệu Quốc Đống run lên nói. Dù như thế nào cũng phải có người thích hợp nhất với anh mà. Cổ Tiểu Âu dựa đầu vào vai Triệu Quốc Đống mà nói. Anh cũng không còn nhỏ, lại ở quan trường mà không lấy vợ thì lãnh đạo sao tin được anh? Chẳng qua em thấy anh chưa tìm được người thích hợp, phải không? Ừ, có lẽ đây là biểu hiện của sự chưa trưởng thành. Cô nói gì, kết hôn? Triệu Quốc Đống có chút kinh ngạc nhìn Lưu Nhược Đồng mặt mày lạnh nhạt kia. Vẻ mặt cô có vẻ có chút do dự. Chắc là cảm thấy đề nghị này rất hoang đường. Bọn họ hỏi tôi cứ tiếp tục như vậy thì bao giờ sẽ nói chuyện hôn nhân, có lẽ lo tôi không có ai lấy. Lưu Nhược Đồng bất đắc dĩ nhún vai, miệng cũng cười gượng. Tình cảnh của cô bây giờ cũng không tốt, áp lực của người nhà quá lớn làm cô phải suy nghĩ kỹ vấn đề độc thân và kết hôn. Cô cảm thấy chúng ta tiếp tục như vậy sẽ có kết quả không? Triệu Quốc Đống suy nghĩ một chút rồi nói. Anh nói kết quả là ám chỉ cái gì? Lưu Nhược Đồng lạnh lùng nhìn Triệu Quốc Đống. Ừ, ví dụ như nảy sinh tình cảm, cuối cùng sẽ thành hôn nhân chính thức. Triệu Quốc Đống thản nhiên nói. Nói thật tỷ lệ này gần như không có. Lưu Nhược Đồng suy nghĩ rất lâu mới nói. Anh và tôi đều là người cố chấp, tin rằng anh cũng thấy hai chúng ta không đi chung một con đường, tình cảm nảy sinh gần như không thể. Hơn nữa chúng ta gặp nhau bằng cách này nên càng chán hơn, tôi chưa bao giờ cho rằng tình cảm sẽ nảy sinh bằng cách này. Ừ, tôi vui vì nghe thấy cô nói thật, tôi cảm thấy mình cũng giống cô. Triệu Quốc Đống cười nói. Chẳng qua cô có nghĩ hai chúng ta cứ tiếp tục như vậy sẽ kéo dài được bao lâu, giấu được bao lâu? Đây có vẻ như không phải biện pháp tốt nhất. Đúng, tôi cũng thấy thế. Nhưng người nhà anh và tôi đều có ý, nghĩ đến là bực. Lưu Nhược Đồng thở dài một tiếng mà nói. Tại sao bọn họ cứ mong việc này diễn ra? Chẳng lẽ nói phụ nữ nhất định phải lập gia đình sao? Lưu Kiều nói sao? Triệu Quốc Đống cũng thấy đây là việc phiền phức, nhưng hắn cũng không biết giải quyết như thế nào. Hắn biết kết quả cuối cùng có lẽ là vung dao cắt đôi. Nhưng sợ hắn và đối phương sẽ gặp không ít áp lực. Chị ấy nhìn chằm chằm này phải do hai chúng ta tự quyết định. Lưu Nhược Đồng cười khổ một tiếng. Bây giờ đẩy trách nhiệm cho chúng ta ư, thú vị đó. Triệu Quốc Đống nhấp ngụm cà phê rồi nói tiếp. Cô định tiếp tục diễn hay kết thúc? Ừ. Nói thật là tôi muốn tiếp tục đóng kịch, như vậy tôi bớt phiền phức, bởi vì tôi tạm thời chưa tính tới lấy chồng, nhưng làm như vậy là không công bằng với anh, nên tôi muốn sớm dịp ngừng lại. Vậy cô chẳng phải sẽ bị người nhà chỉ trích sao? Triệu Quốc Đống cũng cười nói. Biết sao được, chỉ có thể để mình bị mắng vậy. Lưu Nhược Đồng cũng cười nói. Có lẽ hai chúng ta có thể dùng cách khác. Triệu Quốc Đống suy nghĩ một chút rồi nói. Ồ,
Cách gì? Lưu Nhược Đồng vội vàng nói. Nếu không khiến cô hiểu lầm thì tôi sẽ dùng cách khác, tôi bây giờ còn chưa có đối tượng kết hôn thích hợp, nhưng cô cũng thấy rõ tôi từng này tuổi, cùng với tình hình của mình nếu không lập gia đình thì không quá thích hợp. Mặc dù tôi không đến mức không nghĩ tới vấn đề kết hôn như cô, chẳng qua tôi cũng không muốn làm qua loa cho việc lớn cả đời này. Cho nên tôi nghĩ hai chúng ta có thể tiếp tục. Triệu Quốc Đống cười nói. Quyển 9, chương 7. Anh nói hai ta tiếp tục, nhưng có thể kéo dài bao lâu, bố mẹ và người nhà tôi, người nhà và bạn anh chỉ sợ không đồng ý kéo dài như vậy. Hơn nữa đúng như anh nói, anh muốn tiếp tục phát triển thì không thể né tránh vấn đề hôn nhân. Lưu Nhược Đồng có lẽ nhận ra điều gì đó nên nói. Tôi không phải nói đến việc này mà hai chúng ta có thể hợp tác thêm bước nữa, như vậy ít nhất có thể đảm bảo mấy năm tới chúng ta bớt gặp phiền phức. Triệu Quốc Đống lạnh nhạt nói. Ý của tôi, cô hiểu chưa? Hợp tác hơn nữa, anh nói anh và tôi giả lấy nhau. Lưu Nhược Đồng dùng mình rồi lạnh lùng nhìn Triệu Quốc Đống. Ừ, hình thức thì phải là thật, nhưng thực chất chỉ hai chúng ta biết. Cô có công việc của cô, tôi có không gian của tôi, không ai can thiệp vào nhau, đều tự đi con đường của mình. Triệu Quốc Đống cười nói. Hầu hết thời gian cô ở Bắc Kinh và nước ngoài, tôi không thường xuyên lên Bắc Kinh. Tỉnh An Nguyên là địa bàn của tôi, cho nên tôi thấy đó là lựa chọn tốt nhất cho hai chúng ta. Đương nhiên nếu cô thấy không thích cũng không sao. Lưu Nhược Đồng im lặng không nói mà phải suy nghĩ. Hình thức là thật, điểm này đúng là không thể giả vờ. Dù là Triệu Quốc Đống hay cô đều không thể không đi đăng ký kết hôn. Chẳng qua đối phương nói như vậy, hắn có ý đồ khác không? Cô nghĩ thì thấy đối phương từng đó tuổi làm thường vụ thị ủy, chỉ sợ dù được Lưu gia giúp cũng chưa chắc được. Nếu muốn lợi dụng lực lượng của Lưu gia còn không bằng để Lưu gia thu hút một ngôi sao. Tôi nghe thì thấy là ý hay, hai chúng ta đều có thể làm việc của mình. Để tôi suy nghĩ xem đã. Lưu Nhược Đồng nói. Hy vọng hai chúng ta có thể tiếp tục quan hệ bình thường, đây cũng là duyên phận mà, phải không? Chính xác. Triệu Quốc Đống cũng gật đầu nói. Nói chuyện xong, tâm trạng hai người khá thoải mái. Nhất là Lưu Nhược Đồng mặc dù không tỏ thái độ rõ ràng nhưng trong lòng cô lại chấp nhận đề nghị kia của Triệu Quốc Đống. Lưu Nhược Đồng thích cuộc sống độc thân và yêu du lịch mạo hiểm. Nếu không cô cũng không chọn vào vụ châu Phi Bộ Ngoại giao. Theo cô thấy một công việc quá bình thản sẽ là lãng phí mấy chục năm sống. Cô cũng không thích công việc hành chính ở Bộ Ngoại giao, cô thích cuộc sống đầy tính khiêu chiến, nhất là công việc nếu có thể quan hệ tới lợi ích của quốc gia thì càng làm cô thêm kích thích. Điểm này có lẽ ngay cả huấn luyện viên của cô cũng nhận ra, cho rằng cô là loại người càng gặp áp lực càng phát huy tốt. Chẳng qua Lưu gia lại có quan hệ quá rộng ở ngành ngoại giao nên đó là trở ngại với cô. Cô thích mình như thợ sơn mai phục một nơi, đợi mục tiêu xuất hiện, càng thích chủ động tìm mục tiêu công kích. Một khi phát hiện mục tiêu có giá trị liền bắn phá ngay. Triệu Quốc Đống cũng thấy đối phương đang khá vui vẻ, điều này làm hắn có chút tò mò với cô. Gia tộc cách mạng như Lưu gia có một hai thành viên đặc biệt cũng là bình thường. Chẳng qua tính cách độc lập lại rơi vào một cô gái thì đúng là làm người ta có chút khó hiểu. Ít nhất đối phương Triệu Quốc Đống mà nói biểu hiện của Lưu Nhược Đồng làm người ta khó có thể nhận ra thân phận thật của cô. Triệu Quốc Đống cùng Lưu Nhược Đồng đi dạo siêu thị một vòng. Lưu Nhược Đồng không mua gì mà chỉ hưởng thụ cảm giác mới mẻ có người cùng đi siêu thị với mình. Triệu Quốc Đống rất phong độ khoác tay đối phương. Nếu như người ngoài có lẽ thấy bọn họ như đôi nam nữ đang yêu nhau tha thiết. Xe đến khách sạn Côn Lôn, Lưu Nhược Đồng hỏi. Anh ở đây? Ừ, mai tôi về tỉnh An Nguyên, cảm ơn. Triệu Quốc Đống vẫy tay từ biệt. Đề nghị của anh làm tôi rất hứng thú. Chẳng qua đây là việc lớn nên tôi cần thời gian suy nghĩ. Lưu Nhược Đồng đặt tay lên bánh lái rồi nói. Tôi nghĩ tôi rất nhanh sẽ có câu trả lời thuyết phục cho anh. Ồ! Đây chỉ là suy nghĩ đột phát của tôi, bây giờ nghĩ lại thấy nó hơi hoang đường, hy vọng không có hiểu lầm. Nếu cô thấy ý tưởng này không hợp thực tế thì coi như chưa có chuyện gì. Không, anh hiểu lầm rồi. Tôi lại thấy việc này rất thú vị. Có lẽ nó sẽ giúp chúng ta giải quyết được nhiều việc phiền phức, phải không? Cho tôi một thời gian suy nghĩ. Lưu Nhược Đồng nở nụ cười đầy ngọt ngào. Triệu Quốc Đống không khỏi ngẩn ra, cô gái này so với La Băng thì còn lạnh lùng hơn. Lưu Nhược Đồng là sự lạnh lùng nhưng trong trẻo, làm người ta cảm thấy cô luôn muốn giữ khoảng cách an toàn đối với anh. Nếu cô có thể nghĩ như vậy thì tốt nhất, đây chỉ là một đề nghị của tôi, chi tiết cụ thể còn cần cân nhắc. Triệu Quốc Đống cười nói. Sau đó Lưu Nhược Đồng lập tức rời đi.
Lưu Nhược Đồng một bên lái xe, một bên gọi điện. Chị đang đâu đó, em có chuyện muốn nói với chị. Lưu Nhược Đồng đến, Lưu Kiều có chút khó hiểu. Chẳng qua cô cảm thấy nhất định là vì việc của Triệu Quốc Đống. Công ty trách nhiệm hữu hạn thiết bị hút bụi neo đầu tư xây dựng nhà máy ở Ninh Lăng đang tiến triển khá thuận lợi. Lưu Kiều cũng hài lòng với tác phong làm việc của Triệu Quốc Đống, dám nói dám làm, hơn nữa công tác chuẩn bị cũng đầy đủ, cẩn thận. Đại biểu của công ty trách nhiệm hữu hạn thiết bị hút bụi neo có ấn tượng tốt đối với quận Tây Giang. Việc công ty neo đầu tư ở Ninh Lăng mặc dù hiệu quả kinh tế chưa chắc đã khiến công ty đầu tư Trung Hoa này cao lên mấy, chẳng qua nó có thể khiến công ty tăng sức ảnh hưởng ở nước Đức. Sau này công ty neo nếu còn có thể cần mở rộng quy mô thì công ty đầu tư Trung Hoa chính là đối tác tốt nhất của bọn họ. Công ty bây giờ càng lúc càng coi trọng phát triển ở khu vực nội địa do khu vực Duyên Hải đang cạnh tranh rất kịch liệt. Có nhiều công ty dần nhìn đến khu vực nội địa, An Đô, Trùng Khánh, Vũ Hán, Thành Đô, Tây An đang được công ty dự định xây dựng chi nhánh. Lưu Kiều tin với quan hệ và thực lực kinh tế của công ty thì nhất định sẽ tìm được cơ hội phát triển lớn hơn nữa trong nội địa. Triệu Quốc Đống chính là một đối tượng đáng để đầu tư. Dù từ phương diện này thì người này cũng đáng giá. Như Lưu Nham nói, 27 tuổi đã là cán bộ cấp phó giám đốc, chỉ sợ cả Trung Quốc cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay. Nếu theo xu thế hiện nay của hắn thì 10 năm sau thành cán bộ cấp tỉnh cũng là bình thường. Lưu Kiều ngồi nghe Lưu Nhược Đồng nói chuyện mà không nói gì. Chuyện là như vậy, không có gì khác, hắn rất sảng khoái, em chắc không có ý đồ gì. Lưu Nhược Đồng bình tĩnh nói. Daisy Lee, đây là chuyện của hai người, nhưng chị lại thành người làm mối, bây giờ chị lại không thoát được thân. Chị muốn hỏi mấy vấn đề. Ừ, nếu em không muốn trả lời thì lắc đầu, nếu trả lời thì nhất định phải nói thật. Lưu Kiều nhìn chằm chằm vào Lưu Nhược Đồng mà nói. Được. Lưu Nhược Đồng không hề do dự mà lập tức gật đầu nói. Được, Daisy Lee, vậy em nói với chị em thật sự cả đời không yêu, không kết hôn. Hay là em có chuyện khó nói? Lưu Kiều hỏi khá sắc bén. Lưu Nhược Đồng nhíu mày nhưng vẫn nói. Yêu và kết hôn thì ít nhất mấy năm tới em không nghĩ đến, về phần mấy năm sau thì khó nói. Người và thế giới đều thay đổi mà. Chị, em không có gì khó nói, điểm này em có thể khẳng định, chị đừng suy nghĩ miên man. Em chỉ là không muốn gia đình trói buộc, ít nhất bây giờ em còn chưa gặp một người đàn ông đáng để em coi trọng. Vậy em thấy Triệu Quốc Đống như thế nào, cảm giác của riêng em đó? Quyển 9, chương 8. Ừ, hắn coi như là một nhân vật nổi tiếng trong giới bình thường, nếu không sao có thể lên chức cao như vậy khi còn trẻ. Em tiếp xúc với hắn lâu như vậy thì thấy cũng có văn hóa và điềm tĩnh, nhưng lại còn cách điểm mấu chốt em đặt ra một đoạn. Đây không chỉ vì hắn chỉ học trường trung cấp cảnh sát, mà cũng do hoàn cảnh sống bình thường của hắn. Lưu Nhược Đồng nói khá thẳng thắn. Chẳng qua hắn không phải loại người muốn dựa vào Lưu gia như em nghĩ lúc đầu, tính cách cũng tốt. Em và hắn coi như hòa hợp, chị đừng hiểu lầm, em nói chính là đề tài thảo luận hòa hợp, không có chuyện khác. Vậy em thấy em có cơ hội phát triển với hắn không? Ừ, chị nói là kết hôn trước, yêu nhau sau đó. Chị muốn nghe lời thật. Lưu Nhược Đồng có chút do dự, sau đó miễn cưỡng nói. Em không muốn nói lời trái với lòng mình, em không thể nói hoàn toàn không có khả năng, nhưng tỷ lệ khá thấp. Bởi vì em dựa vào trực giác mà làm việc, ấn tượng đầu tiên không làm em khắc sâu thì có lẽ khó có tình yêu. Được, chị hiểu, chị hỏi một vấn đề nữa. Em và hắn tiếp xúc lâu như vậy thì có thấy khó chịu hay không nhịn được nữa không? Chị nói là nếu em và hắn cứ duy trì tình hình như bây giờ, em có thấy rất không tự nhiên không? Lưu Kiều gật đầu và hỏi tiếp. Em nghĩ là không đến mức như vậy. Thứ nhất cho dù em và hắn có quan hệ gì thì có lẽ thời gian ở cạnh nhau là rất ít. Thứ hai hắn cũng không phải người làm em chán ghét, ngược lại còn có sức hấp dẫn. Chẳng qua muốn phát triển thành người yêu thì chắc không thể. Lưu Nhược Đồng nói. Ồ, là như vậy à, em có muốn nghe ý kiến của chị không? Lưu Kiều nói. Vâng, chị nghĩ như thế này, nếu đây là ý tưởng của hai người và thấy nó có thể tránh cho phiền phức không nhất định. Mà cũng không bài xích thì chị thấy có thể chọn. Nếu em nói hai người không có chút cảm giác nào, thậm chí ở bên cảm thấy rất khó chịu thì không nên làm như vậy. Hơn nữa dù chỉ đăng ký kết hôn thì cũng có nghĩa thân phận hai người đã thay đổi, điểm này em phải suy nghĩ kỹ. Triệu Quốc Đống rất xuất sắc, nhưng đúng như em nói, xuất sắc chưa chắc hợp với em. Daisy Lee, chị cũng phải nhắc em không nên đòi ai cũng hoàn hảo là cao quý, lãng mạn, trầm ổn, rộng lượng.
trong tình cảm mà chủ nghĩa hoàn mỹ chính là thất bại. Khi Triệu Quốc Đống gọi cho Lưu Nham thì người này đang nói chuyện với Lưu Thác. Tự tin Lưu Kiều truyền tới thì có vẻ Triệu Quốc Đống và Lưu Nhược Đồng muốn nói chuyện hôn nhân, điểm này làm Lưu Nham có chút kinh ngạc, chẳng lẽ hai người này có duyên, mới tiếp xúc chưa lâu mà đã hòa hợp như vậy sao? Triệu Quốc Đống vào trạch viện này thì cảm thấy nó có một khí thế cổ xưa, bám màu mưa gió, qua đó nó đã chứng minh lịch sử huy hoàng của nó. Nơi này bây giờ chính là chỗ ở của cháu cả Lưu Thác. Lưu Thác và Lưu Nhược Đồng tổ chức một cuộc nhậu quy mô nhỏ mà tiếp khách. Đây là lần đầu Triệu Quốc Đống đặt chân vào phạm vi của Lưu gia. Lưu Nhược Đồng đi cùng với Triệu Quốc Đống không quá tự nhiên. Cô khoác tay Triệu Quốc Đống mà vẻ mặt hơi cứng nhắc, trên mặt vẫn còn vẻ lạnh nhạt nhưng cũng thêm vài phần mất tự nhiên. Bữa tiệc này không có nhiều người, chỉ có mấy người đời thứ ba của Lưu gia có quan hệ tốt với anh em Lưu Thác và Lưu Nham mà thôi. Thấy Lưu Nhược Đồng và Triệu Quốc Đống xuất hiện, không ít khách có chút khó hiểu nhìn tới. Lưu Nhược Đồng là yêu nữ của nhánh ba Lưu gia, đây là lần đầu lộ mặt ở các buổi tụ tập. Trên thực tế nhánh ba của Lưu gia mạnh về kinh doanh và buôn bán, quan hệ không quá mật thiết với anh em Lưu Nham. Lưu Nhược Đồng càng không bao giờ xuất hiện trong các buổi nhậu như thế này. Không ít người đều biết tính cách lạnh nhạt của Lưu Nhược Đồng, chỉ chăm lo công việc, ít tiếp xúc với bên ngoài. Vì thế khi Lưu Nhược Đồng xuất hiện ở đây cùng bạn trai càng làm mọi người ngạc nhiên. Mặc dù vài người nghe nói Lưu Nhược Đồng có bạn trai, nhưng đây cũng là lần đầu thấy Triệu Quốc Đống. Có thể vào nhà cũ Lưu gia ăn nhậu thì ai cũng có quan hệ mật thiết với anh em Lưu Nham, đương nhiên thân phận và địa vị là khác nhau. Triệu Quốc Đống và Lưu Nhược Đồng có vẻ cô đơn giống như đến từ thế giới khác vậy. Em thích trường hợp như vậy không? Ra ngoài Triệu Quốc Đống và Lưu Nhược Đồng cũng đổi cách xưng hô. Không thích, nhưng lần này hai ông anh kia chuyên môn bảo anh tới tham gia, em nếu không đến thì không được. Lưu Nhược Đồng nhìn sang Triệu Quốc Đống mà nói. Có phải anh cảm thấy áp lực hoặc không quen không? Ừ, áp lực thì không đến mức, nhưng đúng là không quen. Bọn họ có vẻ rất quen thuộc, xem ra thường xuyên đi lại, đây là một quần thể thu nhỏ. Anh coi như người mới đến, nếu quá nhiệt tình xin vào cũng không hợp, mà nếu như lạnh nhạt ngồi bên cũng không quá thích hợp. Triệu Quốc Đống cười nói. Anh thấy em còn không thích hợp với những chuyện như thế này hơn anh. Lưu Nhược Đồng nhếch miệng lên nói. Đều là đám tự nhận là tinh anh. Thực ra hầu hết đều là kẻ muốn luồn lách đi lên. Anh nói chuyện với bọn họ thì ngoài nói chuyện thăng quan, kiếm tiền, chơi gái thì còn có thể nói chuyện gì. Ha ha, lời này của em quá tuyệt đối, anh vừa mới đi qua bọn họ thì thấy đang nói chuyện về tình hình xuất khẩu và tỷ lệ nhân dân tệ, đâu có như em nói. Triệu Quốc Đống có chút buồn cười nhìn cô. Đừng nghĩ đàn ông đều xấu hết như vậy. Đó chỉ là hiện tượng bề ngoài mà thôi. Lưu Nhược Đồng lắc đầu nói. Em còn không biết những người này của Lưu gia sao? Ngoài Lưu Thác và anh của em ra, những người khác, hừ. Triệu Quốc Đống và Lưu Nhược Đồng đến khá sớm làm các thành viên của Lưu gia cũng không thể đến muộn. Thời gian vào bàn dần đến, khách đến cũng càng lúc càng nhiều. Nhược Đồng, Quốc Đống, hai đứa lại đây. Lưu Nham vẫy tay nói. Triệu Quốc Đống nhìn Lưu Nhược Đồng, đối phương khẽ thở dài một tiếng và bất đắc dĩ nhìn Triệu Quốc Đống. Sau đó cô thân mật khoác tay Triệu Quốc Đống đi lên. Triệu Quốc Đống chiều mồng năm mới về Ando, phải nói ba ngày ở Bắc Kinh làm hắn có ấn tượng sâu, nhất là lần đầu tham gia vòng tròn của Lưu gia. Bắc Kinh là nơi đầm rồng hang hổ, tùy tiện người từ góc nào đó chạy ra thì đều có chỗ dựa rất mạnh. Cán bộ cấp giám đốc sở trở lên ở Bắc Kinh cũng chỉ tương đương cán bộ cấp phòng ở tỉnh. Quan chức địa phương lên Bắc Kinh chỉ có thể mang đuôi làm người. Lưu Nhược Đồng không phải người thích xã giao. Ngược lại Triệu Quốc Đống thấy hai ông anh ruột của cô lại giỏi quan hệ. Nếu so sánh với hai anh em nhà Lưu Nham thì bọn họ hàm xúc hơn nhiều. Mặc dù chỉ làm trong ngành ngoại giao hoặc thương mại nhưng từ lời ăn tiếng nói đã có thể thấy khí độ không bình thường. Triệu Quốc Đống có ấn tượng tốt đối với bọn họ, mà Triệu Quốc Đống biểu hiện cũng làm cho hai anh của Lưu Nhược Đồng rất kinh ngạc, nhất là hắn có cái nhìn mới trong phương diện quốc tế, điều này làm bọn họ khó có thể tin đây là do một người ngoài ngành nói. Quyển 9 Chương 9. Đương nhiên hai anh em này càng tò mò hơn khi biểu hiện ăn ý và hòa hợp của Triệu Quốc Đống và Lưu Nhược Đồng. Theo bọn họ thấy cô em gái này ngay cả anh trai cũng có thể ở chung, Lưu Nhược Đồng từ nhỏ đã không coi người bình thường vào mắt. Nhưng bây giờ từ biểu hiện có thể thấy Triệu Quốc Đống và Lưu Nhược Đồng gắn bó với nhau. Chính là vì như vậy nên Lưu Tâm Lưu Du, hai anh của Lưu Nhược Đồng đều có chút thân thiết với Triệu Quốc Đống.
dù sao chuyện hôn nhân của Lưu Nhược Đồng là điều làm bọn họ phải suy nghĩ. Mặc dù ngoài miệng nói tôn trọng lựa chọn của Lưu Nhược Đồng, nhưng Lưu Nhược Đồng bây giờ đã 25, 26 mà không có bạn trai thì hai người cũng rất sốt ruột. Bây giờ Triệu Quốc Đống xuất hiện làm bọn họ vui mừng. Bọn họ mơ hồ cũng biết ý của Lưu Nham, nhưng dù sao khách quan mà nói thì Lưu Nham cũng giới thiệu một đối tượng thích hợp cho Lưu Nhược Đồng. Lưu Tân bây giờ là phó vụ trưởng vụ tin tức Bộ Ngoại giao, mà Lưu Du lại làm vụ trưởng vụ hợp tác quốc tế. Hai người là cán bộ cấp phó giám đốc và cán bộ. Mặc dù chưa chắc có quan hệ rộng như anh em Lưu Nham, nhưng cũng có sức ảnh hưởng trong phạm vi nhất định. Anh em Lưu Nham có ý gì thì hai người Lưu Tân hiểu. Làm Lưu gia lấy lại uy phong trước đây là không dễ. Mặc dù lão gia tử vẫn còn khỏe nhưng do nguyên nhân sức khỏe nên đã không thể xuất hiện trước công chúng. Mà đời hai của Lưu gia phát triển lại không hợp ý người, đây là nhược điểm chết người của Lưu gia. Thời này mặc dù không nói người đi trà lạnh, nhưng mất đi nhân vật quan trọng nhất sẽ tạo thành ảnh hưởng quá lớn đối với Lưu gia. Mà đời hai của Lưu gia người làm to nhất mới là bộ trưởng, thậm chí còn không làm lãnh đạo một tỉnh, điều này làm cho sức ảnh hưởng của Lưu gia ở địa phương giảm mạnh. Hơn nữa con rể Lưu gia còn muốn rời khỏi hệ thống Lưu gia, điều này càng làm cho Lưu gia bị suy yếu. Sao, cảm thấy sao? Thái Chánh Dương ngày mồng 3 về An Nguyên thì Triệu Quốc Đống lại lên Bắc Kinh. Triệu Quốc Đống cũng không giấu, ngoài việc bí mật của hắn và Lưu Nhược Đồng ra thì chuyện khác đều nói hết. Không có cảm giác gì cả. Triệu Quốc Đống cười hì hì nói. Ngoài giọng điệu lớn, ra vẻ cao giá ra thì em thấy không khác gì người bình thường cả. Nếu ở ngoài thì em thấy thấy từ lái xe taxi cũng có thể nói chuyện quốc gia đại sự. Từ việc tổng bí thư đến Mỹ, đến khủng hoảng tài chính. Ha ha, Bắc Kinh đúng là Bắc Kinh. Đừng nói linh tinh, anh hỏi là cảm giác của em đối với Lưu gia. Thái Chánh Dương trừng mắt nhìn Triệu Quốc Đống. Ừ, em còn chưa tính là thành viên của Lưu gia nên chỉ biết một chút thôi. Quan hệ của Lưu gia khá rộng, uy thế của Lưu lão gia tử vẫn còn nhưng sức ảnh hưởng của Lưu gia ở địa phương không mạnh, ở cấp bộ thì còn có đôi chút. Có mấy người em thấy có quan hệ mật thiết với anh em Lưu gia, có lẽ cũng là nhân vật có sức nặng. Lưu gia 10 năm nay suy yếu nhanh và có dấu hiệu xuống dốc. Bây giờ phải xem đời ba của Lưu gia có cơ hội nhân lúc ông nội còn sống mà tạo được trụ cột hay không. Thái Chánh Dương thở dài một tiếng mà nói. Quốc Đống, anh không muốn miễn cưỡng chú, nếu chú không hợp thì thôi. Triệu Quốc Đống có chút kinh ngạc nhìn Thái Chánh Dương. Thái Chánh Dương vẫn là người thúc giục chuyện của hắn và Lưu Nhược Đồng. Hắn và Lưu Nhược Đồng đi đến bây giờ cũng có một phần do Thái Chánh Dương ủng hộ nhiều. Đương nhiên sau này Triệu Quốc Đống cũng muốn lợi dụng Lưu Nhược Đồng làm tấm bia chắn cho mình. Dù sao cũng không phải đối tượng thích hợp nên lợi dụng để che lấp cho mình cũng là lựa chọn tốt. Đừng nhìn anh với ánh mắt đó. Anh cũng không phải không coi trọng Lưu gia. Lưu gia vẫn còn sức ảnh hưởng, căn cơ sâu. Nhờ Lưu lão gia tử nên Lưu Trường Tùng cũng có quan hệ rộng, trong đó có không ít lãnh đạo cao cấp của bộ, tỉnh. Nếu chú và tiểu Lưu có duyên là quá tốt. Thái Chánh Dương lắc đầu nói. Nhưng anh không muốn chú vì vấn đề hôn nhân mà buồn bực. Nếu chú cảm thấy mình không hợp với tiểu Lưu thì thừa dịp sớm ngừng đi. Thái Chánh Dương nói như vậy làm Triệu Quốc Đống có chút cảm động. Thái Chánh Dương đây là một lòng nghĩ cho hắn, vừa hy vọng hắn có tương lai lớn hơn nữa ở chính trị, lại không hy vọng hắn vì miễn cưỡng mà tiếc nuối cả đời nên mới nói mâu thuẫn như vậy. Thái ca, Lưu Nhược Đồng có nhân phẩm tốt, chỉ là tính cách hơi lạnh nhạt một chút mà thôi. Về phần Lưu gia nói thật không ảnh hưởng mấy với em. Em cảm thấy có duyên hay không thì bây giờ vẫn chưa thể xác định. Ngay cả em cũng không rõ, xem một chút đã. Lúc này Triệu Quốc Đống cũng không biết tình cảm của mình sẽ đi về đâu. Có không ít người phụ nữ xung quanh hắn. Về Cổ Tiểu Âu thì thân phận và tính cách của cô không quá thích hợp. Lam Đại luôn làm người ta cảm thấy cô quá muốn dựa vào hắn mà thay đổi cuộc sống. Tính đi tính lại thì chỉ có Hàn Đông và Lưu Nhược Đồng. Hàn Đông nhìn qua là thích hợp nhất, nhưng Triệu Quốc Đống lại biết Hàn Đông lại là người không thích hợp nhất. Tính cách của cô khiến cô không thể chấp nhận hắn quan hệ lăng nhăng, mà muốn hắn cắt đứt mọi quan hệ là không thể. Hơn nữa mặc dù bây giờ hắn quyết tâm nhưng sau này thì sao? Chuyện khác Triệu Quốc Đống có thể mạo hiểm nhưng riêng tình cảm thì không. Hơn nữa nếu mạo hiểm như vậy và làm tổn thương Hàn Đông thì hắn sẽ không làm. Tính đi tính lại Triệu Quốc Đống có chút kinh ngạc phát hiện bây giờ chỉ có mỗi Lưu Nhược Đồng là đối tượng hôn nhân thích hợp nhất với hắn. Mặc dù hai người bây giờ không có chút cảm giác gì nhưng hai người như có sợi dây trói buộc vậy. Triệu Quốc Đống thầm nghĩ đúng là quái lạ.
đối tượng không có khả năng nhất vậy mà bây giờ lại thành đối tượng thích hợp nhất, quá hoang đường. Chẳng lẽ mình và Lưu Nhược Đồng có duyên sao? Suy nghĩ này thoáng cái xuất hiện trong đầu Triệu Quốc Đống khi Thái Chánh Dương rời đi. Tâm trạng buồn bực làm Triệu Quốc Đống đón Tết không quá vui, tin tốt từ Đức truyền tới cũng không làm hắn vui lên bao nhiêu. Lưu Kiều gọi tới bảo cho Triệu Quốc Đống biết công ty Neo về cơ bản đã xác định thành lập trụ sở sản xuất quan trọng nhất của công ty tại nội địa, trụ sở này đặt ở Ninh Lăng. Phạm vi tiêu thụ bao gồm cả khu vực Trung Tây, có lẽ sau Tết sẽ ký kết. Không có gì bất ngờ xảy ra, trong cuộc họp lớp thân phận của Triệu Quốc Đống lộ ra làm hắn thành tâm điểm của mọi người. Nhất là Trần Bình Tài cùng Tiêu Chí Viễn nhìn Triệu Quốc Đống với vẻ nịnh bợ. Thậm chí ngay cả Phùng Minh Khải cũng có thay đổi khi nói chuyện với hắn. Nói cho chúng tôi biết tại sao lại lừa chúng tôi. Mễ A cố ý cầm chén lên chạm ly với Triệu Quốc Đống đúng là can đảm. Tôi không lừa ai mà, tôi không phải nói tôi đã ở bên đó sao? Chẳng lẽ nói Ninh Lăng không tính là bên kia, không tính là nghèo? Triệu Quốc Đống cười cười đầy giảo hoạt, hắn thầm bực bội chẳng lẽ mấy cô gái này cũng đều thay đổi khi thân phận của hắn đổi khác sao? Chẳng lẽ giá trị con người chỉ có thể thể hiện khi quan chức thay đổi? Không phải điểm này. Còn có việc khác. Mặt Mễ Á hồng lên vì rượu, đôi mắt như có nước, trong đó bao gồm cả một tia tình cảm. Còn có gì nữa, Mễ Á, tôi không biết cô nói gì. Triệu Quốc Đống thầm kêu không ổn. Anh định lừa mọi người, sợ bạn học nhờ vả hay thấy bạn học không đáng để quan hệ. Mễ Á có hơi men nên nói chuyện khác hơn chút. Sao cô lại nói như vậy? Triệu Quốc Đống quyết tâm giả vờ. Có hàng trăm triệu trong người, làm ở chức vụ cao. Triệu Quốc Đống, ông giỏi giả vờ nhỉ. Mễ Á phun ra hơi rượu mà nói. Nếu chị tôi không phải ở tập đoàn gặp anh em Triệu gia các người thì chỉ sợ cả đời này tôi khó có thể tưởng tượng nổi tập đoàn Thương Lãng là do một tay ông tạo lên. Chị tôi phục ông còn hơn cả Bill Gates. Triệu Quốc Đống thở dài một tiếng. Hắn sớm biết sẽ có ngày này. Sau khi biết Mễ Linh là chị gái của Mễ Á, Triệu Quốc Đống biết bí mật của mình cũng không giấu được là bao. Thực ra hắn cũng không cho rằng bí mật của mình cần giấu. Đây là nguyên nhân chính mà hắn muốn tập đoàn Thương Lãng lên Thượng Hải. Hắn không muốn vì mình mà khiến tập đoàn Thương Lãng gặp phiền phức, hắn cũng không hy vọng mình bị tập đoàn Thương Lãng ảnh hưởng. Quyển 9, chương 10. Mễ Á, không đến mức như cô nói đâu. Đúng là lúc đầu tôi có chút tác dụng với tập đoàn Thương Lãng, nhưng chỉ một chút đó mà thôi. Còn hoạt động cụ thể do em tôi đi làm, bọn họ đã hoàn thành giai đoạn tích lũy đầu tiên, sau này tôi chỉ làm nhân vật chỉ điểm mà thôi. Nhưng đâu đến mức một tay dựng lên như cô nói. Triệu Quốc Đống nhún vai nói. Triệu Quốc Đống, đúng là người không thể nhìn từ bề ngoài. Tôi không thể tin nổi ông thời cấp 3 và bây giờ là 1. Ông thay đổi phải ghi vào kỷ lục thế giới. Mễ Á thở dài một tiếng mà nói. Không thể tưởng tượng. Mễ Á, có đến mức như vậy không? Thế giới vốn là như vậy, luôn có người đi làm gì đó, mà có những người làm tốt một chút là có thành công. Có người đen đủi nên thất bại, mà thất bại thường không nghe thấy, người thành công thì được bao người biết đến, có lẽ sau thành công sẽ là thất bại. Triệu Quốc Đống cẩn thận giải thích. Ha ha, Triệu Quốc Đống, ông đúng là có thể nói, đơn giản như vậy sao? Mễ Á trừng mắt nhìn Triệu Quốc Đống rồi cười hì hì nói. Tập đoàn Thương Lãng được xưng là đứng đầu trong ngành kinh doanh nước suối của quốc gia, mấy năm nay phát triển đến như vậy há có thể chỉ bao gồm trong vài câu của ông. Mễ Á. Cô rốt cuộc muốn nói gì? Sự thật là như vậy, mà cô thấy tôi là một tay tạo ra tập đoàn Thương Lãng thì có sao? Triệu Quốc Đống không biết sao Mễ Á lại thành như vậy. Mễ Á không trả lời hắn, cô chỉ uống một ngụm rượu lớn càng làm cô có vẻ mất tỉnh táo. Khi Triệu Quốc Đống đưa Mễ Á về khách sạn thì cô đã hơi say. Hắn không biết cô gặp chuyện gì mà Khấu Linh cũng không gọi được. Triệu Quốc Đống đưa Mễ Á lên giường, cởi áo ngoài cho cô, sau đó đắp chăn cho cô. Đứng lại. Triệu Quốc Đống có chút kinh ngạc quay đầu lại thì thấy Mễ Á đã đứng lên giường. Chiếc áo len màu vàng rơi xuống đất, chiếc áo lót màu xanh cũng được cởi xuống, cặp vú căng tròn lộ ra trước mặt hắn, chiếc quần tất màu xám cũng được cởi ra, chiếc quần lót đen chữ T càng làm cô thêm quyến rũ. Mễ Á, cô làm gì thế? Triệu Quốc Đống nhíu mày nói. Triệu Quốc Đống, ông là quân tử thì sao lại phải rời đi? Ông không hứng thú với cơ thể tôi, tại sao cứ muốn đi? Sợ tôi biết bí mật nên quấn lấy ông sao? Mễ Á tức giận nói. Sao cô lại nói như vậy? Ông dám nói ông không có hứng thú với tôi không? Mễ Á không hề sợ hãi hay ngượng gì cả.
ông không muốn ngủ với tôi sao? Ừ, từng có hứng thú, từng muốn ngủ nhưng không phải ở tình huống này. Xin lỗi, cô tốt nhất nằm xuống, nếu không cô sẽ làm tôi thất vọng. Nếu cô gặp chuyện phiền phức gì thì đợi mai tỉnh lại chúng ta nói chuyện được không? Sau đó Triệu Quốc Đống mới từ Khấu Linh mà biết Mễ Á chịu đả kích chưa từng có về tình cảm. Một đồng nghiệp mà cô ngưỡng mộ vì muốn được cấp trên vui mà không ngờ cùng cấp trên cho thuốc mê vào rượu và cho cô uống. Mà người tham gia còn có một chị em thân nhất của cô trong cơ quan. Sự phản bội này làm Mễ Á muốn điên lên, ngoài viết thư từ chức ra, Mễ Á cũng cảm thấy chán ghét và căm thù mọi thứ. Đối với việc này Triệu Quốc Đống ngoài thở dài một tiếng thì cũng không tìm được biện pháp thích hợp giúp cô. Mễ Á bây giờ nếu hắn muốn tiến công thì rất dễ, chẳng qua Triệu Quốc Đống lại không có tâm tư và không có gan. Có lẽ ở phương diện khác hắn có thể giúp Mễ Á, nhưng về tình cảm thì không thể. 10 giờ sáng hôm sau Mễ Á gọi điện cho Triệu Quốc Đống có thể cảm nhận tâm trạng sa sút của cô. Cô chỉ đơn giản nói một tiếng xin lỗi hy vọng không ảnh hưởng đến hình ảnh của cô trong mắt hắn. Triệu Quốc Đống cũng không nói nhiều mà chỉ nói bạn sẽ mãi là bạn, hắn sẽ là chỗ dựa của cô. Nhưng hắn hy vọng Mễ Á không nên vì chuyện tình cảm mà mất đi bản tính. Mấy người Lưu Triệu Quốc, Thái Chánh Dương đều rất bận. Thái Chánh Dương về Ando, Hùng Chính Lâm đến mồng 6 mới về, Lưu Triệu Quốc làm địa chủ. Chỉ là Liễu Đạo Nguyên không thể về Ando. Sau Tết cuộc tuyển cử ở các tỉnh cũng sẽ bắt đầu, mà tháng 3 chính là thời gian Đại hội đại biểu nhân dân toàn quốc lần 9 diễn ra, giai đoạn này các tỉnh đều rất bận rộn. Triệu Quốc, Bí Thư Miêu mới tới thế nào? Thái Chánh Dương vui vẻ mà nói, thời gian này y rất bận vì việc sẽ thành lập bộ năng lượng sau hội nghị của Đại hội đại biểu nhân dân. Khó nói, Bí Thư Miêu có tính cách khác Bí Thư Ninh, Bí Thư Trương, là người rất nghiêm túc, yêu cầu công việc cẩn thận tỉ mỉ. Mới đến không lâu mà đã có hai cục bị phê bình. Lưu Triệu Quốc cười nói. Chẳng qua y khá hài lòng với công tác chính pháp. Hai hôm trước y đến tòa án, yêu cầu tòa án phải tăng cường xây dựng đội ngũ, đề cao năng lực nghiệp vụ, phải tăng hiệu quả xử án. Ừ, lão Miêu ở bộ lâm nghiệp nổi tiếng là Miêu mặt sắt, tác phong làm việc cẩn thận, hơn nữa yêu cầu cao về chi tiết. Ông phụ trách mảng chính pháp thì cần chú ý mấy điểm này. Có đôi khi một ấn tượng sẽ bị hủy ở chi tiết nhỏ. Thái Chánh Dương gật đầu nói. Tôi kể một chuyện cho mọi người nghe. Nghe nói lão Miêu khi đến một thành phố của Giang Tây kiểm tra công việc lâm nghiệp, chuyện đang bình tĩnh, tốt đẹp thì trên đường y yêu cầu xuống xe, sau đó dành 2 tiếng đi vào rừng, trên đường trao đổi nói chuyện với công nhân của rừng, cuối cùng đặt ra câu hỏi về tài liệu mà thành phố đã chuẩn bị, tìm ra không ít vấn đề. Điều này làm cho quan chức địa phương đi theo rất xấu hổ. Điều này nó rõ lão Miêu thích xuống cơ sở tìm hiểu rõ tình hình thực tế. Đợt Tết này bên Cục Công an thành phố các ông có trọng trách rất nặng nề, phải chú ý phương diện này. Ông nói đúng, tôi cũng chú ý đến điểm này. Hơn nữa tôi còn phát hiện Bí Thư Miêu rất coi trọng ở mảng công tác đảm bảo an ninh trật tự xã hội. Ha ha, nói thật so sánh với Bí Thư Ninh cùng Bí Thư Trương thì Bí Thư Miêu còn coi trọng công tác ổn định xã hội và chính pháp hơn. Thời gian này khi Bí Thư Miêu đến và tự mình đến kiểm tra công tác an ninh trật tự và hệ thống chính pháp là có thể thấy được điểm đó. Tâm trạng Lưu Triệu Quốc đang khá vui vẻ. Miêu Trấn Trung khi điều tra về hệ thống chính pháp của thành phố Ando đã đánh giá rất tốt. Cho rằng hệ thống chính pháp của thành phố Ando đã đảm bảo sự ổn định chính trị, bình yên xã hội của thành phố Ando, đã có cống hiến lớn cho sự phát triển kinh tế. Mà bộ máy hệ thống chính pháp thành phố Ando cũng là bộ máy kiên cường, có sức chiến đấu. Đây là đánh giá cao công việc của Lưu Triệu Quốc là Thường vụ Thị ủy, Bí thư Đảng ủy Cục Công an thành phố. Thái Chánh Dương hơi động tâm, Miêu Trấn Trung được điều tới làm phó bí thư tỉnh ủy tỉnh An Nguyên kiêm bí thư thị ủy An Đô đúng là làm mọi người có chút ngạc nhiên. Miêu Trấn Trung từ tỉnh Hắc vào Bắc Kinh, sau đó 3 năm lại ra khỏi Bắc Kinh đến tỉnh An Nguyên nhận chức thì tất nhiên cũng là có lai lịch. Chẳng qua Miêu Trấn Trung ở tỉnh Hắc cũng chưa làm người phụ trách một nơi, chủ yếu nhận chức ở tầm cao, sau đó lên làm trợ lý chủ tịch tỉnh, sau đó làm đó phó bộ trưởng bộ lâm nghiệp. Bây giờ đột nhiên được điều đến tỉnh An Nguyên làm phó bí thư tỉnh ủy, bí thư thị ủy An Đô. Dù là ai cũng chỉ có năng lực nhất định, dù là ai cũng đều có điểm mạnh, điểm yếu của mình. Thái Chánh Dương giỏi ở chỗ quan sát khuynh hướng của một người. Miêu Trấn Trung nếu như chú ý phương diện xã hội như vậy thì không thể tránh khỏi giảm chú ý ở các phương diện khác. Ở trào lưu coi trọng phát triển kinh tế hơn tất cả thì Miêu Trấn Trung đúng là có chút đặc biệt. Thái Chánh Dương không cho rằng ai có thể hoàn mỹ chiếu cố cả hai vấn đề xã hội và kinh tế, một cái đầu chỉ có từng đó,
dù lãnh đạo có dư thừa tinh lực hay không thì cũng chỉ hơn người khác một chút, hơn nữa tài chính sử dụng cũng có mức độ, chú ý đầu tư mảng này sẽ giảm bớt mảng khác, đây là điều nhất định. Triệu Quốc, ý của ông là Bí thư Miêu rất chú ý đến hệ thống chính pháp. Thái Chánh Dương có chút tò mò mà nói. Cũng không phải, Bí thư Miêu đúng là rất quan tâm đến hệ thống chính pháp, nhất là rất coi trọng việc xây dựng đội ngũ của hệ thống chính pháp. Khi y đến Cục Công an thành phố kiểm tra công việc thì câu đầu tiên nói an nguy của thiên hạ thì cơ quan công an gánh một nửa, qua đó có thể thấy y coi trọng cơ quan công an như thế nào. Lưu Triệu Quốc cũng không nghĩ ra tại sao Thái Chánh Dương lại tò mò với biểu hiện của Miêu Trấn Trung như vậy. Y có chút kinh ngạc nhưng vẫn nói. Bí thư Miêu cũng rất coi trọng công tác của Viện Kiểm sát, yêu cầu Viện Kiểm sát phải tăng cường lực độ thẩm tra, nhất là với các phản ánh mãnh liệt của quần chúng thì phải sớm tham gia, đối với phản ánh có đầu mối thì phải tra xét triệt để. Dù là dính tới ai thì cũng phải nghiêm túc xử lý. Y còn chuyên môn chỉ thị ủy ban kỷ luật thị ủy tiến hành tăng cường thẩm tra mấy ngành mẫn cảm như xây dựng, hệ thống tư pháp, giáo dục, vệ sinh. Đồng thời cũng yêu cầu ủy ban kỷ luật đưa ra chế độ quy định rõ ràng, triệt để, cố gắng giải quyết tốt các vấn đề hủ bại. Ồ, lão Miêu xem ra rất chú ý đến cuộc sống dân chúng. Vấn đề hủ bại trong tư pháp, chất lượng công trình xây dựng, tài sản quốc gia mất đi đều là những vấn đề mà quần chúng nhân dân chú ý đến. Thoáng cái có gió thổi là sẽ khiến vô số người chú ý. Hơn nữa ai cũng hy vọng thấy một hoàn cảnh công khai, công bằng, công chính, mỗi người đều có thể hưởng thụ đãi ngộ ngang nhau, đây chính là điều rất quan trọng tạo thành danh tiếng của một thành phố. Thái Chánh Dương nói tuy nhẹ nhàng nhưng lại làm ba người Lưu Triệu Quốc, Triệu Quốc Đống và Hùng Chính Lâm thấy có vẻ gì đó. Hùng Chính Lâm ngồi đó không nói gì, chẳng qua trong đôi mắt kia thoáng sáng rực lên. Lưu ca, thành phố An Đô là tỉnh thành. Hơn nữa đang cố gắng phát triển thành thành phố quốc tế. Sự ổn định của thành phố An Đô chính là liên quan đến mặt mũi của An Nguyên, thậm chí cả khu vực Trung Tây Trung Quốc. Bí thư Miêu chú ý ổn định xã hội và hệ thống chính pháp mà bình thường. Nhất là bây giờ cải cách đang diễn ra rất nhanh, các loại mâu thuẫn xã hội càng thêm rõ ràng, ở một số tình hình đặc biệt có thể còn quá khích. Thông tin cũng càng lúc càng phát triển. Nếu thật sự có vấn đề gì tạo thành ảnh hưởng xấu thì chỉ sợ ảnh hưởng không chỉ ở thành phố An Đô mà là của An Nguyên thậm chí cả khu vực Trung Tây đều có phản ứng. Nó cũng là nhân tố bất lợi đối với quy hoạch biến thành phố An Đô thành trung tâm văn hóa, kinh tế, tài chính và giao thông của khu vực Trung Tây. Triệu Quốc Đống cũng mẫn cảm nhận ra vẻ biến hóa trên mặt Thái Chánh Dương, xem ra Miêu Trấn Trung không phải người cùng tuyến với Ninh Pháp, thậm chí có thể là nhân vật đối đầu. Tâm tư, đấu đá trên tầm cao thì khó có thể nắm giữ. Ninh Pháp là tiên phong của phái cải cách, Tô Giác Hoa là phái cải cách ôn hòa, nhưng Trương Nghiễm Lan thì sao? Triệu Quốc Đống đúng là không thể rõ ràng vị phó bí thư tỉnh ủy, quyền chủ tịch tỉnh Tây Hải kia. Nói y là người cùng phía với Ninh Pháp thì có vẻ không giống, y thiếu sự can đảm thẳng thắn đối mặt cải cách và khí phách giải quyết khó khăn. Anh nếu nói Trương Nghiễm Lan không giỏi làm kinh tế thì không phải. Thành phố Kiến Dương vượt lên là nhờ một tay của Trương Nghiễm Lan. Khi Trương Nghiễm Lan làm bí thư thị ủy An Đô thì thành phố An Đô cũng phát triển với tốc độ cao. Trong các hội nghị thì ý kiến của y cũng có vẻ giống quan điểm của Ninh Pháp. Triệu Quốc Đống chỉ thấy đây là người theo chủ nghĩa cơ hội, là một người giỏi nắm bắt cơ hội. Nếu như nói Trương Nghiễm Lan là người theo chủ nghĩa cơ hội đầy thông minh, như vậy vị phó bí thư tỉnh ủy, bí thư thị ủy An Đô, Miêu Trấn Trung này thì sao? Xem ra Thái Chánh Dương không quá vui vẻ gì với Miêu Trấn Trung. Không biết Lưu Triệu Quốc có nhận ra không? Triệu Quốc Đống nghĩ đến đây mà có chút thất thần. Lưu Triệu Quốc nghe thấy Triệu Quốc Đống nói vậy mà ngẩn ra một chút. Sau khi cẩn thận suy nghĩ lời của Triệu Quốc Đống, y nói. Quốc Đống, chú nói đúng. Chúng ta so sánh một chút xem sao. Năm 97 so với năm 96 thì số vụ việc vây lấy bên ngoài cửa các cơ quan công an, viện kiểm sát, tòa án nhiều hơn nhiều, cấp độ cũng tăng lên, nhất là việc cải cách và phá sản của các công ty nhà nước. Vấn đề ô nhiễm môi trường và thu hồi, giải tỏa đất đã làm cho các phụ kiện cáo tập thể cũng tăng lên rất nhiều. Đảng ủy, chính quyền địa phương phải tập trung nhiều tâm tư vào việc này, như vậy còn bao tâm tư và thời gian để mong phát triển kinh tế. Thái Chánh Dương cười thầm trong lòng, xem ra Lưu Triệu Quốc đã tìm được người có cùng tiếng nói rồi. Triệu Quốc Đống nói có lẽ đã trúng suy nghĩ trong lòng Lưu Triệu Quốc. Chỉ sợ Lưu Triệu Quốc hận không thể để bí thư thị ủy Miêu Trấn Trung nghe được lời này. Như vậy hiệu quả mới là tốt nhất. Quốc Đống, anh thấy chú cũng có vẻ đầy cảm xúc. Sao, chú thấy sao về việc này ở bên Ninh Lăng? Thái Chánh Dương cũng cười nói. Không,
về phương diện này ở Ninh Lăng còn chưa có thể cảm nhận rõ ràng. Nhưng chúng ta đều có thể đoán được nó sẽ như thế nào. Theo cải cách không ngừng diễn ra, đô thị hóa tiến thêm một bước thì có thể đoán được việc cải cách tài sản của các công ty nhà nước và tài sản quốc gia mất đi cùng với làm như thế nào đảm bảo quyền của công nhân. Bởi vì quá trình đô thị hóa nên thành thị không ngừng mở rộng cũng xuất hiện vấn đề nông dân mất đất. Cùng với việc phát triển kinh tế dẫn đến vấn đề bảo vệ môi trường và lãng phí tài nguyên thiên nhiên. Ba mâu thuẫn này sẽ càng lúc càng quá khớp, hơn nữa cũng nhất định là một vấn đề rất khó khăn đối với hệ thống chính pháp, thậm chí là đảng ủy, chính quyền địa phương. Làm như thế nào có thể dự đoán một cách khoa học, dự định trước, làm tốt công tác chuẩn bị, cố gắng giảm bớt mâu thuẫn một cách tối đa. Đây chính là một đề tài kéo dài mà đảng ủy, chính quyền địa phương, hệ thống chính pháp cần suy nghĩ. Thái Chánh Dương có chút kinh ngạc, cái nhìn của Triệu Quốc Đống tất nhiên có vẻ không nhất trí với những gì hắn đã trao đổi với y. Mặc dù nhìn qua hai bên không có xung đột gì, nhưng Thái Chánh Dương và bản thân Triệu Quốc Đống đều rõ vì phát triển kinh tế nên có vài phương diện phải chấp nhận nhịn đau mà hy sinh. Ví dụ như bảo vệ môi trường, cái giá này là không thể tránh khỏi, cũng cho phép lấy một vài cách phụ trợ mà giảm bớt sự tổn thất quá lớn ở phương diện này. Nhưng có những thứ không thể hoàn toàn ngăn chặn. Điểm này thì Thái Chánh Dương rất tin tưởng. Đây không phải là vấn đề không để ý đến lợi ích của một quần thể nhỏ, mà là bởi vì Trung Quốc đang vào thời đại cải cách, nếu bỏ qua cơ hội này thì có lẽ Triệu Quốc Đống sẽ bị các quốc gia khác vứt càng lúc càng xa hơn. Cuộc gặp này không thể tránh khỏi thành một cuộc gặp tranh luận về quan điểm. Trước đây Triệu Quốc Đống thường hay nói ra mấy quan điểm mới còn bị người ta coi như một hướng tham khảo cho tương lai. Nhưng lần này lời nói của Triệu Quốc Đống lại làm cho Thái Chánh Dương, Hùng Chính Lâm và Lưu Triệu Quốc đều đồng ý và nói theo. Ba người đều cảm thấy so với năm trước thì bây giờ Triệu Quốc Đống đã biến hóa khá nhiều. Bình thường tiếp xúc không thấy, nhưng bây giờ Triệu Quốc Đống phân tích vấn đề đã thể hiện rõ lý lẽ, rõ ràng và khá chín chắn. Điều này làm ba người cảm nhận được trọng lượng trong lời nói của Triệu Quốc Đống. Đến bây giờ ba người mới phát hiện được Triệu Quốc Đống đã không còn là người em trẻ, Bốc Đồng chỉ có thể đi sau bọn họ mà nói ra vài quan điểm mới. Hắn bây giờ đã là cán bộ cấp phó giám đốc sở, còn là người đứng đầu một nơi có vài trăm ngàn dân. Thậm chí ngay cả Triệu Quốc Đống cũng không cảm nhận được biến hóa này của mình. Hắn chỉ chăm chú tranh luận và trao đổi với mấy ông anh, hơn nữa không ngừng đưa ra quan điểm và luận chứng chứng minh quan điểm của mình để thuyết phục đối phương. Quốc Đống, xem ra làm bí thư một nơi khiến chú rèn luyện được nhiều, làm chú trưởng thành nhanh hơn. Anh đã lâu không nói chuyện với chú rồi đó nhỏ. Ừ. Chú làm anh rung động không ít, ha ha, có thể làm anh rung động thì theo anh nhớ khá nhiều năm không có ai. Trên mặt béo của Hùng Chính Lâm đã có thêm cặp kính gọng đen, cặp kính mắt gọng vàng làm y càng thêm nho nhã, mà kính gọng đen làm y thêm vài phần nghiêm túc. Hùng ca, anh đừng khen em quá, em như thế nào thì chính em rất rõ. Có lẽ hơn một năm từ chủ tịch huyện đến bí thư quận ủy làm em gặp không ít chuyện, sóng to gió lớn cũng tốt, mương máng nhỏ cũng tốt, cũng đều phải vượt qua mà. Trải qua vài lần đúng là có thể làm cho người ta mở rộng tầm mắt, suy nghĩ phải thông thoáng hơn. Ừ, dùng một từ để hình dung đó là trưởng thành. Triệu Quốc Đống nhìn về phía trước, xe vững vàng chạy trên đại lộ Kiêu Dương, ánh đèn sáng rực làm cho phía trước sáng chói lên. Ừ, trưởng thành, người trưởng thành thể hiện vấn đề gì? Tâm trí, vậy người ở trong chốn quan trường trưởng thành thể hiện ở điểm gì? Trí tuệ chính trị, có lẽ rất nhiều người đều cười nhạt về việc này. Ai chẳng biết nói về trí tuệ chính trị, vậy trí tuệ chính trị là gì? Ai có thể nói rõ điểm này? Hùng Chính Lâm dựa lưng vào ghế rồi từ từ nói. Anh hiểu chính là phải học được cách nắm bắt được trung tâm của vấn đề, phải giỏi về việc bố trí hợp lý sự việc, phải học được cách căn cứ thời gian, địa điểm khác nhau mà triển khai công việc với tính sáng tạo khác nhau. Nhất là phải học được cách nắm bắt ý đồ của trung ương, của lãnh đạo cấp trên mà áp dụng vào trong công việc trong từng giai đoạn cụ thể. Chỉ như vậy thì chú mới có thể tạo ra được tiếng vọng cực mạnh. Hùng ca, anh có phải có gì muốn nói với em không? Triệu Quốc Đống cảm thấy Hùng Chính Lâm còn lời chưa nói hết. Quốc Đống, chú mới 27 đã là cán bộ cấp phó giám đốc, tiền đồ không thể đoán định. Chánh Dương cùng Triệu Quốc còn có An và Đạo Nguyên đều nhìn chú đi lên từng bước. Có thể nói sự nhạy bén và năng lực đều là ưu thế của chú. Học nhiều vào, làm nhiều vào, đi theo con đường của mình. Không nên bị yếu tố bên ngoài ảnh hưởng quá nhiều. Có những lúc bọn họ có lẽ có ý tốt giúp chú, nhưng bọn họ không đứng ở góc độ của chú mà suy nghĩ vấn đề, cho nên quan điểm của bọn họ mặc dù chính xác nhưng chưa chắc đã thích hợp với chú.
cho nên chú phải lớn mật dựa theo quan điểm của mình mà làm việc. Mặc dù có điểm không đủ hoặc là sai lầm, nhưng theo quan điểm của lãnh đạo tỉnh ủy An Nguyên thì làm chuyện sai còn tốt hơn là không làm việc. Phải mạnh dạn buông tay mà làm việc, xảy ra chuyện cũng không cần sợ. Triệu Quốc Đống cẩn thận suy nghĩ ý trong lời nói của Hùng Chính Lâm. Hắn không biết mình có phải là không cảm nhận được ý của Hùng Chính Lâm hay không. Lời của Hùng Chính Lâm quá mờ mịt nhưng hắn có thể nhận ra một ý, chỉ là bây giờ hắn còn chưa thể xác định. Hùng Chính Lâm nói làm Triệu Quốc Đống phải trằn trọc khá lâu. Bây giờ vẫn chưa xác định được ai sẽ đến An Nguyên làm chủ tịch tỉnh. Mọi người vốn nghĩ đó là Miêu Trấn Trung, nhưng Miêu Trấn Trung lại được bầu làm bí thư thị ủy An Đô nên khả năng này gần như không có. An Nguyên là một tỉnh lớn trong khu vực Trung Tây cả, có số dân và tài nguyên thiên nhiên phong phú, mỗi biến hóa nhân sự dù nhỏ đều là kết quả giao đấu trên Trung ương. Anh rất khó từ hiện tượng bề ngoài mà phán đoán ra tình hình. Nhưng Triệu Quốc Đống có thể khẳng định người làm chủ tịch tỉnh thì Ninh Pháp sẽ không có sức ảnh hưởng quá lớn đối với sự lựa chọn kia, hoặc là nói y không thể ảnh hưởng tới quyết định của Trung ương về phương diện này. Lựa chọn chủ tịch tỉnh kia nhất định là kết quả cân bằng. Quyển 9, chương 11. Nhìn Hùng Chính Lâm tiến vào khu ở, Triệu Quốc Đống khẽ thở dài một tiếng. Hùng Chính Lâm mỗi lần về An Nguyên đều đến nhà cũ. Vợ Hùng Chính Lâm vẫn đang làm việc ở An Đô, không có biến hóa gì. Nhưng Hùng Chính Lâm đã không còn là Hùng Chính Lâm trước đây. Ngồi ở vị trí của y nên rất nhiều điều chỉ có thể nói nửa câu, còn đâu anh phải tự hiểu. Có lẽ do tiếp xúc nhiều âm u nên Hùng Chính Lâm càng thêm thâm trầm, ngay cả các cuộc gặp mặt thì về cơ bản đều lắng nghe là chính, ít khi lên tiếng. Triệu Quốc Đống cảm thấy Hùng Chính Lâm đang điều chỉnh tâm trạng và thân phận của mình. Trong giọng của Hùng Chính Lâm đây là ám chỉ gì đó. Đây là nhắc hắn phải chú ý việc xử lý tốt mâu thuẫn chủ yếu và chiếu cố mâu thuẫn thứ yếu. Mâu thuẫn chủ yếu vẫn luôn tồn tại ở các nơi lạc hậu và không phát triển kinh tế. Mâu thuẫn thứ yếu là điều hắn đề cập, bởi vì cải cách diễn ra khiến cho mâu thuẫn cũng xuất hiện vì chạm vào lợi ích. Chấn động ở trên tỉnh sẽ mang tới ảnh hưởng lớn đối với các thành phố, thị xã bên dưới. Ninh Pháp mặc dù làm bí thư tỉnh ủy nhưng chủ tịch tỉnh vẫn chưa được xác định, có lẽ phải sau Tết mới rõ ràng. Mà phó bí thư tỉnh ủy Dương Thiên Minh cũng đã được miễn chức, thay thế y là một vị trước là trưởng ban tổ chức cán bộ tỉnh ủy tỉnh Tân. An Nguyên lần này điều chỉnh chủ tịch tỉnh thêm hai vị phó bí thư tỉnh ủy, nhất là vị phó bí thư tỉnh ủy phụ trách đảng đoàn, biến đổi nhân sự đúng là quá lớn. Lưu Thác làm ở ban tổ chức cán bộ trung ương nên tin tức khá nhanh nhạy, mặc dù khi gọi điện với Triệu Quốc Đống tuy không nói cụ thể nhưng vẫn làm Triệu Quốc Đống biết một số tin tức nhất định. Phó Thủ tướng Hồng sau Đại hội đại biểu nhân dân toàn quốc khóa 9 sẽ được bầu làm Thủ tướng, mà một ít cán bộ chủ trương đẩy mạnh cải cách sẽ được trọng dụng. Thân phận của Ninh Pháp khá đặc biệt, lý lịch công việc và quan điểm công tác của y làm y trở thành một người có tác dụng rất quan trọng trong những người đi theo Phó Thủ tướng Hồng. Vì thế lựa chọn chủ tịch tỉnh càng cần Trung ương xác định cẩn thận. Quan trường như giang hồ, bất cứ tiếng gió nào sẽ nhanh chóng truyền khắp những ngõ ngách, sau đó nhanh chóng phản hồi lại. Triệu Quốc Đống thậm chí có thể đoán theo Ninh Pháp mạnh mẽ lên chức, nhân sự toàn bộ 14 thành phố, thị xã của An Nguyên nhất định sẽ có điều chỉnh. Kỳ Dư Hồng quan hệ không quá gần với Ninh Pháp, nhưng Kỳ Dư Hồng cũng khiến Ninh Lăng có biến hóa rõ ràng nên cũng tính là có công lao. Nhất là trước đó bị Mạch Gia Huy chèn ép, Kỳ Dư Hồng từng chút một giành lợi thế là không dễ. Chỉ là không biết Ninh Pháp có thể tiến hành an ủi cho Kỳ Dư Hồng hay không. Mặc dù có tin đồn Kỳ Dư Hồng sẽ điều chỉnh nhưng tin này chưa đáng tin. Nhất là thư chí cao mới được chọn làm thị trưởng thì muốn điều chỉnh người này nữa thì có vẻ không thỏa đáng. Triệu Quốc Đống lắc đầu và muốn bỏ mấy tin tức không liên quan đến hắn. Đúng như Thái Chánh Dương nói, dù ai làm bí thư tỉnh ủy, chủ tịch tỉnh thì cũng không ảnh hưởng lớn đối với Triệu Quốc Đống. Triệu Quốc Đống bây giờ cần là làm tốt công tác kinh tế, nâng cao cuộc sống quần chúng lên, đảm bảo một nơi phát triển ổn định về kinh tế và xã hội, đây là chiến tích tốt nhất, là danh tiếng tốt nhất. Triệu Quốc Đống lái xe chạy theo khu khai phát An Đô, hắn thích lái xe chạy quanh khi tâm trạng không quá tốt. Dọc theo đại lộ Quế Lan của khu khai phát chính là khu vực các cơ quan hành chính của An Đô sẽ di chuyển về đây. Sau 2-3 năm liên tục di chuyển thì hầu hết các cơ quan hành chính cấp thị xã đã chuyển tới. Mà tập đoàn Thiên Phú cũng nhân cơ hội này mà tạo mối quan hệ rất tốt đẹp với chính quyền thành phố. Việc lấy đất đổi khoản tiền xây dựng đã khiến chính quyền thành phố An Đô tiết kiệm được rất nhiều tài chính. Nhưng cũng làm địa ốc Thiên Phu dự trữ được nhiều đất. Năm 96, 97 là hai bên cùng có lợi,
nhưng sau nửa năm 97 do kinh tế phát triển chậm khiến địa ốc Thiên Phu khó có thể giải quyết các khu đất kia. Hắn nghe nói khu khai phát có thể lên cấp, tăng từ cấp tỉnh lên khu công nghệ cao cấp quốc gia. Nhưng mấy khu khai phát các tỉnh đang cạnh tranh mạnh danh hiệu này, có thể đoạt được quốc gia phê chuẩn hay không thì còn phải xem. Triệu Quốc Đống xuống xe, không khí mát lạnh đập vào mặt làm hắn tỉnh táo lại nhiều. Nhìn quanh không thấy người Triệu Quốc Đống cởi tạm thắt lưng. Thoáng cái hắn đã đến Ninh Lăng 3 năm, nhưng trong 3 năm đó hắn đã làm được gì? Nếu so sánh với người khác thì hắn một năm lên một bậc đã là kỳ tích. Nhưng bản thân Triệu Quốc Đống lại không thấy thành công mấy. Lúc trước hắn nghĩ có thể dùng sức bản thân thay đổi bộ mặt một nơi là quá ngây thơ. Nhất là đến Tây Giang thì điều kiện thực tế và các tầng quan hệ khiến hắn như bị rơi vào mạng nhện, muốn hành động gì cũng khó khăn. Có đôi khi hắn ngồi phân tích vì nguyên nhân gì mà hắn luôn có tâm trạng nóng nảy, nhưng lại phát hiện hình như không có lý do gì khiến hắn phải như vậy. Nếu phải tìm một lý do thì chính là hắn cảm thấy thế giới này không hề tốt như hắn nghĩ. Triệu Quốc Đống cười khổ một tiếng, nếu muốn làm được việc ảnh hưởng tới quốc gia, ảnh hưởng tới thế giới thì đó là hắn đặt yêu cầu quá cao cho mình. Hắn chỉ có thể làm là ảnh hưởng thế giới nhỏ bé xung quanh mình mà thôi. Nhưng dù như thế nào thì hắn cũng không muốn bỏ qua suy nghĩ kia, nếu đã đặt ra mục tiêu thì phải từng bước tiến về nó. Dù đằng trước khó khăn như thế nào thì hắn cũng phải cắn răng đi tới. Các cuộc nhậu đợt Tết chính là đại biểu cho vòng tròn. Triệu Quốc Đống cân nhắc có phải các vị lãnh đạo cấp trên cũng làm như vậy không? Sau đó Cụ Vận Bạch nhắc Triệu Quốc Đống là hình thức này là cách tốt để duy trì tình cảm, cũng không nên câu nệ vào cái nhìn của người khác. Nếu như thật sự thấy tránh khỏi sự nghi ngại thì anh có thể tổ chức quy mô hạn chế một chút, có thể không tổ chức ở Ninh Lăng mà tổ chức ở Ando. Khi chọn người để mời, Triệu Quốc Đống rất cẩn thận. Ngoài Quế Toàn Hữu và Hoắc Vân Đạt, Triệu Quốc Đống cũng chỉ thông báo Giản Hồng, Lạc Dục Thành, Bành Nguyên Hậu, Vương Lệ Mai vào lúc cuối cùng đã bị loại trừ ra ngoài. Triệu Quốc Đống cảm thấy ở tình hình bây giờ thì Vương Lệ Mai còn chưa thích hợp xuất hiện trong vòng tròn của hắn. Bên Hoa Lâm thì Triệu Quốc Đống chỉ gọi có Du Minh Phú và Trần Lôi. Chỉ là Giản Hồng rất có ý tứ mà hỏi có mời La Băng và Trình Nhược Lâm không. Triệu Quốc Đống do dự một chút rồi mới coi như chấp nhận đề nghị của đối phương. Hắn cảm thấy Giản Hồng có lẽ nhận ra quan hệ gì đó của mình và Trình Nhược Lâm. Chẳng qua Triệu Quốc Đống cũng không quá để ý. Giản Hồng là người thông minh, nhiều chuyện biết ý nhưng không thể nói ra. Triệu Quốc Đống cũng không chọn vào dịp Tết mà chọn vào ngày thứ bảy sau khi đi lầm một tuần, như vậy tránh được giai đoạn mẫn cảm, hơn nữa hắn còn chọn địa điểm ở khu nghỉ dưỡng Hồ Vân Loa, cũng có thể tránh gặp người quen. Ăn uống dịp Tết đối với nhiều người là mệt mỏi, nhưng đối với nhiều người đó là cơ hội để tiến hành trao đổi. Một năm không gặp bạn cũ, đồng nghiệp cũ, lâu không gặp họ hàng, gặp mặt nhiều lắm chỉ là chào hỏi hoặc gọi điện liên lạc mà thôi. Vì thế các cuộc tụ tập này sẽ kéo gần quan hệ, hoặc giới thiệu bạn bè mà mở rộng quan hệ. Mà các cuộc gặp quy mô nhỏ thường đại biểu nhiều hàm nghĩa. Quyển 9, chương 12. Sau dịp Tết toàn nhậu nhẹt, mọi người đều cảm thấy mệt mỏi. Cho nên Triệu Quốc Đống chọn tụ tập ở Hồ Vân Loa là nơi có không khí mát mẻ, hoàn cảnh đẹp, hơn nữa các vị khách cũng quen thuộc nên có thể mang theo người nhà đến, coi như cuộc nghỉ phép ngắn hạn. Lão Du, thấy sao? Du Minh Phú và Trần Lôi đến sớm nhất. Hai chiếc xe Santana đỗ trong bãi đỗ xe, nhân viên quản lý được Triệu Quốc Đống bảo nên lấy vải che biển số xe. Người có thẻ VIP ở đây đều là người cao quý, nhân viên phục vụ đã sớm quen với việc khách quyền quý đi xe bình thường. Bí thư Triệu, ngài nói là cảm nhận ở đây hay là ở huyện? Du Minh Phú và Triệu Quốc Đống đứng trên ban công và nhìn cảnh tượng trước mặt. Tôi sớm nghe nói ngoại ô Ando có Hồ Vân Loa là nơi đốt tiền, không ngờ hôm nay mình có thể đến đây. Lão Du, không nên có vẻ chán trường như vậy chứ, đây chẳng qua là lợi dụng ưu thế thiên nhiên làm thành khu nghỉ dưỡng, lợi dụng tâm lý người thành thị chán cảm giác chen chúc mà thành lập một nơi để tránh né tiếng ồn mà thôi. Nơi đốt tiền ư, nơi này đúng là hơi đắt nhưng không lo có kẻ đến đây quấy rầy. Du Minh Phú bây giờ vẫn là tránh văn phòng ủy ban huyện Hoa Lâm. Y vốn hy vọng có thể dựa vào Triệu Quốc Đống làm bí thư huyện ủy Hoa Lâm 2 năm là có thể lên một bậc. Nhưng y không ngờ Triệu Quốc Đống lại đi đột nhiên như vậy, tuy nói thành lãnh đạo thị xã nhưng quyền hạn của thường vụ thị ủy này rất nhỏ, hơn nữa cũng không qua lại gì với Hoa Lâm. Mà cả Hoàng Côn hay Đường Diệu Văn đều không có quan hệ quá tốt với Du Minh Phú. Nhất là Hoàng Côn sau khi đến thì cũng nhanh chóng lôi kéo một đám người như Hà Lương Tài, Trần Đại Lực, Vương Nhị Khải. Hơn nữa Du Minh Phú cũng hiểu Triệu Quốc Đống đối xử không tệ với mình,
y không thể nào không biết xấu hổ mà học theo Vương Nhị Khải. Bây giờ người nhạy bén một chút đều biết Du Minh Phú đang bị hai vị lãnh đạo chủ yếu của Hoa Lâm xa lánh. Tình hình ở huyện cũng được, Chủ tịch Đường về cơ bản vẫn áp dụng quy hoạch của ngài, chỉ là quy mô của khu công nghiệp chế biến ra đã mở rộng không ít, cũng may vẫn nằm trong dự đoán nên nhà máy xử lý nước thải được thiết kế với quy mô lớn, còn có thể chấp nhận. Chẳng qua theo tốc độ phát triển như thế này thì chỉ sợ vài năm nữa nhà máy xử lý nước thải thứ hai cũng phải đưa vào quy hoạch. Nhất là khu Hà Đông đang phát triển rất nhanh, vấn đề ô nhiễm môi trường của người dân cũng cần suy nghĩ, nếu không sông Quế Hà sớm muộn cũng sẽ thành sông thối. Du Minh Phú làm phó chánh văn phòng ủy ban huyện nhiều năm nên cũng quen với các công việc ở văn phòng ủy ban, chuyện do y làm luôn được bố trí thảo đáng. Đường Diệu Văn mặc dù không có ấn tượng tốt đối với Du Minh Phú nhưng vẫn đánh giá cao năng lực của y. Chẳng qua bây giờ Đường Diệu Văn lại coi trọng công việc bên chính quyền, còn vấn đề nhân sự cố gắng không xung đột với Hoàng Côn. Khi dùng cán bộ chỉ cần không phải cán bộ quan trọng thì Đường Diệu Văn thường ít có ý kiến. Theo Du Minh Phú thấy đây là Đường Diệu Văn buông quyền trong vấn đề nhân sự, điều này khác hẳn khi Triệu Quốc Đống làm chủ tịch huyện. Ừ, xem ra tốc độ phát triển của Hoa Lâm năm nay còn nhanh hơn nữa. Nhưng vấn đề bảo vệ môi trường thì đảng ủy, ủy ban cũng càng thêm coi trọng. Nói thật tôi không đồng ý mở rộng khu công nghiệp, nó sẽ tăng thêm áp lực đối với Hoa Lâm, thoáng sơ sẩy sẽ thành tai nạn với sinh thái. Hơn nữa bây giờ không ít cán bộ lãnh đạo chỉ nhìn chằm chằm vào GDP và tăng giá trị sản xuất công nghiệp, không coi trọng việc bảo vệ môi trường. Triệu Quốc Đống có chút buồn bực, hắn cũng mơ hồ biết được Đường Diệu Văn vì phát triển kinh tế của Hoa Lâm mà nhằm nhiều vào các công ty chế biến ngành ra. Mặc dù trước đó hắn chịu áp lực lớn mà đưa nhà máy xử lý nước thải vào nhưng vì Đường Diệu Văn lúc ấy phản đối vì lý do áp lực tài chính nên quy mô thu nhỏ. Bây giờ mù quáng mở rộng quy mô khu công nghiệp, không tí công ty nhỏ và trung bình vào Hoa Lâm, điều này cũng mang tới mạo hiểm nhất định. Sông Quế Hà là một nhánh quan trọng của Ô Giang, mà Ô Giang là một nhánh quan trọng chảy ra Trường Giang, đây là con sông rất quan trọng đối với thị xã Ninh Lăng chúng ta. Một khi bị ô nhiễm thì trách nhiệm này không ai có thể gánh vác. Trần Lôi lúc này cũng lên tiếng. Triệu Quốc Đống nhìn Trần Lôi. 2-3 tháng nay Trần Lôi cũng không tốt mấy. Chính ủy đội cảnh sát tuần tra không có thực quyền mấy. Hơn nữa trong quá trình thành lập có nhiều việc phiền phức, anh không thể duy trì bộ máy tốt thì càng khổ hơn. Chẳng qua Triệu Quốc Đống thấy Trần Lôi trông vẫn rất bình tĩnh, từ lời nói, cử chỉ không làm người ta thấy y buồn lòng. Điều này làm Triệu Quốc Đống đánh giá Trần Lôi cao hơn. Bí thư Triệu, ngài không biết hội nghị thu hút đầu tư của Tây Giang ở Thượng Hải đã mang tới áp lực lớn như thế nào đối với Hoa Lâm đâu. Chủ tịch Đường trong các hội nghị lớn nhỏ không ngừng lên tiếng năm nay sẽ vượt qua Tào Tập, Thổ Thành cùng Khuê Dương, trong vòng 3 năm phải vượt qua Tây Giang. Bây giờ Tây Giang thu hút đầu tư thành công lớn như vậy sẽ càng kéo xa khoảng cách với Hoa Lâm, đây là điều hai vị lãnh đạo không muốn thấy. Du Minh Phú cười nói. Ngay cả Bí thư Hoàng bình thường không phát hiểu ý kiến về công tác kinh tế thì trong hội nghị tổng kết cuối năm cũng tỏ vẻ huyện ủy, ủy ban toàn tâm toàn ý phát triển kinh tế, cố gắng trong vòng 3 năm Hoa Lâm đứng đầu về sản xuất công nghiệp toàn thị xã. Đây là việc tốt đối với Tây Giang. Đằng sau có người đuổi thì Tây Giang mới thấy có áp lực và động lực. Khu khai phát cũng không phải lo lãnh đạo xóa bỏ nên mới phải cố gắng sao. Triệu Quốc Đống cười nói. Nhưng tôi vẫn thấy Hoa Lâm bây giờ không còn ý chí như khi ngài còn ở Hoa Lâm. Bí thư Hoàng không quan tâm công tác kinh tế, nhưng lại nắm chặt quyền nhân sự. Chủ tịch Đường thì muốn làm việc nhưng tôi lại thấy anh ta thiếu ý chí của ngài, làm như thế nào tìm được đường phát triển mới, làm như thế nào tìm động lực phát triển kinh tế mới. Y không tìm được con đường mới mẻ, chỉ là dựa vào mỗi khu công nghiệp chế biến ra. Một khi ngành sản xuất này có vấn đề thì sẽ ảnh hưởng lớn đối với Hoa Lâm. Du Minh Phú nhạy cảm phát hiện ra nhiều vấn đề. Mặc dù không thể nói phán đoán chính xác hoàn toàn tâm tư của hai người Hoàng Côn, Đường Diệu Văn, nhưng việc hai người này có ý khác nhau là không thể nghi ngờ. Bọn họ không hợp tác ăn ý như giữa La Đại Hải và Triệu Quốc Đống. Triệu Quốc Đống cười cười không nói. Quan hệ giữa hai người Hoàng Côn và Đường Diệu Văn mới là quan hệ thường thấy nhất giữa bí thư và chủ tịch. Hoàng Côn không đủ mạnh, Đường Diệu Văn lại có ý đồ khác, hai người chỉ có thể nỗ lực duy trì quan hệ. Một khi thăng bằng bị phá vỡ sẽ trở mặt thành thù. Lão Trần, ở đội cảnh sát tuần tra có được không? Triệu Quốc Đống đổi đề tài. Cũng được, bây giờ về cơ bản đã thành lập xong, trọng trách cũng nhẹ hơn. Trần Lôi cười nói. Chỉ là tôi làm nghiệp vụ công an nhiều năm, bây giờ bảo tôi dẫn binh đi huấn luyện thì đúng là không quen.
Đội cảnh sát tuần tra chính là dựa vào thanh niên, bây giờ còn đỡ nhưng khi cán bộ thêm một số tuổi thì với cách thức hiện nay thì không học được mấy thứ giá trị cho nghiệp vụ, đáng tiếc cho các cán bộ trẻ tuổi có năng lực. Ừ, thành lập đội khẩn cấp và tuần tra là điều nhất định phải làm của hệ thống công an, chỉ là làm như thế nào tìm đường ra cho các cảnh sát tuần tra đã cống hiến những năm tháng tuổi trẻ là một vấn đề khó khăn. Công an là ngành có tính nghiệp vụ cao, nghiệp vụ không giỏi thì đúng là nửa bước khó đi. Ba người đứng trên ban công mà nói chuyện, hai chiếc xe từ từ tiến vào, một người phụ nữ từ trên xe đi xuống. Ha ha, người nhà trưởng ban tuyên giáo Giản đều tới. Du Minh Phú rất hâm mộ nhìn người phụ nữ vừa từ trên xe xuống. Đi cùng Giản Hồng là một người đàn ông trung niên cùng một bé trai khoảng 11, 12 tuổi. Quyển 9, chương 13. Triệu Quốc Đống gật đầu, Giản Hồng đến văn phòng thị ủy không lâu nhưng khí độ đã hơn hẳn khi còn ở Hoa Lâm. Xe còn lại là La Băng và Trình Nhược Lâm. La Băng mặc bộ đồ màu trắng sữa, cổ đeo khắp lụa màu trắng, bộ ngực cao vút đội lên bên dưới chiếc áo len màu xanh lam trông khá sinh động. Mà Trình Nhược Lâm lại mặc chiếc áo khoác ngoài bằng nhung, bên dưới là váy màu tím, giày màu đen, tất cả đều tôn lên vẻ đẹp của cô. Hai xe vừa đến, hai xe khác lại tới. Một xe là xe của quận ủy Tây Giang, một xe là của Lạc Dục Thành. Lạc Dục Thành đi xe Ford Mercury nửa mới nửa cũ, đeo biển Quỳnh A, vừa nhìn là biết xe buôn lậu. Xe này trước đây do đội cảnh sát giao thông Tây Giang thu giữ và không xử lý. Sau đó Vân Bạc nhận chức liền giao tất cả các xe có lai lịch không rõ do đội cảnh sát giao thông và cảnh sát hình sự thu giữ cho tài chính quận định giá, sau đó tài chính quận trả lại sang hệ thống chính pháp, Lạc Dục Thành liền lấy được xe Ford Mercury này. Lạc Dục Thành không quá quen với La Băng và Trình Nhược Lâm, nhưng lại có ấn tượng với Giản Hồng. Phó trưởng ban thư ký thị ủy coi như là một nhân vật, hơn nữa Giản Hồng này còn có quan hệ mật thiết với Triệu Quốc Đống. Có lời đồn vị cựu trưởng ban tuyên giáo Hoa Lâm này lên được làm phó trưởng ban thư ký thị ủy chính là nhờ Triệu Quốc Đống hoạt động. Sau khi chào Giản Hồng, Quế Toàn Hữu liền cười cười giới thiệu Lạc Dục Thành với La Băng và Trình Nhược Lâm. Lạc Dục Thành thế mới biết đây là vị trưởng phòng Trình có lời đồn với bí thư Triệu. Chỉ là lời đồn này đã giảm đi sau khi Triệu Quốc Đống rời khỏi Hoa Lâm, ngược lại lời đồn về Vương Lệ Mai với Triệu Quốc Đống nhiều lên. Đoàn người vừa đi vừa nói chuyện từ bãi đỗ xe lên sườn núi. Các biệt thự ở đây đều được xây dựng dọc theo sườn núi, sau đó phân biệt bố trí mấy điểm giải trí như sân tennis, massage, sông hơi, bơi nội ở vài khu biệt thự. Trưởng ban thư ký Giản, vị này là chính ủy Tạ phải không? Chồng Giản Hồng Tạ Tiên Hoa là chính ủy của một quân đoàn ở quân khu Bắc Kinh, bình thường không có nhiều thời gian về Ando. Sau một phen nói chuyện, Triệu Quốc Đống cũng có ấn tượng tốt đối với Tạ Tiên Hoa này. Đối phương nói chuyện khá khôi hài, không hề có vẻ khô cứng như trong quân đội, hơn nữa đối phương có vẻ quen thuộc với tình hình ưu, nói chuyện về sự thay đổi nhân sự ở tỉnh ủy ưu rất rõ ràng làm Triệu Quốc Đống có chút ngạc nhiên. Bành Nguyên Hậu và Hoắc Vân Đạt đến cuối cùng, gần như cả nhà đều tới. Ngoài ba người Triệu Quốc Đống, La Băng, Trình Nhược Lâm thì những người khác đều theo ý của Triệu Quốc Đống là mang người nhà tới. Bạch Hoa Lâm là một khu biệt thự có 4 căn, có phong cảnh tuyệt đẹp, đủ để chứa 10 đến 12 nhà đến nghỉ ngơi, hơn nữa còn một hồ nước ấm nhỏ để bơi cùng một sân tennis, còn có một quán cà phê và quán trà. Mà khu biệt thự này cách không xa khu giải trí khổng lồ của khu nghỉ dưỡng. Có không ít khách ở khu vực Duyên Hải đến Ando đều chọn nơi này làm nơi gặp mặt bạn bè. Trưởng ban thư ký, nghe nói Tết năm nay trên thị xã khá náo nhiệt. Triệu Quốc Đống mời mọi người vào rồi thuận miệng nói. Bí thư Triệu, ngài chạy đi mà còn nói lời châm chọc đó sao? Tối 30, hơn 200 công nhân nhà máy dệt vẫn còn ngồi trong phòng hội nghị của Ủy ban Nhân dân thành phố, nói muốn được Tết vui vẻ, muốn được ăn. Bên phòng hội nghị của thị ủy cũng tiếp đón mười mấy công nhân của một nhà máy, bọn họ tố cáo giám đốc nhà máy xâm chiếm tài sản quốc gia. Đòi gặp Bí Thư Kỳ, nói không gặp được Bí Thư Kỳ sẽ không đi. Giản Hồng thở dài một tiếng mà nói. Bên nhà máy đồ hộp còn phiền hơn, thị trưởng Chu dịp trước Tết đã chuyên môn mất một tuần giải quyết vấn đề của nhà máy này, còn phải vay tiền ngân hàng 2 triệu để đè chuyện ở nhà máy này xuống. Ha ha, trưởng ban thư ký Giản, nhà máy đồ hộp thì chính quyền còn phải bơm máu cho nó, đó là ném bánh bao cho chó và không bao giờ quay lại. Thị xã cũng nên sớm hạ quyết tâm giải quyết nhà máy dệt và nhà máy đồ hộp mới được, kéo dài như vậy cũng không phải biện pháp, kết quả là càng lúc càng mất tiền cho hai cái động không đáy này, giải quyết không được vấn đề, Tết năm nào cũng thế. Quế Toàn Hữu cười nói.
Lúc trước Bí Thư Kỳ cùng thị trưởng Mạch đã nói giao hai nhà máy này cho Tây Giang quản lý. Ha ha, chúng tôi lúc ấy còn rất buồn bực, kết quả không ngờ hai nhà máy này không nể mặt quận, động chút là lên thị ủy, ủy ban thị xã. Tây Giang ra mặt người ta không thèm để ý, ha ha, như vậy tốt quá. Chánh văn phòng Quế, không nên vui mừng trước tai họa của người khác chứ. Mấy nhà máy lớn này là vấn đề lịch sử lưu lại cho Ninh Lăng, trên thực tế do Tây Giang và thị xã cùng quản. Chẳng qua lúc ấy do quận phụ trách người, thị xã phụ trách thu thuế. Bây giờ nhà máy suy sụp, thuế không thu được, thị xã muốn đẩy cho Tây Giang thì mấy nhà máy kia không đồng ý. Đây là thị xã ăn thịt không được mà còn bị đánh. Giản Hồng lên thị xã nên nói chuyện cũng phong phú hơn. Tây Giang về lý cũng phải gánh một phần trách nhiệm, ví dụ như giải quyết vấn đề khó khăn cho công nhân về hưu, như tạo việc làm, tập huấn và có hỗ trợ về tài chính. Bây giờ từ trung ương đến địa phương vẫn chưa có cơ chế hoàn thiện về việc phá sản, nhất là sau khi công ty, nhà máy phá sản thì vấn đề sinh tồn của rất nhiều công nhân sẽ như thế nào. Chính quyền có rất nhiều vấn đề cần làm, trong đó dù là chính sách hay việc chấp hành đều còn nhiều sơ hở, làm cho dưới cơ sở cũng khó làm. Hoắc Vân Đạt cũng nói xen vào, sau khi y sang Tây Giang, Triệu Quốc Đống cũng nói rõ cho y phụ trách mảng công nghiệp, thu hút đầu tư. Y cũng mất một thời gian trước Tết lăn mình ở bên dưới, còn mang theo một phó chủ nhiệm văn phòng ủy ban và chủ nhiệm ủy ban kinh tế chạy quanh các công ty lớn, ngồi nói chuyện, hiểu tình hình phát triển của các công ty, nghe ý kiến lãnh đạo các công ty, nhà máy, nghe ý kiến nhân viên, trưng cầu ý tưởng phát triển công ty của bọn họ. Các công ty, nhà máy trực thuộc Tây Giang tuy nhiều nhưng quy mô nhỏ, tình hình phức tạp. Hoắc Vân Đạt cũng là nhằm vào các công ty có quy mô khác nhau mà khảo sát, muốn tìm ra vấn đề, sau đó đưa ra ý kiến đề xuất. Chẳng qua các công ty trực thuộc Tây Giang cũng khá phức tạp, nhất là còn có một bộ phận nhà máy tập thể. Triệu Quốc Đống cũng giao vấn đề cải cách các nhà máy này cho Hoắc Vân Đạt. Yêu cầu Hoắc Vân Đạt phải đưa ra biện pháp cải cách hữu hiệu, điều này càng tăng thêm áp lực cho Hoắc Vân Đạt. Chẳng qua Hoắc Vân Đạt lại khá vui vẻ. Triệu Quốc Đống tin tưởng làm y thấy vinh dự. Y cảm thấy Triệu Quốc Đống không phải là người chỉ mong được danh tiếng, chỉ muốn có thành tích mặt ngoài để lãnh đạo tỉnh ủy chú ý. Triệu Quốc Đống thường xuyên dành thời gian buổi tối trao đổi với Hoắc Vân Đạt và hai người chủ nhiệm ủy ban kinh tế và phó chánh văn phòng ủy ban. Sự hiểu biết về cách hoạt động của các công ty của Triệu Quốc Đống làm Hoắc Vân Đạt và hai người tốt nghiệp đại học kinh tế kia đều có chút giật mình. Bọn họ vốn nghĩ vị bí thư Triệu đến Ninh Lăng chỉ là rèn luyện và đợi lên chức, không ngờ Triệu Quốc Đống lại hiểu rõ về vấn đề tồn tại của các công ty, nhà máy mà không thua nhân viên chuyên nghiệp. Cải cách sẽ dẫn đến nhiều mâu thuẫn. Chúng ta xây dựng xã hội chủ nghĩa theo đặc sắc Trung Quốc là công việc hoàn toàn mới, rất nhiều vấn đề đều là ném đá dò đường, thử từng bước, có sai lầm sẽ sửa. Triệu Quốc Đống rất thích không khí nói chuyện như thế này. Thường những người cùng chí hướng phải trao đổi mới có ý kiến thống nhất. Không chỉ khi cải cách các công ty, nhà máy sẽ dẫn tới mâu thuẫn. Quá trình đô thị hóa cũng tăng thêm mâu thuẫn, ví dụ như vấn đề sinh tồn của nông dân ngoại ô, đây là một điểm nóng nhất định phải giải quyết. Triệu Quốc Đống cố ý nói mấy kiến thức quan trọng mà mình biết được ra cho mọi người. Bây giờ rất nhiều chuyện do cấp thôn ký kết hiệp định với chính quyền cấp trên, bỏ qua quyền lợi của người nông dân, chế độ quản lý tài vụ vẫn có nhiều sơ hở, qua đó dễ khiến nông dân tổn thất. Tình hình này tôi cho rằng về sau sẽ thành tai họa ngầm. Quyển 9, chương 14. Bí thư Triệu nói đúng. Tôi làm bí thư đảng ủy chính pháp mấy năm và cảm nhận rõ ràng việc này. Các vụ việc quần chúng tụ tập kiện cáo càng lúc càng nhiều, các vấn đề quần chúng kiện cũng càng lúc càng sắc bén hơn. Tôi đã tiến hành nghiên cứu các sự kiện quần thể năm 95, 96, 97 và thấy nó có xu thế tăng lên ít nhất trên 10% so với năm trước, vượt qua tốc độ phát triển kinh tế. Điểm này chúng ta phải cực kỳ coi trọng. Lạc Dục Thành cũng đồng ý với quan điểm của Triệu Quốc Đống. Phân tích các nguyên nhân chính tạo thành các vụ kiện cáo tập thể này thì chủ yếu do cải cách nhà máy và thu hồi đất. Nó chiếm tỷ lệ trên 70%. Đây đều là mâu thuẫn không thể tránh khỏi khi cải cách và phát triển kinh tế. Cục diện cũng bị phá vỡ, trật tự nền kinh tế thị trường đi vào cuộc sống, một vài hệ thống, chế độ không thích ứng với xã hội hiện đại sẽ bị đào thải. Điều này khiến không ít người sống trong hệ thống cũ không quen, mâu thuẫn là không thể tránh khỏi. Triệu Quốc Đống nghe xong liền nói. Chúng ta không thể vì dừng cải cách vì các mâu thuẫn đó, mà phải sớm dự tính được xem nó sẽ có mâu thuẫn như thế nào, cố gắng giảm nhỏ tác động xấu của cải cách đối với ổn định xã hội, xúc tiến cải cách theo phương thức vững vàng. Vân Đạt,
sau đây các công ty, nhà máy của Tây Giang chúng ta sẽ tiến hành cải cách. Anh khi nghiên cứu vấn đề này thì cần phải nghe ý kiến của công nhân, căn cứ các công ty khác nhau mà đưa ra phương án cải cách khác nhau, cố gắng bảo vệ lợi ích của công nhân. Từ trình độ nào đó chúng ta thà hy sinh một phần lợi ích quốc gia và tập thể cũng không được để lợi ích công nhân bị tổn thất, cố gắng giảm tác động của cải cách công ty đối với công nhân và xã hội. Bí thư Triệu, tôi vẫn suy nghĩ vấn đề này. Các công ty của Tây Giang có nhiều loại, vấn đề rộng, tôi dự định chia giai đoạn mà tiến hành, đầu tiên chọn các công ty có quy mô nhỏ, vấn đề đơn giản mà cải cách, cố nhất mong được các nhân viên công ty ủng hộ, để bọn họ sớm hiểu cải cách là đường ra duy nhất, càng cải cách muộn càng bị động. Hoắc Vân Đạt thở dài nói, tôi đến nhiều công ty như vậy, cảm thấy cải cách công ty là xu thế nhất định phải làm. Rất nhiều công ty đang sống dở chết dở, tôi hy vọng có thể tìm được đường ra thích hợp cho bọn họ. Sau Đại hội Đảng 15, Trung ương kiên quyết đẩy mạnh cải cách. Do tình hình hiện nay các công ty nhà nước đang thua lỗ nhiều hơn là có lãi, nó là gánh nặng đối với quốc gia. Nhất là bây giờ khi kinh tế tư nhân phát triển mạnh thì kinh tế nhà nước càng thêm yếu kém. Quế Toàn Hữu cũng nói thêm vào. Tôi đoán Trung ương nếu muốn thay đổi cục diện bất lợi này, hoàn toàn giải quyết vấn đề thua lỗ của công ty nhà nước, vậy nhất định phải nhằm vào chế độ quyền sở hữu tài sản. Chỉ dựa vào mấy biện pháp hiện nay là không thể giải quyết được vấn đề, nhất định còn cần cải cách mức độ sâu hơn. Đó chính là thành lập chế độ quyền sở hữu tài sản của công ty hiện đại, phát triển kinh tế tư nhân, thực hiện chế độ đầu tư đa nguyên hóa, khiến hình thức cổ phần thành hình thức chủ yếu của nền kinh tế. Đồng thời phát triển mạnh nền kinh tế không phải nhà nước, xúc tiến nó trở thành điểm tăng trưởng mới cho nền kinh tế. Triệu Quốc Đống biết những lời nhắc nhở trước đây của mình đã kích thích Quế Toàn Hữu. Trong thời gian này Quế Toàn Hữu cũng đã chăm chú học tập tinh thần của Đại hội Đảng 15, cũng kết hợp học tập các tư liệu liên quan, nghiên cứu chính sách phát triển kinh tế, xem ra cũng có hiệu quả. Về lý luận phát triển kinh tế thì điều đó là điều hay được người trong quan trường bàn luận nhiều nhất. Nhất là bây giờ khi từ trên xuống dưới đều nhìn chằm chằm vào phát triển kinh tế, anh không coi trọng không được. Thấy mọi người đang bàn luận sôi nổi, Triệu Quốc Đống cũng vui vẻ. Hắn một bên bảo nhân viên phục vụ bố trí bàn ăn, một bên cười hì hì nhìn mọi người tranh luận. Mọi người đều là nhân tài lên mới có thể lên được vị trí như bây giờ. Đầu bếp khu nghỉ dưỡng có thể nói là xếp hàng đầu ở Ando, bọn họ làm hai bàn tiệc ngon mà không lãng phí. Ăn trưa xong chính là lúc hoạt động tự do, các nhà đều quay quần đánh mạt chược, chơi bài, trẻ con thì chơi trốn tìm ở sườn núi. La Băng, Trình Nhược Lâm mời Giản Hồng đi đánh tennis. Quế Toàn Hữu kéo Hoắc Vân Đạt, Du Minh Phú và Bành Nguyên Hậu vào làm một bàn. Dục Thành, năm nay anh phải chuẩn bị sẵn sàng về tư tưởng. Tình trạng của các công ty, nhà máy trực thuộc quận đã đến lúc không thể không thay đổi. Nếu còn không cải cách thì chỉ sợ tình trạng của Tây Giang còn khó khăn hơn thị xã. Thị xã còn phải giúp các huyện khác nữa cơ mà. Triệu Quốc Đống thở dài một tiếng mà nói. Vân Đạt năm nay chủ yếu phụ trách việc cải cách các công ty. Công ty nào cần cho phá sản thì cho phá sản, công ty nào cần cổ phần hóa thì cũng phải làm. Nhân viên cầm cổ phần cũng tốt, MBO cũng tốt, từ ngoài vào mua cũng được, chỉ cần có thể có lợi cho công ty phát triển thì tôi kiên quyết ủng hộ. Bí thư Triệu, ngài có tính tới việc những vấn đề trong các công ty lộ ra không? Lạc Dục Thành suy nghĩ một chút rồi nói. Đây chỉ là một phương diện, nhiều công ty thua lỗ liên tục, gần như phá sản, tôi không tin các giám đốc công ty, nhà máy lại toàn tâm toàn ý mong phát triển công ty. Một ngành sản xuất không phát triển, chẳng lẽ ngành nào cũng như vậy sao? Tôi không tin. Triệu Quốc Đống nghiêm túc nói. Năm ngoái đã có tiền lệ, năm nay tôi chuẩn bị tiến hành làm người ác một lần nữa, chỉ cần có vấn đề thì Ủy ban Kỷ luật và Viện Kiểm sát phải kịp thời tham gia điều tra. Chỉ cần có chuyện thì nhất định phải nghiêm túc xử lý. Bí thư Triệu, anh yên tâm, tôi cũng sớm chuẩn bị về tư tưởng. Tôi vốn nghĩ rằng Bí thư Triệu năm trước sẽ nhân cơ hội mà quét ngang các công ty, vậy mà ngài lại thu binh làm tôi có chút nuối tiếc. Tây Giang có nhiều công ty như vậy, chẳng có mấy công ty làm ăn tốt mà giám đốc, phó giám đốc các công ty có ai là nghèo đâu. Đi đều có xe, hút thuốc trên 20 tệ một bao, mời cán bộ nhà nước đều đến các nhà hàng sang trọng. Đám giám đốc công ty này đặt tâm tư vào đâu? Ủy ban Kỷ luật và Viện Kiểm sát đã nhận được không ít phản ánh về bọn họ, bây giờ chỉ chờ Bí thư Triệu lên tiếng mà thôi. Lạc Dục Thành cười nói. Ừ, tôi sớm biết các công ty có sâu mọt, nhưng đây không phải điều chủ yếu. Tôi lo là bọn họ biết ý đồ của chúng ta thì nhất định sẽ tìm mọi cách ngăn cản việc cải cách. Nếu cải cách không thể thực hiện,
như vậy không thể vạch trần khăn che mặt của bọn họ còn có thể kéo dài hơi tàn. Triệu Quốc Đống lo không chỉ về vấn đề tham ô, mà lo bọn họ thấy khó có thể lợi dụng việc công ty thua lỗ mà kiếm lợi. Ồ, đó là một vấn đề mới, xem ra chúng ta không thể xem nhẹ vấn đề này có thể gây mất ổn định xã hội. Lạc Dục Thành gật đầu nói. Bí thư Triệu, nghe nói Bí thư Kỳ có thể đi. Ồ, anh nghe ai nói? Triệu Quốc Đống có chút giật mình, tin Kỳ Dư Hồng phải đi đã truyền ra trước Đại hội Đảng 15, nhưng đó chỉ là nghe đồn. Bây giờ Lạc Dục Thành hỏi như vậy tất nhiên là có tin tức đáng tin cậy. Tôi nghe một người em họ làm ở văn phòng tỉnh ủy nói chuyện. Nghe nói Bí thư Ninh Pháp rất không hài lòng với sự phát triển kinh tế của một số nơi, có ý muốn điều chỉnh một nhóm bí thư thị ủy, thị trường, tăng cường việc đảng lãnh đạo công tác kinh tế. Mà thị xã Ninh Lăng cũng nằm trong số đó. Thị trưởng thư chí cao mới trúng cử hơn tháng thì sao có thể điều đi. Vậy đi chỉ có thể là Bí thư Kỳ. Lạc Dục Thành trực tiếp nói. Ừ, cũng có thể. Chỉ là Bí thư Kỳ lúc nào đi thì không ai rõ. Bí thư Kỳ đi thì ai đến? Triệu Quốc Đống phân tích. Thị trưởng thư vừa mới được bầu thì không thể lên làm bí thư, như vậy có thể điều từ ngoài vào. Nhưng thị trưởng thư đến Ninh Lăng chưa lâu, bây giờ lại điều một người từ ngoài đến, như vậy có ảnh hưởng như thế nào đối với sự phát triển kinh tế của Ninh Lăng chúng ta? Điểm này chẳng lẽ nói tỉnh ủy không nghĩ tới? Cũng đúng, nhưng em họ tôi nói rất chắc chắn. Tin của cậu ấy rất nhạy bén, nói Ninh Lăng chúng ta nằm trong phạm vi điều chỉnh, đương nhiên đây chỉ là nói nằm trong phạm vi điều chỉnh còn có thể hay không thì có lẽ phải đợi hội nghị Đại hội đại biểu nhân dân toàn quốc kết thúc. Quyển 9, chương 15. Lạc Dục Thành biết Triệu Quốc Đống đã từng cố gắng đề cử mình đảm nhiệm phó bí thư quận ủy kiêm bí thư chính pháp ủy trước mặt Kỳ Dư Hồng, hơn nữa còn tác động Trương Thiên Phóng để trợ giúp. Tuy rằng cuối cùng hai người Kỳ Dư Hồng và Nghiêm Lập Dân phủ quyết đề nghị của Triệu Quốc Đống nhưng trong lòng Lạc Dục Thành vẫn rất cảm kích. Cảm quan của Lạc Dục Thành về Triệu Quốc Đống không chỉ vì việc đề cử mà chủ yếu là bởi vì trí tuệ chính trị cùng với việc nắm bắt rất có chừng mực để phát triển mà Triệu Quốc Đống đã thể hiện qua cơn phong 3 năm trước. Lúc ấy Vương Ích đã dốc hết sức để tra rõ vấn đề, yêu cầu rằng phàm là cán bộ liên quan đến thì chỉ cần có phản ánh sẽ phải cẩn thận điều tra. Nếu cứ tiếp tục như vậy thì sẽ khiến ba hệ thống ủy ban xây dựng, công an quận cùng phòng giao thông tê liệt. Khi ấy Triệu Quốc Đống biết buông nắm vấn đề nặng nhẹ một cách đúng lúc, xác định ai phạm tội thì sẽ do viện kiểm sát tiếp nhận, nếu vi phạm nguyên tắc thì sẽ do ủy ban kỷ luật xử lý, căn cứ theo nguyên tắc không có chứng cứ xác thực chứng minh thì tạm thời không động chạm đến. Đến lúc này mới khiến các hạng mục công tác mới có thể tiếp tục thuận lợi, cũng khiến trận phong ba này có được một kết cục tương đối hoàn mỹ. Nếu không thì theo như Lạc Dục Thành nghĩ, một khi việc này mà liên lụy rộng thì rất có khả năng sẽ kéo dài lâu la mà không quyết định, không chỉ trên dưới cùng phản ứng mãnh liệt mà còn có thể dẫn tới nhiều phản ứng ngược, từ đó có khả năng lớn sẽ tạo thành cơ hội để các nhân viên liên quan đến vụ án thông cung lật lại bản án vốn đã định sẵn. Nắm giữ một phương pháp công tác có chừng mực tương đương với việc một cán bộ lãnh đạo có trí tuệ, quyết tâm và bản lĩnh chính trị. Triệu Quốc Đống tuy còn trẻ mà lại am hiểu sâu sắc đạo lý này nên đã đưa cuộc chiến đến một kết quả hoàn mỹ. Chính bởi vì thấy được tiền đồ của Triệu Quốc Đống nên Lạc Dục Thành mới chủ động dựa vào hắn. Theo sự kết giao càng lúc càng sâu đậm với Triệu Quốc Đống, Lạc Dục Thành phát hiện vị thường vụ thị ủy kiêm bí thư quận ủy trẻ tuổi này chẳng những có tài phát triển kinh tế mà đối với sự nghiệp xã hội nhất là công tác chính pháp thì lại khá quen thuộc. Mỗi khi đề xuất ý kiến về công tác chính pháp thì đều khiến lãnh đạo ba ngành công an, kiểm sát tòa án đều đánh giá cao về cách nhìn của Triệu Quốc Đống. Lạc Dục Thành chưa đến 40 tuổi nên tự nhiên là có ý nghĩ riêng, y vừa quan hệ tốt với Lam Quang đồng thời cũng coi trọng lực lượng mới xuất hiện là Triệu Quốc Đống. 27, 28 tuổi mà đã là thường vụ thị ủy, cho dù năng lực bản thân có xuất sắc mà không có quan hệ vững vàng với bên trên thì không cần phải nghĩ. Hơn nữa người này còn nhân khi Ninh Pháp đến Ninh Lăng thị sát xảy ra sơ suất suýt chút nữa bị bắt, chỉ hơn một năm ngắn ngủi mà đã có thể nhảy lên làm thường vụ thị ủy, chỉ riêng phần quỷ dị này cũng đủ để rất nhiều người tinh mắt phải cân nhắc một ít. Lời của Lạc Dục Thành khiến Triệu Quốc Đống chấn động rất lớn. Nếu sau nửa năm nữa mà Kỳ Dư Hồng phải đi thì khả năng thư chí cao thế chỗ khá nhỏ, nếu như có thể kéo dài tới 6 tháng cuối năm, nhất là qua tháng 10 thì thư chí cao mới có khả năng tạm thời kiêm nhiệm chức vị bí thư thị ủy, chờ cho đến phiên tuyển cử thị trưởng sang năm. Nếu như Kỳ Dư Hồng mà đi thì chắc chắn bí thư mới sẽ có ý nghĩ của riêng mình, hơn nữa nếu không mất nửa năm thì chưa chắc đã quen thuộc và hợp tác được. Điều này khiến Triệu Quốc Đống rất phiền não. Hiện giờ hắn không muốn dính vào mấy cuộc tranh đấu rằng co nhàm chán này.
hắn chỉ muốn tập trung công tác tốt quận Tây Giang và khu khai phát, cố gắng hết sức hoàn thành cải cách xí nghiệp ở quận Tây Giang, thúc đẩy để quận Tây Giang bay lên một lần nữa, giúp khu khai phát tạo lập cơ sở, trở thành lớn mạnh, còn những cái khác thì hắn cũng không muốn. Sau khi trở lại biệt thự, Triệu Quốc Đống cân nhắc rất lâu rồi mới gọi hai cuộc điện thoại. Tin tức phản hồi từ Tưởng Uẩn Hoa và Vương Phủ Mỹ đều chứng minh đích xác có xu hướng này. Từ sau khi Ninh Pháp nhậm chức bí thư tỉnh ủy thì đã phát ra rất nhiều tín hiệu rõ ràng, tỉnh An Nguyên phải nhanh chóng tăng tiến độ cải cách hơn nữa, cố gắng gây trồng điểm tăng trưởng mới, thúc đẩy kinh tế nghịch cảnh tăng trưởng, nỗ lực đưa An Nguyên trở thành khu kinh tế dẫn đầu trong lục địa. Xem ra hùng tâm tráng trí của Ninh Pháp cũng rất tràn trề, khu vực lục địa bao gồm vùng Trung Tây có tổng cộng 21 tỉnh thành, An Nguyên nếu muốn đứng đầu về kinh tế thì rất không dễ dàng. Từ dân cư đến tài nguyên rồi đến cơ sở, trong số 21 tỉnh thành thì An Nguyên chỉ có thể nói là cao hơn trung bình, thực lực kinh tế 3 tỉnh Hồ Bắc, Hà Nam, Tứ Xuyên đều sàn sàn như nhau, chênh lệch không phải quá lớn, nếu An Nguyên muốn đứng trên 3 tỉnh này thì phải có hoạt động mang tính thực chất. Ninh Pháp là cán bộ lớn lên từ vùng Duyên Hải, từ khi đảm nhiệm bí thư thị ủy An Đô thì đã cải thiện mạnh hoàn cảnh thu hút đầu tư ở An Đô, thúc đẩy kinh tế An Đô bay lên cao lần thứ hai, đưa kinh tế An Đô trở lại vị trí đứng đầu toàn tỉnh một lần nữa. Từ khi bầu đảm nhiệm chủ tịch tỉnh An Nguyên thì có thu liễm tác phong đôi chút, dù sao thân phận chủ tịch tỉnh và bí thư thị ủy không giống nhau, mâu thuẫn với Quý Thành Công không thể trở nên quá gay gắt, hiện giờ ràng buộc đã qua, Ninh Pháp liền biểu lộ ý đồ muốn vung tay làm tất cả. Vấn đề ở chỗ là nếu tiến độ cải cách quá nhanh thì không thể tránh khỏi xung đột với kết cấu lợi ích và tư tưởng. Cải cách xí nghiệp và tiến trình đô thị hóa đã động chạm đến lợi ích hàng trăm ngàn người. Tuy biết rõ đây là cơn thủy triều không thể tránh khỏi của lịch sử nhưng khi thực sự liên quan đến lợi ích cụ thể thì khó tránh khỏi khiến người khác cảm thấy bỏng rát. Đặc biệt là lợi ích của một nhóm quần thể thì lại cần chú ý gấp bội, nếu không điều này chắc chắn sẽ trở thành một tai họa ngầm khổng lồ ảnh hưởng đến sự ổn định xã hội ở An Nguyên. Triệu Quốc Đống cảm thấy mình có lẽ phải làm một cái gì đó, hắn cố gắng nhớ lại một số phương pháp, quan niệm ở trong giấc mơ. Kiện toàn cơ chế bảo đảm an sinh xã hội và công khai hóa cơ chế quản lý nhà nước là hai điểm khá trọng yếu, thành lập cơ chế bảo đảm cuộc sống mức thấp nhất, hoàn thiện hệ thống trợ cấp tìm việc làm mới và đào tạo nghề, công khai các khoản thuế thôn và thành lập cơ chế giám sát cùng với việc công khai hóa, minh bạch hóa các khoản chi tiêu, tài vụ ở nông thôn, xây dựng chế độ đấu giá. Đầu thầu đất đai trong tiến trình đô thị hóa, như thế mình mới có thể có được thành tích. Lạc Dục Thành cũng chú ý tới sắc mặt của Triệu Quốc Đống. Có điều hắn không nghĩ nhiều như vậy. Đối với cấp độ như hắn thì việc thay đổi bí thư thị ủy thì cũng không có ảnh hưởng gì lớn lắm, mà những người bị ảnh hưởng lớn nhất chính là nhóm lãnh đạo các quận, huyện đi lại thân cận với Kỳ Dư Hồng. Thay đổi nhân sự người đứng đầu thị xã có lẽ sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến vận mệnh của bọn hắn. Chẳng qua với thân phận hiện giờ của Triệu Quốc Đống thì cũng không phải quá khẩn trương về chuyện thay đổi nhân sự này, thường vụ thị ủy không phải là vị trí có thể tùy ý nắn bóp. Huống chi có thể đánh bại phần đông đối thủ cạnh tranh lên trước thì không có khả năng không có sức mạnh, nhiều lắm cũng chỉ là thay đổi chút ít về tình cảm cá nhân và sắp xếp công tác mà thôi. Mấy nhà chơi đùa khá vui vẻ, nhất là gia quyến và đám trẻ nhỏ thì lại càng phấn chấn, tennis, bơi lội. Chồng của Giản Hồng cũng rất thích, dẫn theo một đám trẻ đi dã ngoại leo qua 3 ngọn núi, tuy chỉ chọn núi rừng không quá hiểm trở nhưng đám trẻ vẫn nhanh chóng yêu mến vị thúc thúc dáng mạo tầm thường nhưng thân thủ thì lại mạnh mẽ này. Giản Hồng, tôi thấy lão Tạ nhà chị rất có duyên với trẻ con đấy, cả đám trẻ chạy theo anh ta khắp núi, dù mệt nhưng trông vẫn nhàn nhã, thực sự là không nhìn ra đó. Triệu Quốc Đống và Giản Hồng đứng ở trên ban công mỉm cười trông về phía xa xa, nhìn thấy một người đàn ông dẫn theo một đám trẻ nhỏ chạy hết ngọn núi này rồi đến khu rừng kia, chơi trốn tìm trông thật dễ sợ. Thì, một năm anh ấy cũng chỉ được về nhà một hai lần, thời gian bên con cái cũng không nhiều, lấy lời anh ấy từng nói. Coi binh sĩ dẫn theo như bọn trẻ. Trên mặt Giản Hồng xuất hiện nụ cười hạnh phúc. Thực ra anh ấy cũng rất thích là một người đàn ông với cuộc sống yên ả, chỉ có điều một khi đã bước tới vị trí kia rồi thì chỉ còn cách kiên trì đi tiếp lên trên. Ừ, khi tới một vị trí nhất định thì trong quân đội hay ở địa phương cũng không khác nhau mấy. Mấu chốt chính là cán bộ ở sư đoàn, có thể leo lên làm sư đoàn phó cũng là một bước nhảy vọt, tiền đồ sau này có thể tăng nhưng nếu đã không đi lên được thì không thể lên tiếp. Lão Tạ nhà chỉ có ý tưởng gì không? Triệu Quốc Đống cười nói. Nếu như không muốn làm tiếp ở quân đội nữa thì phải sớm nghĩ cách trở về. E là tạm thời anh ấy vẫn chưa có ý đó, kệ đi, cứ mặc anh ấy theo ý của mình,
nhiều năm rồi nên cả hai vợ chồng đều quen cả. Giản Hồng cười cười. Bí thư Triệu, vấn đề cá nhân của ngài không phải cũng nên giải quyết hay sao? Một người mà đến vị trí như ngài rồi mà còn chưa giải quyết xong vấn đề hôn nhân gia đình thì đúng là hiếm thấy đó. Trưởng ban Vưu cũng thường xuyên nhắc tới vấn đề này, nói là ở thị xã cũng có lời ong tiếng ve, nói ngài chọn hoa cả mắt nên không biết nên chọn ai cả. Ha ha, tôi cũng muốn hoa mắt như thế, nếu không tìm được người bạn đời cùng chung chí hướng thì ít nhất cũng phải tìm được một người có thể nói chuyện bên nhau đúng không? Nếu cứ tùy tiện tìm tạm một người nào đó thì đó là không có trách nhiệm với bản thân mình, cũng là không có trách nhiệm với tổ chức, nếu chẳng may mà ly hôn thì tổ chức lại phải cân nhắc xem cá nhân tôi có phải có vấn đề hay không. Triệu Quốc Đống thở dài một hơi. Tôi sẽ cố gắng kết hôn trong vòng 2 năm tới để tránh cho lãnh đạo phải thấp thỏm. Bí thư Triệu, ngài có điều kiện tốt như vậy, nếu nói muốn tìm đối tượng thì e là các cô gái ưu tú nhất trong toàn tỉnh sẽ mặc cho ngài tuyển chọn, người khác có nói ngài chọn tới hoa mắt thì tôi cũng không cho là quá đáng. Chỉ có điều nước ta là nước xã hội chủ nghĩa, chỉ cho phép một vợ một chồng, nếu không dù ngài cưới 8, 10 người thì tôi thấy cũng có người nguyện ý theo. Lời của Giản Hồng có lý, nàng mơ hồ biết được quan hệ giữa Trình Nhược Lâm và Triệu Quốc Đống. Trình Nhược Lâm được xưng là đệ nhất mỹ nhân Hoa Lâm, trước kia từng làm MC các event hoặc chương trình trên TV, cũng khá nổi tiếng trong ngành truyền thông thị xã. Nếu nói điều kiện thì cũng tốt, chỉ có điều tuổi tác thì hình như lớn hơn Triệu Quốc Đống một chút, đã thế lại qua một đời chồng nên đoạn nhân duyên này chỉ có thể nói là hữu duyên mà vô phận. Lấy thân phận của Triệu Quốc Đống thì không có khả năng kết hôn với một quả phụ được. Điều này sẽ tạo thành một vết thương chí mạng đối với con đường làm quan của hắn. Ha ha, Giản Hồng, cô đang nhắc nhở tôi cố gắng đừng phạm sai lầm à. Triệu Quốc Đống biết rõ trong lòng nhưng hắn cũng vẫn cảm kích ý tốt của Giản Hồng. Tôi sẽ suy xét thận trọng vấn đề cá nhân của mình, tôi nghĩ sẽ có một đáp án nhanh thôi. Ủa, bí thư Triệu có đối tượng thích hợp rồi ư? Giản Hồng rất kinh ngạc vì dường như chưa từng nghe Triệu Quốc Đống đề cập tới bao giờ. Hơn nữa cũng chưa từng thấy cô gái nào xuất hiện bên cạnh Triệu Quốc Đống, nếu nói đúng thì phải là chưa có xuất hiện một cô gái nào thích hợp. Ha ha, đến lúc đó sẽ biết. Triệu Quốc Đống cười cười làm ra vẻ huyền bí, có lẽ Lưu Nhược Đồng thật sự vô duyên với mình sao? Quyển 9, chương 16. Từ Đại hội đại biểu nhân dân tỉnh trở về, Triệu Quốc Đống vẫn cứ suy nghĩ về bài phỏng vấn của đài truyền hình với Chủ tịch tỉnh Ứng Đông Lưu mới trúng cử về mấy vấn đề nóng của xã hội cần phải chú ý. Phải quan tâm đến vấn đề nhu cầu dân sinh, vấn đề sinh tồn của nhóm quần thể yếu thế. Thuật ngữ tam quan này rất có tình người hơn nữa lời lẽ của vị chủ tịch tỉnh mới này khá sắc bén, chẳng hề e dè mấy video mà phóng viên đề cập, nhằm thẳng vào trung tâm khiến đám phóng viên cảm thán rất nhiều. Phó bí thư đảng ủy, phó chủ nhiệm thứ nhất ủy ban giáo dục quốc gia được cử xuống tỉnh An Nguyên nhậm chức. Tuy nói theo cấp bậc chỉ lên một bậc nhưng việc thay đổi tác phong từ chủ nhiệm tới chủ tịch tỉnh thì cũng không nhiều lắm. Sâu sắc và sắc bén, khí thế bức người, có điểm tương đồng với khi Ninh Pháp mới đến An Đô đảm nhiệm phó bí thư tỉnh ủy kiêm bí thư thị ủy An Đô. Theo Triệu Quốc Đống nghĩ thì tính cách Ứng Đông Lưu và Ninh Pháp có điểm tương tự, đều là kiểu người có phong cách cá nhân nổi bật, đưa người này cùng với Ninh Pháp lãnh đạo bộ máy thì Trung ương dường như cũng không lo lắng vấn đề xung đột quản lý đảng và chính quyền. Hoặc có thể nói là cảm thấy được Ninh Pháp đã trải qua 2 năm mài giũa tính nóng nên giờ có thể đảm nhiệm vai trò dẫn đầu. Lệnh Hồ Triều cẩn thận đẩy cửa văn phòng vào. Hắn chú ý thấy Triệu Quốc Đống từ hội nghị đại hội đại biểu nhân dân tỉnh trở về mà hình như chẳng thấy mệt mỏi gì mà ngược lại còn hưng phấn xem văn kiện. Trước khi lên tỉnh thì Triệu Quốc Đống đã dặn riêng lệnh Hồ Triều thu thập và chuẩn bị cho mình một số tư liệu và lời phát biểu của lãnh đạo liên quan đến việc thành lập cơ chế bảo đảm an sinh xã hội và công khai hóa công tác quản lý nhà nước, điều này làm cho lệnh Hồ Triều tổn hao rất nhiều công sức. Phạm vi tư liệu về hai phương diện này rất nhiều, kiến thức rộng. Nhưng tìm tòi kỹ lưỡng thì lại chẳng có được bao nhiêu chính sách, chế độ được thành hình, rất nhiều hỗn tạp, mặt khác tư liệu xây dựng nên chính sách thì rất vụn vặt. Nếu muốn chắt lọc được cái có ích từ mấy thứ này thì lượng công tác đúng là khá lớn, lệnh Hồ Triều cũng đã phải chạy đến phòng lưu trữ và viện nghiên cứu văn hóa, lịch sử sao chép, trích lược. Trong mấy ngày Triệu Quốc Đống lên tỉnh thì hắn cũng chẳng hề nhàn nhã được phút nào. Triệu Quốc Đống ký duyệt xong đống văn kiện tích tụ trong khoảng thời gian vừa rồi thì đặt hết tâm tư vào chồng tài liệu mà lệnh Hồ Triều đã chuẩn bị cho hắn. Phải nói là lệnh Hồ Triều đã tốn nhiều tâm huyết, văn kiện từ Đại hội Đảng 13 đến nay, cho tới tài liệu về bảo đảm an sinh xã hội và công khai hóa quản lý công tác nhà nước đều không ít, thế nhưng lại không có thứ nào mang tính hệ thống.
lệnh Hồ Triều có thể từ trong đống văn kiện bề bộn này tìm cho mình được rất nhiều thứ khiến Triệu Quốc Đống rất hài lòng. Nhanh chóng đẩy mạnh thành lập hệ thống bảo đảm an sinh xã hội nhằm tăng cường cơ chế ổn định xã hội, hòa hoãn hoặc tiêu tan được các mâu thuẫn xã hội, bảo đảm an toàn dân sinh, xây dựng một hành lang bảo bộ ổn định xã hội. Từ khi quốc gia tiến vào giai đoạn cải cách, xã hội đã đối mặt với đủ loại nguy hiểm khi chuyển hình, làm thế nào để hóa giải nguy cơ một cách cao nhất, giảm thiểu sức tấn công của đủ loại mâu thuẫn xã hội, thành lập hệ thống bảo đảm xã hội để phát huy tác dụng cực đại. Bụng lệnh Hồ Triều đói tới mức sôi ủng ục nhưng Triệu Quốc Đống chưa đi thì hắn cũng không dám đi, vài lần tới trước cửa phòng lặng lẽ nhìn qua khe cửa thì đều thấy Triệu Quốc Đống viết lách như múa, khi thì xoa trán suy nghĩ sâu xa, khi thì lật xem tài liệu, hiển nhiên đặt hết tâm tư vào một tác phẩm quan trọng. Lục Nhị, cô đang ở đâu? Lệnh Hồ Triều thấy sắc trời đã tối đen lại, mình lại không dám quấy rầy Triệu Quốc Đống nên đành phải gọi điện thoại cho Lục Nhị. Thời gian tiếp xúc càng ngày càng nhiều. Quan hệ giữa lệnh Hồ Triều và Lục Nhị cũng trở nên thân thiết, chẳng qua lệnh Hồ Triều đối với Lục Nhị không hề có tâm tư gì cả. Theo hắn thấy thì một cô gái như Lục Nhị thì chẳng những xinh đẹp động lòng người mà tính tình cũng rất tốt, giờ cũng có phần được xếp coi trọng, nghe nói rất có khả năng điều tới văn phòng thị ủy, với chút tài lẻ của mình thì cũng không nỡ hái bông hoa xinh tươi như vậy, mình chỉ nên tìm một cô gái an phận làm công tác đơn thuần thì thích hợp hơn. Đặc biệt tuy mới trở thành thư ký chuyên trách của sếp mới được mấy tháng nhưng hắn cảm thấy thân phận cũng tăng lên trông thấy, ngay cả Tết vừa rồi cũng nhận được không ít lời mời. Mặc dù hắn khéo léo xin miễn vì kiêng sợ nhưng vẫn khiến hắn say mê đắc ý suốt mấy ngày trời không dứt. Ngay cả khi tới nhà vợ ăn Tết thì ông bố vợ cùng hai ông anh trai xưa nay vẫn chướng mắt với hắn cũng đều chờ đợi hắn, điều này khiến cho hắn có cảm thấy thụ sủng nhược kinh, được sủng ái mà lo sợ. Ủa, lệnh Hồ Triều, gọi cho tôi giờ này thì làm gì? Nếu mà mời ăn cơm thì hình như hơi muộn đó, tôi ăn xong rồi. Tâm trạng của Lục Nhị rất vui, từ sau khi nhờ đủ mối quan hệ cá nhân để điều từ phóng giáo dục quận Đông Giang tới ban quản lý khu khai phát thì cô cảm thấy bản thân như là một chiếc xe mới tra thêm dầu, người lúc nào cũng tràn đầy sức sống. Cô thì căng bụng ra nhưng tôi thì đang sôi réo cả lên đây này, bụng lép kẹp đến nỗi phải uống trà thay cơm đó. Lệnh Hồ Triều chậc lưỡi nói, cô đang ở đâu? Mang cho chúng tôi hai suất cơm hộp lại đây đi. Lục Nhị cả kinh. Boss Tăng Ca à? Cách xưng hô như này là do Lục Nhị học lỏm theo bọn lệnh Hồ Triều. Lúc đầu thì cô cũng chưa quen lắm nhưng dần già lại thấy thú vị, đây dường như là một kiểu xưng hô mà tới một quan hệ nhất định mới có thể dùng được. Người bình thường chỉ có thể gọi bí thư này, bí thư nọ, nói tục một chút thì phải là cẩn thận mới có tư cách này. Còn không phải sao? Vừa mới tham gia hội nghị đại hội đại biểu nhân dân tỉnh xong liền về luôn văn phòng, cũng chưa thấy sếp nghỉ ngơi mà bận rộn cho đến lúc này, giờ vẫn đang viết nhoay nhoáy trên bàn kia kìa. Lệnh Hồ Triều nhăn nhó thở dài một hơi. Tôi thấy hình như sếp đang viết một thứ gì đó quan trọng. Ngay cả tôi cũng không xen tay vào được, chỉ bảo tôi chuẩn bị giúp một ít tư liệu. Giờ này là giờ nào mà còn chưa ăn cơm? Lục Nhị cũng có phần sốt ruột. Boss chưa ăn mà sao ông không bảo nhà ăn chuẩn bị cho? Ai biết sếp lại bận đến giờ này? Tôi tưởng sếp họp xong thì chiều nay cũng chỉ ký duyệt một vài văn kiện quan trọng mà thôi. Ai ngờ sau khi ký hết văn kiện thì bắt đầu viết lách mãi cho đến giờ cũng chưa chịu dừng bút. Tôi thấy sếp đang hưng phấn nên không dám quấy rầy, sợ lại cắt đứt dòng suy nghĩ của sếp, nhưng lại cũng không dám đi vì sợ sếp muốn tìm thêm tư liệu hay hỏi vấn đề gì đó. Ừ, tôi sẽ mua hai suất cơm tới ngay. Tôi thấy giờ boss đang có cảm xúc phiết đó, tốt nhất là ông đừng quấy rầy, chờ khi nào boss nghỉ tạm thì mang thức ăn vào cũng được. Lục Nhị cũng không nói gì thêm, cô cũng biết Triệu Quốc Đống không có thói quen viết lách thêm giờ, nhưng một khi cầm đao ra trận thêm giờ thì nhất định là có chuyện gì đó trọng yếu. Được, làm nhiều một chút, tôi thấy cứ cái đà này thì chắc sếp phải làm đến nửa đêm đấy. Lệnh Hồ Triều gật gật đầu. Tôi chờ cô. Khi Lục Nhị tới trụ sở quận ủy quận Tây Giang thì thấy hai gian phòng ở tầng 7 vãn sáng đèn, Bành Trường Quý đã ăn cơm ở nhà ăn từ sớm và đang xem TV cùng với bảo vệ trong phòng trực, thấy Lục Nhị xách hai hộp cơm đi vào thì kinh ngạc hỏi. Tiểu Lục, cô mang cơm cho ai thế? Bí thư Triệu và lệnh Hồ đều chưa ăn cơm, bí thư Triệu còn đang viết nên lệnh Hồ bảo tôi mang hai suất cơm cho bọn họ. Lục Nhị gật gật đầu. Chú Bành! Bí thư Triệu họp đại hội đại biểu nhân dân xong liền trở về viết quên ăn quên ngủ sao? Tôi cũng không biết, chuyện của lãnh đạo thì chúng tôi làm lái xe cũng không tiện hỏi nhiều, có điều tôi thấy trên hội nghị đại hội đại biểu nhân dân tỉnh hôm nay tâm tình của bí thư Triệu không tồi,
không biết chừng là có tinh thần mới gì đó trên hội nghị muốn tuyên truyền đây. Bành Trường Quý lắc đầu. Cô mau lên đi, e là cái thằng nhóc lệnh hồ kia đói quắt bụng lại rồi. Lục Nhị cầm theo hai suất cơm gión ra gión rén đi lên văn phòng của bí thư, lệnh hồ chiều không có ở phòng ngoài, lại nghe thấy trong phòng làm việc bên trong có tiếng nói, đoán là lệnh hồ chiều đang nói chuyện với Triệu Quốc Đống ở bên trong, nghĩ một lát rồi dứt khoát gõ cửa. Triệu Quốc Đống và lệnh hồ chiều đang tham khảo nguồn gốc xuất xứ của một số tư liệu, đồng thời cũng hỏi một vài quan điểm của lệnh hồ chiều về mấy phương diện. Nghe tiếng gõ cửa thì mới nhìn thấy Lục Nhị đứng ở trước cửa, trên tay còn cầm theo hai suất cơm. Tôi cũng quên cả ăn cơm rồi, lệnh hồ, bụng của cậu sôi ùng ục mà tôi cũng không để ý, giờ gửi được mùi thức ăn thì mới cảm thấy đói bụng đó. Triệu Quốc Đống cười sảng khoái. Được rồi, trước tiên ăn cơm đã rồi nói sau, Lục Nhị, cô đã ăn cơm chưa? Bí thư Triệu, tôi ăn rồi, lệnh hồ nói cả hai đều chưa ăn cho nên tôi mới mang cơm tới đây. Lục Nhị đặt hai suất cơm lên bàn trà rồi mở ra. Đây là cơm mua ở cửa hàng ăn nhanh Lỗ Gia, mùi vị cũng khá ngon, thức ăn cũng nhiều. Triệu Quốc Đống cũng không khách khí với hai người, bưng đồ ăn lên chén ngấu nghiến. Đại hội đại biểu nhân dân trên tỉnh đều ăn theo bàn nhưng không thể cười đùa được. Triệu Quốc Đống nhìn thấy bàn nào bàn nấy cũng toàn là rượu thì đã muốn nôn ọe cả rồi nhưng không ăn thì không được. Yêu cầu đại biểu không có chuyện gì đặc biệt thì phải ăn cơm ở địa điểm chỉ định. Kỳ Dư Hồng và Thư Chí Cao đã nhắc đi nhắc lại nhiều lần không được có chuyện gì đặc biệt, nếu thật sự muốn ra ngoài ăn cơm thì nhất định phải xin phép đoàn trưởng hoặc phó trưởng đoàn đại biểu. Triệu Quốc Đống là đại biểu mới được bầu, lại là thường vụ thị ủy nên Kỳ Dư Hồng lại chỉ đích danh hắn, suốt cả bữa tiệc hắn cũng chỉ có thể làm người đi mời rượu rồi cùng hai người Trịnh Kiệt, Kiều Huy ăn đơn giản một ít cơm và sau đó trở về chỗ Cù Vận Bạch nghỉ ngơi một đêm. Đề án về thành lập hệ thống bảo đảm an sinh xã hội trên hội nghị đại hội đại biểu nhân dân cũng có nhưng đều dừng lại vì còn mới và ít, rất nhiều điều đều quay xung quanh hai văn kiện do Trung ương đề xuất năm 97 đó là thiết lập hệ thống thông báo chế độ bảo đảm mức sống thấp nhất ở các thành thị trên toàn quốc và xây dựng quy chế thống nhất về việc bảo hiểm dưỡng lão cơ bản dành cho công nhân viên chức xí nghiệp. Nhiều điểm không hề có nhận thức sâu về tầm quan trọng của hệ thống bảo đảm an sinh xã hội đối với việc phát triển kinh tế xã hội chủ nghĩa sau này. Lúc ấy Triệu Quốc Đống cũng rất muốn liên lạc với một số đại biểu để đưa ra quan điểm của mình nhưng một là do địa vị còn kém nên lời nói không có trọng lượng, hai là bản thân lại chưa chuẩn bị tư liệu nên quan điểm chưa được đầy đủ, do đó hắn đành phải gác lại. Trên đường đi về, Triệu Quốc Đống cứ nghĩ mãi về quan điểm của vị chủ tịch tỉnh mới trúng cử Ứng Đông Lưu khi được phóng viên phỏng vấn, hắn cảm thấy quan điểm của Ứng Đông Lưu có rất nhiều điểm có tính tương lai nhất định. Chỉ có điều quan điểm của Ứng Đông Lưu phần lớn ở tầm vĩ mô và hình thức kết cấu lớn, không có biện pháp cụ thể chắc chắn, Triệu Quốc Đống cũng muốn nhân lúc dư âm nóng bỏng về kỳ đại hội đại biểu nhân dân vừa mới kết thúc rồi nhanh chóng đưa quan điểm của mình lên truyền thông. Quyển 9, chương 17. Hai người Triệu Quốc Đống và lệnh hồ chiều nhanh chóng chén sạch hai suất cơm ngay cả rau cũng không còn một cuộn rồi mới vỗ vỗ bụng cười nói. Lục Nhị, tôi thấy suất cơm này của cô còn ngon hơn cả cơm tiệc của đại hội đại biểu nhân dân tỉnh. Nếu không có cô thì đêm nay tôi và lệnh hồ chắc đói bụng chết mất. Bí thư Triệu, ăn cơm xong phải chú ý nghỉ ngơi một chút để dạ dày có đủ thời gian tiêu hóa, giờ nếu triển khai công tác ngay lập tức thì sẽ không tốt cho cơ thể. Thân thể là tiền vốn của cách mạng nên ngài phải chú ý đến bản thân mình mới được. Lục Nhị thấy Triệu Quốc Đống lại chuẩn bị ngồi vào bàn công tác liền nhắc nhở đầy quan tâm. Ha ha, Lục Nhị, cô cũng thật tinh tế đó, ai mà lấy được Lục Nhị thì chân chính là có phúc. Chỉ tiếc là tên lệnh hồ này không sớm không muộn đã là danh hoa có chủ rồi, nếu không thì tôi nhất định sẽ kiên quyết ủng hộ lệnh hồ theo đuổi cô, lúc đó chỉ e là cô chán ghét hắn. Triệu Quốc Đống nghe xong liền ngồi xuống cười trêu chọc, có đôi khi trêu đùa với cấp dưới cũng là một cách để tăng cường quan hệ một cách không tiếng động, gia tăng sức hấp dẫn cá nhân. Kỳ thực tuổi của Triệu Quốc Đống cũng không lớn hơn lệnh hồ chiều và Lục Nhị bao nhiêu. Nhưng khí thế lãnh đạo nuôi dưỡng trong thời gian dài lại làm cho lệnh hồ chiều và Lục Nhị theo bản năng coi hắn là người ở thế giới khác với mình. Lệnh hồ chiều chợt động tâm, tuổi xếp thực ra chỉ hơn Lục Nhị 6, 7 tuổi, nếu tính tuổi tác thì quá thích hợp, mà tướng mạo và tính cách của Lục Nhị thì cũng thuộc loại nhất, ngoại trừ chênh lệch về địa vị ra thì chẳng còn điều gì khác. Chẳng qua xem ra xếp hình như không có ý về phương diện này. Bí thư Triệu, ngài đừng chế giễu tôi nữa. Điều kiện của tôi sao có thể xứng đôi với lệnh hồ đại tài tử được. Anh ta là một của quý tốt nhất ở quận ủy quận Tây Giang, cô gái nào có thể lọt vào mắt anh ta thì điều kiện phải thật tốt mới được. Bí thư Triệu, e là ngài còn không biết đó,
bạn gái của lệnh hồ hiện giờ hình như đang làm ở bưu điện, bố mẹ cô ấy đều làm ở chính quyền thị xã đó. Lục Nhị cười một cách thản nhiên. Ồ, Triệu Quốc Đống ngẩn ra, hắn không biết bạn gái của lệnh hồ Triều ở đâu, chỉ biết là làm ở bưu điện, quan hệ của hai người rất tốt. Lệnh hồ Triều thường xuyên nán lại cùng mình mà hình như bạn gái cũng không cào nhau. Xem ra tôi làm lãnh đạo mà hơi thất trách rồi, ngay cả tình hình một nửa của thư ký mình cũng không rõ. Lệnh hồ, nhà bạn gái của cậu cũng ở thị xã sao? Lệnh hồ Triều trừng mắt nhìn Lục Nhị lắm miệng rồi gật đầu đáp. Vâng, bí thư Triệu, bố của Sở Lỵ công tác ở chính quyền thị xã, mẹ của cô ấy công tác ở cục tài chính thị xã. Ồ, bố của Tiểu Sở công tác ở chính quyền thị xã à? Triệu Quốc Đống ngẫm nghĩ một chút, trong bộ máy chính quyền thị xã không thấy nghe nói có người nào họ Sở, ngay cả văn phòng ủy ban và mấy phòng lớn cũng không có lãnh đạo họ Sở nào. Vâng, bố cô ấy là phó trưởng phòng tổng hợp bên dưới văn phòng ủy ban, cũng là một cơ quan lâu năm rồi. Lệnh hồ Triều tự nhiên minh bạch ý của sếp là muốn hiểu chi tiết cái bên dưới này. Phòng tổng hợp à, ồ, là một đơn vị không tệ, bưu điện chỗ Tiểu Sở cũng là một nơi tốt, một ngành nhà nước độc quyền, khá màu mỡ đó. Triệu Quốc Đống gật gật đầu rồi không hỏi thêm nữa, ngay cả trụ sở đảng ủy thị xã hắn còn ít đi thì bên ủy ban thị xã thì chẳng cần phải nói. Ngoài mấy chủ nhiệm phòng ban ở ủy ban thì cũng chỉ biết mặt một hai trưởng phòng bên dưới, chứ không qua lại gì nhiều. Đúng vậy, bí thư Triệu, công tác chỗ Sở Lỵ khá nhẹ nhàng nhưng bên lệnh hồ này thì vất vả rồi. Sở Lỵ thường xuyên oán trách lệnh hồ rằng anh ta gặp phải một ông sếp còn tàn khốc hơn hoàng đế áp bức nông dân, lệnh hồ sắp trở thành công nhân nô lệ rồi. Trải qua tiếp xúc một thời gian dài nên lệnh hồ Triều và Lục Nhị đều biết khi Triệu Quốc Đống làm việc thì rất nghiêm túc nhưng khi riêng tư thì lại hết sức tự nhiên. Không hề có kiểu cách lãnh đạo, nói chuyện cũng khá tùy tiện, thậm chí có đôi lúc còn có cảm giác nói chuyện như ở trong trường học, nghĩ lại cùng phải, tuổi tác cũng chỉ lớn hơn mình vài tuổi, vào đời cũng sớm hơn vài năm, tuy rằng va vấp với xã hội nhiều hơn nhưng nếu tháo cái khăn che trên mặt lãnh đạo xuống thì tự nhiên sẽ khôi phục bản tính. Thật sao, ấn tượng về một lãnh đạo như tôi lại ác liệt như vậy à? Triệu Quốc Đống cười tươi, gãi gãi đầu. Xem ra phản ánh về tôi không tốt rồi. Ngay cả người nhà người bên cạnh mình cũng thấy như vậy, tôi cảm thấy đây không phải là một hiện tượng tốt, được rồi, như vậy đi, lệnh hồ Triều, thứ bảy này cậu gọi Tiểu Sở tới, còn Lục Nhị nếu có bạn trai thì gọi tới, tôi sẽ bảo lão Bành giao xe cho tôi, chúng ta tới đập nước suối Phong Linh ở quận Đông Giang câu cá được không? Vừa có thể đi chơi xuân lại còn được hưởng thụ phong cảnh thác nước từ trên cao xuống, nghe nói bên cạnh đập nước suối Phong Linh có một quán ăn chuyên về cá rất ngon, nhất là món cá trình và các chạch kho, ừ. Mùi vị cá chạch kho rất độc đáo. Quế Toàn Hữu và Ngô Ứng Cương đều đã từng kể qua khiến tôi ứa cả nước bọt, chẳng qua là chưa có thời gian đi, thế nào, thứ sáu này chúng ta đi chứ? Coi như là lấy lòng lệnh hồ Triều và Lục Nhị một chút, kẻo tương lai lại có thêm người lại oán trách rằng người nhà cũng không cho phép. Đề nghị này của Triệu Quốc Đống lập tức được lệnh hồ Triều và Lục Nhị phụ họa đầy hứng khởi, đi theo Triệu Quốc Đống làm việc đúng là điên cuồng, chưa hôm nào tan việc đúng giờ. Có đôi khi 2-3 ngày hắn không gọi tới nhưng có những lúc thì hắn lại khiến cả tuần khó về nhà được một chuyến. Điều này làm cho lệnh hồ Triều và Lục Nhị lúc nào cũng ở trong trạng thái khẩn trương cao độ, bất cứ lúc nào cũng đều phải nghiền ngẫm ý nghĩ của sếp, thấy sếp sắp chú ý tới cái gì thì sau đó tự biết điều đi thu thập tư liệu và chuẩn bị cho tốt để khi cần có thể lấy ra trong thời gian ngắn nhất. Điều này khiến lệnh hồ Triều và Lục Nhị đều đồng bệnh tương lân, cho nên hai người cũng thường xuyên bù đắp cho nhau. Bất cứ lúc nào cũng nắm được động thái công tác của sếp. Cũng may Triệu Quốc Đống còn là người biết quan tâm, bình thường lên tỉnh công tác hay mỗi khi đi ra ngoài thì cũng không bảo bọn họ đi, một là để bản thân tự nhiên, mà mặt khác cũng cân nhắc cho hai người có thời gian giảm sóc. Hơn nữa về đãi ngộ thì Triệu Quốc Đống cũng không hề bạc đãi hai người, di động có thể coi là thứ đổ mốt nhưng Triệu Quốc Đống cũng bảo văn phòng quận ủy và ban quản lý khu khai phát cấp cho hai người, đồng thời chi trả luôn cả tiền điện thoại. Vinh hạnh đặc biệt này cũng khiến không ít người phải đỏ mắt, thậm chí còn có không ít phản ứng. Trên hội nghị Vương Ích đã kín đáo tỏ vẻ vấn đề này không thỏa đáng nhưng Triệu Quốc Đống lại gánh chịu vấn đề này một mình, kiên quyết không thay đổi. Sau khi nghỉ ngơi một lát Triệu Quốc Đống lại bắt đầu công việc, hắn đã bắt đầu có ý tưởng thực hiện thành lập hệ thống bảo đảm an sinh xã hội nhưng do tư liệu chưa đầy đủ, nhờ có lệnh hồ Triều thu thập trợ giúp nên cũng viết được mấy ngàn chữ. Chẳng qua Triệu Quốc Đống cũng biết bút lực và văn từ của mình còn có hạn. Cần phải trau chuốt, gọt rũa, có hai người lệnh hồ Triều và Lục Nhị ở đây thì tự nhiên dễ dàng hơn nhiều. Một người là sinh viên tốt nghiệp xuất sắc khoa lịch sử Đại học Sư phạm An Nguyên,
một người là cây bút chuyên ngành tiếng Trung ở trường sư phạm Ninh Lăng, đối phó với loại công việc này đương nhiên chỉ là chuyện vặt. Nhất là khi Triệu Quốc Đống đã làm xong một bản thảo thể hiện ý đồ cơ bản và khung sườn, vấn đề còn lại chỉ là chỉnh sửa văn từ, dùng từ, đặt câu. Triệu Quốc Đống cũng đã làm một giới thiệu nguồn gốc xây dựng hệ thống bảo đảm an sinh xã hội và vấn đề tồn tại trước mắt của quốc gia với hai người, hắn cũng kết hợp một loạt chính sách mà Trung ương đưa ra năm trước cùng với việc tiến hành phân tích chính sách có khả năng được đưa ra sắp tới, sau đó mới kết hợp với quan điểm của mình và giới thiệu ý đồ của tác phẩm này. Lúc trước lệnh Hồ Triều chỉ biết Triệu Quốc Đống có khả năng muốn viết về phương diện này cho nên trong mấy ngày Triệu Quốc Đống lên tỉnh tham gia đại hội đại biểu nhân dân thì hắn cũng tận dụng thời gian bổ sung tri thức về phương diện này nên đối với tình hình thành lập hệ thống bảo đảm an sinh xã hội thì cũng có hiểu biết. Nhưng khi nghe thấy Triệu Quốc Đống đề xuất ý tưởng thành lập một hệ thống bảo đảm an sinh xã hội mang tính bao trùm thì vẫn cảm thấy có phần vượt trước thời đại, nhất là xây dựng hệ thống này đối với nông thôn thì lại là một đề tài mới chưa bao giờ được đề cập. Bí thư Triệu, quan điểm này của ngài có phải quá xa hay không? Ngay cả Lục Nhị cũng cảm thấy ý tưởng này của Triệu Quốc Đống có phần vượt quá thời đại. Hiện giờ ngay cả hệ thống bảo đảm an sinh xã hội ở thành thị mà còn chưa chân chính được tạo dựng, hệ thống bảo đảm an sinh xã hội dành cho công nhân viên chức cũng mới chỉ đề xuất một kế hoạch khung, nếu muốn thúc đẩy thì ít nhất cũng cần phải nhiều năm nữa mới có thể chân chính thực hiện. Giờ Triệu Quốc Đống lại đưa ra vấn đề kiến thiết hệ thống bảo đảm an sinh xã hội nông thôn thì khó tránh khỏi khiến người khác nghi ngại. Ừ, cũng có hơi xa nhưng nếu không đề xuất thì người bên trên sẽ không hiểu được tầm quan trọng của việc thành lập hệ thống bảo đảm an sinh xã hội được. Trong tương lai việc kiến thiết công trình này cũng có thể sẽ bị trì hoãn nhưng tôi chỉ hy vọng bản tài liệu này có thể thu hút được sự chú ý của một số học giả chuyên nghiên cứu về phương diện này. Rồi sau đó bọn họ sẽ điều tra sâu rộng và nhận ra tầm quan trọng, cuối cùng mới thúc đẩy hạng công tác này. Triệu Quốc Đống gật gật đầu. Tôi biết điều này cũng sẽ tạo ấn tượng không tốt với một vài lãnh đạo. Họ sẽ nghĩ tôi buồn lo vô cớ. Nhưng tôi cảm thấy chẳng việc gì phải sợ, chỉ cần có thể phát huy được một ít tác dụng để thúc đẩy thì cũng đáng. Chúng ta không thể suy tính hơn thiệt ảnh hưởng đến lợi ích bản thân suốt cả ngày được. Không dám làm sẽ chẳng làm nên được truy gì, thậm chí ngay cả dũng khí họ hét một hai tiếng cũng mất đi luôn. Lời của Triệu Quốc Đống khá thẳng thắn khiến hai người lệnh Hồ Triều và Lục Nhị trong lúc nhất thời đều không phản bác được. Có lẽ cũng chỉ có một lãnh đạo trẻ tuổi thì mới có được nhuệ khí như vậy. Nếu như nói tác phẩm này là do một học giả chuyên nghiên cứu về phương diện làm ra thì chỉ e là lãnh đạo sẽ cười trừ, nhưng nếu do một vị lãnh đạo cấp sở như Triệu Quốc Đống ký tên viết ra hơn nữa cách dùng từ đặt câu sâu sắc, sắc bén thậm chí có thể nói là giật gân, thì có khả năng chính là họa phúc khó lường. Bí thư Triệu nói không sai, vì sao hiện nay công tác kế hoạch hóa gia đình ở nông thôn khó làm? Ngoại trừ tư tưởng, tập tục đã thành thói quen được lưu truyền ngàn năm nay ở nông thôn Trung Quốc thì một trở ngại rất lớn đó là hệ thống bảo đảm an sinh xã hội ở nông thôn trống rỗng, nông dân về già thì làm gì bây giờ? Tuổi già sức yếu, không làm được việc nhà nông, cuộc sống không có chỗ dựa, có bệnh thì làm sao đây? Dẫn con gái tới vùng khác thì khi mình già thì sao? Tuy nói có thể đến nhà con rể nhưng nếu như bên đó là con trai độc nhất thì sao? Lệnh Hồ Triều cũng gật gật đầu. Thành lập hệ thống bảo đảm an sinh xã hội có thể phá vỡ trở ngại tâm lý của nông dân, công tác này có thể nói là quan hệ đến đại sự quốc kế dân sinh, thậm chí không phải chỉ một lãnh đạo trung ương vỗ bàn một cái là có thể giải quyết được, việc này cần phải có một quy hoạch cẩn thận, kỹ càng và lâu dài. Quyển 9, chương 18. Đây vốn là một đầu đề khá lớn, tôi cũng phải thừa nhận không mất 3 đến 5 năm thì không thể chân chính thực thi được. Nhưng đây là một phương hướng. Tôi hy vọng bản tài liệu này của tôi có tác dụng như dẫn lối như kiểu thả con săn sắt bắt con cá rô là cũng đủ rồi. Triệu Quốc Đống đương nhiên hiểu rõ việc thành lập và hoàn thiện hệ thống bảo đảm an sinh xã hội là một quá trình rất dài lâu, các đơn vị sự nghiệp hay xí nghiệp quốc hữu thì tương đối dễ dàng nhưng theo sự phát triển kinh tế thì hàng loạt xí nghiệp tư doanh, xí nghiệp đầu tư nước ngoài hòa trộn lẫn nhau để dần dần trở thành chủ thể trong hệ thống kinh tế toàn Trung Quốc. Cơ chế bảo đảm an sinh xã hội phải bao trùm được một bộ phận công nhân viên chức xí nghiệp thì không phải là chuyện đơn giản, hơn nữa còn có rất nhiều hộ công thương cá thể sẽ trở thành một bộ phận trong cơ chế này. Ngoài ra còn có một khoảng trống rất lớn đó chính là nhân khẩu ở nông thôn, hiện giờ có thể nói là chưa thể suy xét tới điểm này được. Nhưng nhân khẩu nông thôn Trung Quốc chiếm một bộ phận rất lớn, bọn họ đã cống hiến rất nhiều sức lao động để phát triển thành thị và công nghiệp nhưng lại không được hưởng thụ đãi ngộ xứng đáng. Nông thôn bất ổn thì quốc gia bất ổn, những lời này tuyệt đối chính xác với Trung Quốc, do đó Trung ương càng ngày càng coi trọng vấn đề tam nông,
chẳng qua đối mặt với áp lực phát triển kinh tế thì nếu muốn chuyển công tác trung tâm thành công tác nông thôn ngay lập tức thì không thực tế. Bí thư Triệu, ngài hãy bỏ cái này đi, nói không chừng sẽ gặp phải vô số ngọn sóng đánh vào đầu đó. Dựa vào mẫn cảm chính trị nên lệnh Hồ Triều cảm thấy bản tài liệu này Triệu Quốc Đống có phần mạo hiểm, hiện giờ toàn dân từ trên xuống dưới đều nói tới thời điểm phát triển kinh tế, anh đột nhiên xuất hiện nói rằng phải chú ý đến thể chế bảo đảm dân sinh ở mức cơ bản. Điều này quá đột ngột, nếu như là giới cao tầng nhìn xa trông rộng thì còn có thể lý giải, đằng này anh chỉ là một lãnh đạo cơ sở mà cũng đòi bàn luận viển vông, sẽ có người nghi ngờ anh thích thể hiện để náo động. Triệu Quốc Đống liếc nhìn lệnh Hồ Triều một cái. Tên này giờ cũng đã có chút ngộ tính, cũng đã học được cách nghe ngóng và phỏng đoán biến hóa trên tỉnh và trung ương rồi. Bài viết này của mình nhìn qua thì có vẻ là phụ họa với cách nói của Ứng Đông Lưu nhưng mà trực tiếp tiếp xúc mang tính thực chất, không thể so với lời nói hời hợt của Ứng Đông Lưu được, chỉ sợ khó mà thoát được chỗ tốt từ cấp trên. Chẳng qua mọi chuyện đều phải lo trước lo sau, thiếu quyết đoán thì cùng khó lọt vào mắt của lãnh đạo. Triệu Quốc Đống cũng đã sớm hiểu rõ ràng, bản thân mình cũng mới ngồi lên cái vị trí này. Không trông đợi lên chức trong thời gian ngắn được nữa, đã như vậy thì không bằng nói ra ý của mình, làm chuyện mà mình muốn làm. Hàn Độ ngồi trên ghế salon như có điều suy nghĩ, hắn đã đọc lại hai lần bài báo đẩy mạnh công khai thu thuế nông thôn và tăng cường giám sát tài vụ ở nông thôn theo hướng dân chủ, quan điểm bài viết rất mới mẻ và độc đáo. Từ việc chính quyền cơ sở tồn tại việc thiếu uy tín đối với quần chúng cơ sở một cách phổ biến, bắt đầu từ đủ nguyên nhân như yếu đuối, lỏng lẻo, chậm chạp. Phân tích mấy sai lầm lớn khi kiến thiết chính quyền cơ sở làm phức tạp tình hình trước mắt, đề xuất đẩy mạnh công khai hóa thu thuế nông thôn và giám sát theo hướng dân chủ hóa tài vụ nông thôn, đề xuất tăng cường sức gắn kết và sự tín nhiệm của chính quyền cơ sở, phải nói là trong tương lai gần an nguyên đương đại sẽ nhận được một bài báo tương đối sâu sắc. Tác giả ký tên là Triệu Quốc Đống, bí thư quận ủy quận Tây Giang, thường vụ thị ủy Ninh Lăng. Lão Phùng, lão cảm thấy bài báo này thế nào? Khá sâu sắc, có lý lẽ có căn cứ. Hơn nữa quan điểm rõ nét, luận cứ đầy đủ, tác giả là bí thư quận ủy cơ sở, đại khái cũng đã điều tra riêng về quan điểm này, rất có sức thuyết phục. Tôi cảm thấy có thể đưa lên làm tiêu đề trọng điểm trên tờ An Nguyên Đương Đại. Ngồi ở phía đối diện với Hàn Độ chính là Phùng Hoa Sơn, tổng biên tập tạp chí An Nguyên, ngày nay một tạp chí về Đảng Cộng sản, thái độ của hắn cũng khá dứt khoát. Tạp chí Đảng là một cơ quan của tỉnh ủy. Tuy rằng vẫn luôn chiếu cố đối tượng trọng điểm nhưng nói thật các bài báo trên tạp chí này mang tính thuyết giáo nhiều hơn, các thành thị bên dưới đều phản ánh chất lượng tạp chí này không tốt. Phùng Hoa Sơn vẫn luôn hy vọng trong thời gian mà mình đảm nhiệm tổng biên tập thì tạp chí này sẽ có điểm đột phá, đăng một vài bài báo có quan điểm mới mẻ, độc đáo mang hơi thở thời đại thì dù có thể dẫn tới một vài tranh luận nhưng hắn cảm thấy vẫn đáng giá. Ừ, tôi xem rồi, bài báo này đích xác rất được, rất có khả năng thu hút ánh mắt của người khác. Dù có chút lo xa nhưng nếu đã như vậy thì lão có gì băn khoăn không? Hàn Độ mỉm cười, Phùng Hoa Sơn này là một kẻ cáo già, vừa muốn có thành tích vừa sợ gánh trách nhiệm nên mới dùng đến thủ đoạn ấy. Chẳng qua tính mẫn cảm chính trị của tên này cũng khá cao, không hổ là một cây đại thụ đã lăn lộn mấy chục năm ở ban tuyên giáo. Ha ha, trưởng ban Hàn, bài báo này tốt thì tốt đấy nhưng cũng có chút vấn đề, đó là quá mẫn cảm, rất dễ phát sinh tranh luận. Hiện giờ ai cũng biết chính quyền cấp thôn có nhiều vấn đề, phép gia tộc, chế độ gia trưởng phong kiến, hiện tượng tê liệt, hiện tượng rỗng ruột, hiện tượng cứng nhắc, hiện tượng đen trắng lẫn lộn bộc lộ cũng không ít. Tác giả hẳn là cũng chú ý tới điểm đó nên mới có thể viết được bài báo này. Nhưng viết thì dễ nhưng muốn cải tiến công tác thì không dễ dàng gì. Tôi lo một khi đưa bài báo này ra thì sẽ dẫn tới không ít cộng hưởng, có khả năng sẽ mang tới một ít áp lực. Phùng Hoa Sơn cũng cười ha ha chuyển đề tài một cách tỉnh bơ. Gây nên cộng hưởng chứng minh bài báo này đã đánh trúng các tệ nạn của thời đại này, mang tới áp lực cũng là chuyện tốt, nếu mà không có áp lực thì liệu chúng ta có động lực để công tác hay không? Hàn Độ mỉm cười đầy phong độ. Nếu như bài báo này viết ra chỉ khiến độc giả đọc lướt qua thì cũng chỉ là nước sôi, không có giá trị dinh dưỡng. Còn nếu có dẫn tới sự chú ý của mọi người thì chỉ cần không đề cập tới vấn đề nguyên tắc thì chứng tỏ bài báo này có trọng lượng, có thể đạt được mục đích. Nói thì nói như vậy, nhưng trưởng ban Hàn à, văn phòng bài báo này có phần quá sắc bén, tôi đã tìm rồi, tác giả ký tên là Triệu Quốc Đống, thường vụ thị ủy Ninh Lăng, bí thư quận ủy quận Tây Giang, một bí thư quận nghèo khổ, có thể có được tầm nhìn và kiến giải độc đáo tỉ mỉ như thế thì cũng không dễ dàng gì. Chỉ có điều công khai thuế nông thôn và giám sát tài vụ là hai đề tài đều rất mẫn cảm, nhất là hiện giờ tỉnh ủy không có một kế hoạch rõ ràng nào,
tôi lo bài báo này không khéo lại chữa tốt thành xấu. Phùng Hoa Sơn thấy thái độ của Hàn Độ hết sức bình thản nhưng mà kiên định thì trong lòng khá an tâm nên nói một cách huyền chuyển. Cá nhân tôi cho rằng đây không phải là vấn đề, quan điểm chính xác, ý kiến đúng trọng tâm, kiến nghị khả thi, vậy vì sao không thể đăng báo? Văn phòng tạp chí đảng của tỉnh ủy cũng không nên cầu êm đềm, tự bản thân không thể kích thích sóng gợn thì chứng minh tạp chí này thiếu sức chiến đấu. Tôi không hy vọng An Nguyên ngày nay cũng đi theo khuôn sáo cũ của tạp chí đảng các tỉnh khác. Hàn Độ xua xua tay, thản nhiên nói. Vậy tôi đăng Nguyên Văn sao, trưởng ban Hàn. Phùng Hoa Sơn không ngờ thái độ của Hàn Độ lại kiên quyết như thế, vị trưởng ban tuyên giáo mới nhậm chức này không phải là một người cẩn thận dè dặt, mình còn tưởng rằng hắn sẽ phải cân nhắc một chút nữa. Đăng lên đi, tôi đề nghị còn có thể thêm một bài xã luận ngắn hoặc là lời của người ngoài biên chế nói như thế nào để thực hiện tốt đẩy mạnh công khai hóa thuế nông thôn và giám sát tài vụ cấp thôn theo hướng dân chủ. Tôi nghĩ năm nay chắc tỉnh cũng sẽ có động tác để nhằm tăng cường xây dựng chính quyền cơ sở cấp thôn, điều này có gì không tốt chứ? Xem như là hành động mang tính tiên phong đi. Hàn Độ bắt chéo hai tay đặt lên trên bụng. Lão Phùng, An Nguyên ngày nay nếu muốn có điểm đặc sắc thì không nên bắt chước theo lối mòn. Cách đây một thời gian Bí Thư Ninh khi nói với tôi về công tác tuyên truyền thì bảo rằng rất thích văn phong tờ Southern Weekend, Bí Thư cho rằng phong cách có gan khám phá này đáng để giới truyền thông, tuyên truyền An Nguyên chúng ta học tập. Đương nhiên ban tuyên giáo cũng phải nắm chắc mức độ, lão Phùng, tự lão hay cân nhắc một chút đi. Trưởng ban Hàn, phong cách tờ Southern Weekend sao có thể so với tạp chí đảng chúng ta được? Vậy không phải là lộn xộn sao? Phùng Hoa Sơn lắp bắp kinh hãi, lập tức nói ngay. Chẳng qua ý của Bí Thư Ninh thì chúng ta có thể để ý đến, phong cách làm báo của báo đảng, tạp chí đảng nên cải tiến theo thời đại, làm nổi bật được đặc điểm của bản thân mình. Ừ, lão Phùng, lão vẫn còn sáng suốt đo, ý của tôi và Bí Thư Ninh đều muốn thể hiện được đặc sắc của báo đảng, tạp chí đảng, đơn giản mà không bình thường, nghiêm cẩn mà không cứng nhắc. Lão Phùng, lão cũng là người làm lý luận nhiều năm, tôi tin lão có thể nắm chắc điểm này. Hàn Độ mỉm cười làm lộ rõ hàm răng trắng bóng. Tôi thấy lão Ung và lão cũng không khác nhau mấy, hai ngày trước tôi cũng đã thảo luận với lão Ung về phong cách làm báo của tờ Nhật báo An Nguyên, khi tôi thuật lại lời của Bí Thư Ninh thì vẻ mặt hắn cũng rất đau khổ. Ha ha, trưởng ban Hàn, đứng ở vị trí như tôi và lão Ung thì chẳng khác nào đứng trên miệng núi lửa. Nếu anh làm đứng đắn thì dù thiếu sự kích thích thì phản ứng bên dưới cũng bình thường, không có sức hấp dẫn, nếu bài báo anh đăng có chút sắc bén khách quan thì cũng được hoan nghênh nhưng chưa chắc lãnh đạo đã hài lòng. Toàn quốc có nhiều báo đảng cấp tỉnh như vậy thì tôi thấy cũng không ai dám xé rách lỗ hổng này ra. Phùng Hoa Sơn thở dài một hơi. Trưởng ban Hàn, làm tổng biên tập không dễ gì cả. Tiễn Phùng Hoa Sơn về, Hàn Độ đi hai vòng trong văn phòng, trên thực tế hắn cũng có phần do dự về bài báo đăng trên tờ An Nguyên ngày nay, cũng không phải bởi vì văn phong sắc bén của bài báo này, bản thân văn chương đã không có gì, đích xác là rất có tính tương lai và tính mũi nhọn. Nhưng mà lúc này đăng báo thì thường thường sẽ có một loại tư thái đầy ý vị. Bài phỏng vấn của Ứng Đông Lưu sau khi mới được bầu chọn làm chủ tịch tỉnh thì Hàn Độ tin chắc rằng bất kể là Ninh Pháp hay Triệu Quốc Đống thì cũng đều xem qua, thậm chí có rất nhiều đại biểu và cán bộ tham dự hội nghị đều xem qua đoạn phỏng vấn này. Ý tưởng tam quan của Ứng Đông Lưu rất thú vị nhưng theo Hàn Độ thấy thì tuy ý tưởng này tốt nhưng do đảng chính là người đứng đầu nếu như chỉ quan tâm riêng tới vấn đề dân sinh, vấn đề quần thể yếu thế mà bỏ qua vấn đề phát triển kinh tế rất quan trọng thì đó là một chủ tịch tỉnh không phù hợp, đương nhiên đây chỉ là nhận định sâu trong nội tâm của Hàn Độ. Triệu Quốc Đống lựa chọn thời điểm này để viết bài báo, hơn nữa còn phát biểu trên An Nguyên ngày nay. Liên tưởng đến mấy ngày trước trên tờ Quang Minh Daily, Quang Minh Nhật Báo có đăng bài cần thành lập một hệ thống bảo vệ xã hội chủ nghĩa một cách cấp bách cũng ký tên là Triệu Quốc Đống. Điều này khiến Hàn Độ có hơi khó hiểu. Chẳng lẽ Triệu Quốc Đống đã nhảy lên tuyến của Ứng Đông Lưu nhanh như vậy sao? Hắn không phải là môn sinh đắc ý của Thái Chính Dương à? Quyển 9, chương 19. Hàn Độ nghĩ đi nghĩ lại rồi cảm thấy chuyện này chắc là phải kết nối một chút. Ninh Pháp và Ứng Đông Lưu đều có cá tính rất mạnh, hiện tại Ứng Đông Lưu mới đến nên cũng bày tỏ khí thế chăm chỉ làm việc, chẳng qua chỉ là cho đúng thủ tục mà thôi. Một tỉnh lớn như An Nguyên, mấy chục triệu nhân khẩu, 14 thành thị. Nếu muốn dựa vào sức một cá nhân để kéo tỉnh An Nguyên lên thì rõ ràng là không thực tế, làm thế nào để tập hợp được lực lượng quần thể, hợp lòng hợp sức thì đó mới là căn bản. Khi Triệu Quốc Đống nhận được điện thoại của Hàn Độ thì đang ở tại hiện trường một sự kiện mang tính quần thể, cho nên vội vàng nói hai câu rồi cúp điện thoại. Lão Vân,
tình hình thế nào? Triệu Quốc Đống lạnh lùng, hai tay vắt ra sau lưng, trầm giọng nói. Không ngờ tình thế lại biến thành như vậy, hiện giờ vẫn đang còn gần 100 thôn dân cầm quốc, sẻng, xà beng chắc trước cửa nhà Khâu Đức Phú. Cảnh sát chúng tôi đã khống chế lối đi quanh nhà hắn nên y không thể chạy được, nhưng có nhiều thôn dân tụ tập phía trước như vậy thì một là lực lượng cảnh sát chúng ta lại không đủ, hai là lo nếu cứng rắn xông vào thì sẽ xuất hiện đổ máu. Môi của Vân Bạc cũng đã khô cả lại, vừa mới nhậm chức đã gặp ngay phải chuyện phiền toái này, đây cũng là một khảo nghiệm lớn đối với hắn. Đã báo cáo với Bí Thư Lam và Cục Công an thị xã chưa? Triệu Quốc Đống trầm ngâm hỏi. Bí Thư Lam đang họp, sau khi nhận được báo cáo của tôi thì đang chạy tới đây. Lạc Dục Thành đáp, đây là lần đầu tiên hắn gặp một cuộc kháng cự chấp pháp công khai với quy mô lớn như thế. Đội cảnh sát hình sự thuộc công an quận do mình nắm giữ không ngờ lại không bắt giữ được một kẻ tình nghi phạm tội. Trước kia cũng đã gặp loại chuyện này nhưng phần nhiều là người nhà đó có chút thân thích, nhưng khi thấy cục công an hành động thực sự thì đều mềm nhũn cả lại, nhưng tình cảnh hiện giờ lại không giống như thế. Cục trưởng Mã cục công an thị xã đã phái phó cục trưởng Lý Bân mang theo lực lượng tiếp viện tới đây, chắc là cũng sắp đến rồi. Vân Bạc nói xong thầm và vào miệng, hắn biết lời này lại dẫn tới phiền toái rồi. Ồ, cục trưởng Mã thật kiêu ngạo, một việc lớn như vậy ngay cả Bí Thư Lam còn đích thân tới hiện trường mà hắn còn có thể ngồi bình tĩnh như vậy à, chẳng lẽ cả tôi và Bí Thư Lam hai thường vụ thị ủy mà cũng không mời được vị đại thần đó sao? Triệu Quốc Đống nói một cách lạnh lùng, nhưng vẫn không lo lắng. Cục công an thị xã chi viện được bao nhiêu? 50 người, đều là cảnh sát đặc biệt, cộng thêm lực lượng cảnh sát quận chúng ta cũng không kém. Vân Bạc gật gật đầu. Tôi lo là nếu kéo dài đến tối thì có thể sẽ xảy ra vấn đề. Khâu gia là một thế gia vọng tộc, hơn nữa có rất nhiều thôn dân làm thuê bên ngoài, nếu để đến tối thì đại bộ phận người làm sẽ trở về, trong lúc nhá nhem nếu mà động thủ thì e là nguy hiểm còn lớn hơn nữa. Vân Bạc cắn răng nói. Lão Vân, ý của lão là. Triệu Quốc Đống híp mắt lại nhìn. Bí thư Triệu, do dự khi cần quyết định thì tất sẽ gặp loạn. Ý của tôi là chờ lực lượng tiếp viện của Cục Công an thị xã tới rồi quyết đoán ra tay, cứng rắn tiến vào bắt. Mặt Vân Bạc đỏ bừng lên, đối phương cũng có trên dưới 100 người, hơn nữa người nào người nấy cũng đều cầm vũ khí đủ loại, một khi phát sinh xung đột thì không thể tránh khỏi đổ máu. Đối với một cục trưởng Cục Công an như hắn mà nói thì chẳng khác nào đứng trên vách núi, bất cứ lúc nào cũng có khả năng sẽ trở thành tội nhân, nhưng nếu lúc này mà không chấp hành thì sĩ khí. Quân tâm vất vả mấy tháng mới tích lũy e là sẽ mất sạch, công tác sau này nếu muốn kéo lên thì còn khó khăn hơn. Dục Thành, anh cũng biết tình hình vụ án này, anh cảm thấy mức độ vụ án như thế nào? Triệu Quốc Đống khẽ gật đầu rồi chuyển đề tài cho Lạc Dục Thành. Như tôi từng báo cáo thì trên thực tế vụ án này xuất hiện trước khi Lão Vân đến, bởi vì vụ án quá phức tạp nên trước kia Viện Kiểm sát cũng đã tham dự, phải nói là một mô hình xã hội đen kiểu mẫu lũng đoạn thị trường vật liệu xây dựng điển hình. Khâu Đức Phú là một thành viên trọng yếu, chẳng qua hắn lại nắm giữ chức vụ trưởng thôn Thủy Nguyên, lại là đại biểu đại hội đại biểu nhân dân quận, ẩn giấu rất sâu, mãi khi điều tra vụ đến giai đoạn giữa thì mới dần dần bị bóc trần ra. Thôn Thủy Nguyên nằm sát bờ sông, giao thông rất thuận lợi, cũng là khu vực trọng điểm trong quy hoạch sau này của quận Tây Giang chúng ta. Nơi này vốn thuộc xã Thành Giao, nhưng 3 năm trước xã Thành Giao hợp nhất với phố Việt Tú. Khu công nghiệp Lâm Cảng trong quy hoạch quận sau này cũng có một phần bên này cho nên nhà máy địa phương chạy tới đây xây dựng tương đối nhiều. Nhưng một vấn đề phản ánh tương đối phổ biến ở đây chính là muốn động thổ thì nhất định phải sử dụng công ty kiến trúc mà thôn Thủy Nguyên giới thiệu, tất cả vật liệu kiến trúc đều bị mấy nhóm xã hội đen địa phương lũng đoạn. Tình hình này cũng đã có 2, 3 năm, nhà máy vì muốn nhanh chóng xây xong nên cũng chỉ đành nén giận, đám người kia cũng rất giàu hoạt. Tất cả hợp đồng chính thức ký tên đều có công chứng nên từ bên ngoài cũng không phát hiện được cái gì. Hơn nữa nếu anh không đáp ứng thì bọn hắn sẽ áp dụng đủ loại thủ đoạn, cho dù anh có tự mình tìm được công ty kiến trúc hay là vật liệu xây dựng thì chắc chắn không thể xây dựng bình thường được, và cuối cùng sẽ phải ngoan ngoãn nghe theo sự chi phối của bọn chúng. Khâu Đức Phú là một nhân vật trung tâm mấu chốt, bề ngoài thì hắn đóng vai trò trung gian, dắt mối nhưng trên thực tế hắn chính là quân sự bày mưu tính kế sau lưng. Trong tập thể này hắn gần như chỉ sau mỗi nhân vật lão đại. Lạc Dục Thành biết rất rõ ràng về vụ án đặc biệt này, lúc này sở dĩ không báo cáo với Triệu Quốc Đống một là do cảm thấy thời cơ chưa thích hợp, hai là không ngờ tình thế lại đột biến lớn như vậy cho nên cũng hơi bất an. Xưa nay vụ án dính dáng đến xã hội đen có rất nhiều, việc này cũng là bình thường, tôi thấy việc cục công an bắt người đã để lộ tiếng gió, e là trong nội bộ các anh có nội gián.
Lão Vân, qua việc này thì lão và Lê Túc phải nghiêm khắc chỉnh đốn đội ngũ, con sâu làm dầu nồi canh, tuyệt không thể để lại trong đội ngũ công an. Triệu Quốc Đống nói không hề khách khí. Dục Thành, về sau những vụ án kiểu này phải hết sức coi trọng, đằng sau những vụ án liên quan đến xã hội đen thì thường thường đều có nhân vật thâm sâu, bọn chúng có thể phát triển lớn mạnh đến như bây giờ thì anh cảm thấy một trưởng thôn có được năng lực lớn như vậy sao? Đạo lý tôi nghĩ anh và Lão Vân hẳn hiểu rõ hơn tôi. Lạc Dục Thành lặng lẽ gật đầu, trong lòng Vân Bạc thì đã hơi chắc chắn, Triệu Quốc Đống nếu đã nói như vậy thì hiển nhiên đã hạ quyết tâm, làm thuộc hạ thì chỉ sợ lãnh đạo Trần trừ không quyết đoán, cho dù là một quyết định qua loa tại hiện trường thì chỉ cần nhân viên xử trí lanh lợi một chút cũng sẽ mạnh hơn kẻ thất thường không có chủ ý. Giờ không nói tới việc này nữa, sau khi sẽ tổng kết kinh nghiệm giáo huấn, Mạc Vinh đâu? Lão Vân, lão đi gọi Mạc Vinh tới đây cho tôi. Triệu Quốc Đống xua tay. Hắn làm bí thư khu phố này như thế nào vậy hả? Giữa ban ngày ban mặt, cơ quan chấp pháp bị vây ở chỗ này mà hắn cũng không có lời nào sao? Hiện giờ lòng Mạc Vinh nóng như lửa đốt, trên địa bàn của mình xảy ra chuyện lớn như vậy thì hắn làm bí thư khu phố sẽ như thế nào? Mình đã sớm biết tên Khâu Đức Phú kia là một tai họa nhưng tên này có bối cảnh còn mình cũng không tốt cho lắm nên mới nghĩ cứ duy trì như vậy để giữ bình an, không ngờ lại xảy ra chuyện lớn đến như vậy. Tâm tư của Triệu Quốc Đống này không dễ suy đoán, nếu nói hắn thủ đoạn độc ác không kiêng kỵ gì sao Tiếu Chiêu Quý, Ngô Ứng Cương, La Minh cùng với Vương Lệ Mai vẫn còn sừng sững như núi. Nếu nói hắn nhân từ nhân nghĩa thiện lương thì sao cả đám Tiền Trì Quốc, Mã Chiêm Bưu, Lương Sùng Thái, Tôn Định Trung, Lý Hiểu Bình đều dắt tay vào tù, đám người Lôi Bằng và Đinh Cao Thọ châu bò như thế mà cũng phải ỉu xìu cuốn gói. Người này rất khó phán đoán, hắn cũng từng tới khu phố Việt Tú điều tra nghiên cứu. Đối với mình cũng hết sức tôn trọng và thân thiết, nhưng càng là như vậy thì Mạc Vinh lại càng thấy lòng rét lạnh, xã hội hiện giờ hơn phân nửa là khẩu Phật tâm xà, nói dịu dàng nhưng ẩn chứa dao găm, Mạc Vinh sợ nhất là loại người này. Thấy phó chủ nhiệm khu phố Trương Pháp Hải chạy tới với vẻ mặt dữ tợn, trong lòng Mạc Vinh lại càng hãi. Pháp Hải, chuyện gì vậy? Mẹ nó, đám người thôn Thủy Nguyên này đột nhiên trở nên đoàn kết, vốn mấy tên ở công ty Long Đằng trốn ở một bên giờ lại kích động trêu chọc. Ỷ có người đằng sau nên mới kiêu ngạo như vậy. Tôi thấy bọn hắn muốn làm ầm sự tình lên để bên trên ra mặt làm người hòa giải, bảo vệ Khâu Đức Phú lại. Vẻ mặt của Trương Pháp Hải rất dữ tợn, dáng người vốn đã cao to đầy sức mạnh, tóc thì lại không được mấy sợi, nhìn qua trông giống như một tên hòa thượng, trong tên này có hai chữ Pháp Hải, cũng là một trợ thủ đắc lực dưới trướng Mạc Vinh. Người bên ngoài, Mạc Vinh nhướng mày, cũng không hẳn, đều là người thôn Thủy Nguyên. Chẳng qua không phải người gốc tích ở đây, đều là thợ lấy tiền của công ty Long Đằng làm chân chạy nên lúc này tự nhiên được bố trí ở bên trong la hét thôi. Trương Pháp Hải thu một ngụm nước lớn. Lão đại, làm như nào bây giờ? Anh quen mấy tên kia sao? Mạc Vinh nhíu chặt mày. Quen thì có quen nhưng lúc này không có khả năng nghe lời tôi. Bố của Trương Pháp Hải là người thôn Thủy Nguyên, thôn này có ba nhà Khâu, Trương, Tạ là danh gia vọng tộc, quan hệ thông gia rất nhiều. Lão đại, ngài lo lắng cái gì, chuyện Khâu Đức Phú cũng không phải mới 1-2 năm, Khâu Đức Phú đã thành trưởng thôn bao nhiêu năm rồi. Ít nhất cũng phải 2 nhiệm kỳ, là đại biểu đại hội đại biểu nhân dân quận cũng 2-3 khóa, nếu có động cũng không tới lượt ngài mà. Cho dù là cái tên họ Triệu kia muốn nhân cơ hội này trừng trị ngài thì chỉ e là cũng không dễ chạm tới đâu. Hừ, nếu thực sự muốn động đến anh thì không phải quá dễ dàng sao? Mạc Vinh hừ lạnh một tiếng. Giờ anh cảm thấy nên làm như thế nào? Lão đại, anh sợ gì? Tôi thấy chuyện này chưa có kết quả, người bên kia làm ầm ĩ như vậy hiển nhiên là có chuẩn bị mà đến, có ý muốn chọc phá chuyện này, bên này thì lại muốn cứng rắn lao vào, nhất định sẽ xảy ra đại sự. Người thôn Thủy Nguyên thì tôi hiểu rõ, chỉ cần có tí rượu vào là chẳng thèm nghĩ ngợi gì hết, nếu thật sự mà đối kháng cộng thêm bên trong có người kích động thì tuyệt đối sẽ có chuyện lớn. Trương Pháp Hải cười lạnh lùng. Đến lúc đó tôi thấy cái tên họ Triệu kia đừng nói là tới thu thập ngài, ngay cả bản thân hắn cũng khó mà bảo toàn. Nào có đơn giản như anh nghĩ chứ? Mạc Vinh liếc nhìn Trương Pháp Hải một cái. Phải dùng cái đầu nghĩ xa một chút, Triệu Quốc Đống lên nhanh như vậy lẽ nào không có bối cảnh hay chỗ dựa gì sao? Cho dù là có đại sự xảy ra thì cũng chưa chắc đã kéo ngã được hắn, hơn nữa cho dù là có kéo ngã được hắn thì e là trước đó chúng ta cũng phải chôn cùng với hắn. Vậy giờ làm sao? Trương Pháp Hải ngẩn ra, miệng há to có phần nôn nóng. Còn phải nhìn xem. Mạc Vinh liếc nhìn bên kia với ánh mắt phức tạp.
xem ý của bọn hắn đi, anh ở đây chuẩn bị một chút, nếu quả thật phải giải quyết chuyện này thì anh phải nghĩ ra được biện pháp cho tôi. Lão đại, Trương Pháp Hải nói với giọng không cam lòng. Được rồi, cứ theo lời tôi nói, đi chuẩn bị đi. Tôi ăn muối còn nhiều hơn anh ăn cơm nên chẳng lẽ tôi còn không biết nặng nhẹ sao? Mạc Vinh lạnh lùng nói. Đều là kẻ cáo già, chúng ta mà đứng không thì anh cho là người ta không nhìn ra sao? Audio điện tử Võ Tấn Bền. Quyển 9, chương 20. Triệu Quốc Đống vẫn suy nghĩ chuyện hôm nay. Trong nội bộ công an quận có vấn đề là tất nhiên nhưng một trưởng thôn mà có thể làm lớn như vậy làm hắn có chút ngạc nhiên. Triệu Quốc Đống hiểu một chút về tên Mạc Vinh kia, y vẫn luôn công tác ở cơ sở, làm chủ tịch xã, bí thư rồi điều tới làm bí thư đảng ủy khu Việt Tú đã được 6 năm. Y coi như là một nhân vật có năng lực, bên ủy ban kỷ luật cũng nhận được vài phản ánh nhưng đều là mấy chuyện nhỏ nhặt. Đương nhiên bản thân Mạc Vinh cũng có chút vấn đề, ví dụ như tác phong làm việc. Chẳng qua không phát hiện đối phương lợi dụng chức quyền mưu lợi riêng. Về phần giúp đỡ thân tín là hiện tượng bình thường, Triệu Quốc Đống cho rằng chỉ cần không dính tới lợi ích cá nhân, không mua quan bán chức thì chuyện gì đều có thể chấp nhận. Bí thư Triệu, Mạc Vinh thở hổn hển chạy tới. Tình hình thế nào rồi anh? Triệu Quốc Đống xa sầm mặt nói. Vẫn thế, thôn dân đang rất kích động. Khâu gia là họ lớn ở thôn Thủy Nguyên. Khâu Đức Phú có thân phận cao trong họ, lại có tính cách trượng nghĩa. Lại là trưởng thôn kiêm đại biểu đại hội đại biểu nhân dân quận, cho nên y có uy tín ở thôn Thủy Nguyên. Bây giờ thoáng cái bị cơ quan công an vây bắt, thôn dân khó có thể chấp nhận. Mạc Vinh nhíu mày nói. Lâu như vậy rồi, sao cán bộ khu không làm tốt công tác giải thích? Bí thư chi bộ thôn đâu? Cán bộ khác của thôn đâu? Bí thư chi bộ thôn bị tiểu đường nên vào viện, các cán bộ thôn khác cũng đều ở hiện trường làm công tác tư tưởng nhưng hiệu quả còn chưa rõ. Thôn dân yêu cầu công an quận rút người về trước, để Khâu Đức Phú tự mình đến cơ quan công an phản ánh rõ ràng vấn đề, không thể dùng cách không phân biệt tốt xấu mà bắt người. Mạc Vinh khá bình tĩnh mà nói. Triệu Quốc Đống càng khẩn trương càng nói rõ hắn không biết cách xử lý. Hắn còn trẻ, tương lai còn dài nên sợ chuyện này ảnh hưởng đến việc lên chức của hắn. Như vậy y có thể lợi dụng nhược điểm này. Không biết tốt xấu, cơ quan công an điều tra có cần phải công khai với thôn dân không? Không được thôn dân đồng ý là không thể chấp pháp sao? Nực cười. Triệu Quốc Đống cười lạnh một tiếng. Lão Mạc, tình hình này ở thôn Thủy Nguyên rất không bình thường. Bộ máy thôn làm việc như thế nào vậy hả? Mạc Vinh run lên, tên này đúng là giỏi chọn vấn đề. Đảng ủy khu phải chịu trách nhiệm chủ yếu. Khi xây dựng bộ máy chính quyền thôn đã không làm tốt, đây là bạn học rất rõ ràng. Mạc Vinh đành phải nhận trách nhiệm. Bí thư Triệu. Bây giờ tâm trạng đối lập của thôn dân rất nôn nóng, tôi lo xảy ra chuyện, nếu có người gây chuyện thì sợ. Ngài xem, Mạc Vinh ra vẻ lo lắng mà nói. Sợ gì, trời sụp còn có cột trống. Triệu Quốc Đống cười cười nhìn Mạc Vinh mà nói. Anh cảm thấy bây giờ nên làm như thế nào? Cái này tôi khó mà nói, phải xem ý của lãnh đạo. Mạc Vinh mơ hồ cảm nhận ra lời nói không đúng của đối phương nên rụt cổ lại. Ồ, bảo anh nói thì cứ nói. Anh là quan phụ mẫu ở đây, coi như là đưa ra ý kiến cho chúng tôi tham khảo. Triệu Quốc Đống thản nhiên nói. Tôi chủ yếu lo nếu cục diện mất khống chế sẽ tạo thành đổ máu, như vậy chúng ta sẽ rất bị động. Thôn dân thôn Thủy Nguyên khá mạnh mẽ, nếu cưỡng chế như vậy thì dễ xảy ra chuyện. Tôi nghĩ hay là để cơ quan công an rút lui trước, sau đó do cán bộ khu, xã đến từng nhà làm công tác tư tưởng, tranh thủ để Khâu Đức Phú tự mình đến cơ quan công an trình báo. Mạc Vinh lấy bình tĩnh mà nói, y cảm thấy đối phương sẽ không xử lý loạn việc này. Bây giờ có vẻ lại trở nên bình tĩnh, xem ra đối phương xuất thân từ hệ thống công an không phải là lời đồn. Anh cảm thấy công an quận tổ chức lực lượng lớn như vậy mà bị thôn dân không biết rõ tình hình uy hiếp là xám xịt quay về sao? Vậy chúng tôi ăn nói như thế nào với dân chúng toàn quận? Lão Mạc, việc này không xử lý thì sẽ gây ra tranh cãi. Khâu Đức Phú là kẻ tình nghi phạm tội. Hơn nữa còn dính vào xã hội đen, tôi không nghĩ anh lại nhìn vấn đề như vậy. Triệu Quốc Đống lạnh lùng nói. Anh có cảm thấy là chỉ làm theo cách của anh mới giải quyết được vấn đề không? Triệu Quốc Đống nói như vậy làm Mạc Vinh hơi rối loạn. Bí thư Triệu, tôi chỉ lo chuyện mở rộng, xảy ra chuyện chứ không nghĩ nhiều như vậy. Triệu Quốc Đống hít sâu một hơi. Hắn còn muốn cho đối phương một cơ hội, xem Mạc Vinh có thể nắm chắc không? Lão Lạc. Anh sang bên kia xem bí thư Lam tới chưa?
Lạc Dục Thành biết Triệu Quốc Đống sợ có gì muốn nói với Mạc Vinh nên biết ý gật đầu nói. Được, Bí Thư Lam tới, tôi sẽ giới thiệu tình hình với Bí Thư Lam. Lạc Dục Thành rời đi làm không khí trở nên ngưng động. Triệu Quốc Đống xa sầm mặt lại. Lão Mạc, ở đây chỉ có tôi và anh, tôi không muốn đi vòng vo. Anh nói thật đi. Triệu Quốc Đống cười cười nói chuyện rất thân thiết như với người bạn lâu năm. Tôi không muốn đến Tây Giang, đây không phải tôi nói dối. Hoa Lâm mặc dù là huyện nhưng tôi làm ở đó thuận lợi hơn nhiều. Làm 1-2 năm cũng không kém gì Tây Giang, nhưng tổ chức đã phái tôi tới Tây Giang, tôi là đảng viên nên phải nghiêm túc chấp hành. Mạc Vinh lúc này cũng bình tĩnh lại, y biết Triệu Quốc Đống muốn ngả bài với mình. Nếu nói với thân phận của đối phương không cần làm như vậy, nếu muốn xử y thì chỉ vài giây là xong. Nhưng đối phương làm như thế này tức là có lý của nó. Tôi không có thành kiến gì với Bí Thư Trương Thiệu Văn. Bây giờ Trương Thiệu Văn như thế nào đó là do chuyện của tổ chức. Về phần cán bộ Tây Giang, tôi càng không có thành kiến. Con người tôi đối với việc, không nhằm vào người. Dù là đối với việc thì cũng có phân chia, nếu đó là vấn đề nguyên tắc thì không nói, nhưng chỉ là chi tiết thì tôi chú trọng sở trường của người hơn. Triệu Quốc Đống chắp tay sau lưng mà nói. Tình hình của anh thì tôi biết một chút, chẳng lẽ anh tự nhận mình như Tiền Chỉ Quốc, Mã Chiêm Bưu hay là Lý Hiểu Bình? Mạc Vinh run lên mà nói. Sao Bí Thư Triệu lại nói như vậy? Anh đừng nghĩ tôi không biết anh đang nghĩ gì. Xem một chút, xem chút nữa, cứ chờ như vậy, anh chờ gì? Sợ tôi chụp mũ cho anh, hay cảm thấy tôi không tin anh nên gạt sang bên? Triệu Quốc Đống cười nói. Mạc Vinh hơi nóng mặt mà nói. Bí Thư Triệu, tôi đâu có tâm tư này. Được rồi, tôi nói vào chuyện chính. Mạc Vinh anh ở khu nhiều năm. Mà khu này tôi chưa từng nghe thấy nó có hỗn loạn gì. Bây giờ xảy ra chuyện làm tôi rất ngạc nhiên. Triệu Quốc Đống rất bình tĩnh nói. Bí Thư Triệu, chẳng lẽ anh cảm thấy chuyện lần này có liên quan tới tôi? Mạc Vinh nghiêm túc nói. Cái này thì không phải. Tôi tin anh không làm như vậy. Nhưng anh là bí thư đảng ủy khu, anh chẳng lẽ không cảm thấy Khâu Đức Phú có chút vấn đề gì sao? Triệu Quốc Đống cười nói. Tôi đây nghi ngờ năng lực của anh. Mạc Vinh im lặng không nói. Tôi cũng hiểu chỗ khó xử của anh, nhưng tôi phải nhắc anh chuyện gì cũng có thể thỏa hiệp, nhưng nguyên tắc không thể dẫm đạp lên nó. Tôi tin anh hiểu được việc này. Triệu Quốc Đống lạnh lùng nói. Mạc Vinh im lặng một lúc rồi nói. Bí Thư Triệu, có chút tình hình do ngài vừa đến nên sợ là không rõ, hoặc là ngài chỉ thấy hiện tượng bề ngoài, không thấy ở cấp độ sâu hơn. Được rồi, lời anh nói thì tôi hiểu, nhưng tôi chỉ nói một câu. Vượt qua điểm mấu chốt là không thể chấp nhận. Triệu Quốc Đống nói. Nếu không đó chính là đảng không chịu trách nhiệm với dân chúng quận, sẽ mất tiêu chuẩn của cán bộ lãnh đạo. Ôi, Bí Thư Triệu. Mạc Vinh trong lúc nhất thời không biết nói gì, nhưng y có thể cảm nhận đối phương đang nói thật lòng, đồng thời cũng cảm nhận sự kiên quyết và cứng rắn của đối phương. Bây giờ không nói xa nữa, Cục Công an thị xã sẽ lập tức tới. Tôi đã bảo Vân Bạc chuẩn bị. Sau khi Bí Thư Lam tới tôi sẽ bàn một chút, ý của tôi là nhất định phải loại bỏ xu thế không tốt này, pháp luật nhất định cần phải được giữ gìn. Anh cũng suy nghĩ nên dùng cách gì mà phối hợp cơ quan công an bắt được Khâu Đức Phú. Triệu Quốc Đống gằn giọng nói. Tôi tin năng lực của anh có thể xử lý tốt việc này. Bí Thư Triệu, chuyện này không dễ xử lý, không nắm chắc sẽ loạn. Mạc Vinh vội vàng nói. Dễ xử lý thì tôi còn tìm anh làm gì? Không dễ xử lý là chúng ta lùi bước sao? Làm việc chẳng lẽ việc gì cũng thuận buồm xuôi gió sao? Cái này, Mạc Vinh suy nghĩ một chút, y nhận ra đối phương không có ý làm khó mình, có lẽ đây là cơ hội. Được, Bí Thư Triệu, nếu ngài đã quyết tâm thì tôi không nói nữa, tôi đi chuẩn bị. Mạc Vinh lúc này lại thấy dễ dàng hơn. Quyển 9, chương 21. Thấy Mạc Vinh đi tới, Trương Pháp Hải vội vàng đi lên đón rồi nói. Lão đại, sao rồi? Lát rồi nói, chuyện này anh thấy nên xử lý như thế nào? Khâu Đức Phú lần này nhất định bị xử lý rồi. Mạc Vinh lạnh lùng nói. Hả, phải bắt Khâu Đức Phú? Trương Pháp Hải không cho là đúng mà nói. Bọn họ thật sự muốn bắt thì vào mà bắt. Đây là chuyện của công an quận, chúng ta đứng bên họ hét là được. Làm loạn, bây giờ là lúc nào mà cậu còn nói như vậy với tôi? Cậu phải nghĩ biện pháp cài người công an quận đi vào. Thuận tiện khuyên Khâu Đức Phú, tốt nhất bảo y tự đầu thú đỡ bị nặng hơn. Mạc Vinh lạnh lùng nói. Xảy ra chuyện gì vậy?
sao anh đi một chuyến mà cách nói đã thay đổi rồi? Trương Pháp Hải có chút khó hiểu nhìn Mạc Vinh. Khâu Đức Phú nếu dễ nói chuyện thì chuyện còn không phải sớm kết thúc sao? Y bây giờ làm như vậy chính là muốn tử thủ tới cùng. Bây giờ chính chủ còn chưa hiện thân, chúng ta sao phải ra mặt? Họ Triệu có giỏi tự mình đi xử lý, chỉ nói miệng có giỏi mẹ gì. Cậu biết gì, đầu cậu là đầu lợn à? Cậu định làm cái chức này cả đời sao? Mạc Vinh có chút tức giận mà nói. Vừa nãy Bí Thư Triệu nói chuyện thật tâm với tôi, cả về công về tư thì chuyện này chúng ta cần phối hợp với quận xử lý. Cậu đi bố trí đi. Cả công và tư. Trương Pháp Hải gãi gãi đầu rồi khó hiểu hỏi. Về công chúng ta chỉ cần hỗ trợ, về tư càng không cần phải nói. Vừa nãy họ Triệu có phải không cho anh nói gì, chẳng lẽ anh chúng ta và tin hắn? Hừ, đừng nói nhảm, tôi có lý của mình, còn cần cậu dạy tôi. Mạc Vinh cũng biết thái độ của mình thay đổi quá nhiều khiến Trương Pháp Hải không rõ. Nói một câu, hôm nay cậu cần phải hỗ trợ cơ quan công an bắt Khâu Đức Phú, chuyện còn phải làm tốt. Bí thư Triệu khá hài lòng với công việc của khu, đây chỉ là việc ngoài ý muốn, cũng là thử thách năng lực của khu ta. Cậu hiểu ý tôi chứ? Không hiểu mấy. Trương Pháp Hải đúng là rất khó hiểu, không biết Mạc Vinh suy nghĩ cái gì. Được rồi, lão đại đã nói như vậy thì tôi còn có thể nói gì? Chẳng qua bây giờ chuyện không dễ xử lý. Chúng ta làm như thế nào giúp công an quận bắt người? Không chừng hỏng chuyện sẽ rơi xuống đầu chúng ta. Nói nhảm, cậu là người thôn Thủy Nguyên, Khâu Đức Phú nhiều lần mời cậu ăn cơm khiến cậu không biết mình họ gì sao? Lúc này cậu còn định lừa tôi ư? Mạc Vinh lạnh lùng nói. Đây là lúc rất quan trọng, biết không? Hôm nay chẳng những cậu phải tự lên, tôi cũng thế. Chuyện chẳng những phải làm mà còn phải làm đẹp, tỏ năng lực của cậu, hiểu không? Bí thư Triệu đang đứng sau nhìn chằm chằm đó. Trương Pháp Hải nhìn chằm chằm Mạc Vinh mà nói. Lão đại, anh yên tâm vào họ Triệu như vậy sao? Yên tâm hay không thì qua việc này mới biết, cậu không thử sao biết thật giả, nông sâu. Được rồi, coi như tôi cũng chỉ có thể nhét mình vào túi tiền của anh là được, đây đúng là việc khó mà. Trương Pháp Hải cười khổ nói. Hừ, đừng nghĩ tôi không rõ cậu tính toán gì, tôi nói với cậu, lầm quan của đảng. Cậu phải đi tới vào lúc quan trọng, cái gì nhân tình, cái gì tình người lúc này phải bỏ sang bên, nếu không lãnh đạo dựa vào gì mà cần cậu. Năng lực, bản lĩnh, cậu dám xông lên đánh, lãnh đạo mớ thấy được. Nhiều người muốn làm quan, cậu không biểu hiện thì ai biết là ai. Mạc Vinh hừ một tiếng. Tình hình thôn Thủy Nguyên thì cậu hiểu rõ hơn tôi không tin cậu còn không có một đám người ở thôn Thủy Nguyên. Khâu Đức Phú là trưởng thôn có năng lực như vậy, cậu làm trên khu chẳng lẽ còn thua hắn. Lão đại, nói không thể nói như vậy, tôi đã ra khỏi thôn Thủy Nguyên bao năm rồi. Trương Pháp Hải gãi đầu nói. Khâu Đức Phú là địa đầu xà. Được rồi, cậu đừng giở trò trước mặt tôi. Mạc Vinh xua tay nói. Cậu mau bố trí người, suy nghĩ xem nên làm như thế nào. Tốt nhất đừng đổ máu. Không đổ máu thì hơi khó, đám người thôn Thủy Nguyên đều rất ngoan cố. Trương Pháp Hải thở dài một tiếng. Tôi phải bố trí một chút. Còn phải tìm cơ hội. Phải nhanh, Bí thư Triệu là người trẻ tuổi, không quá nhẫn nại. Đặc công của Cục Công an thị xã cũng lập tức sẽ tới. Triệu Quốc Đống và Lam Quang bàn bạc, mà Lạc Dục Thành, Mạc Vinh và Trương Pháp Hải lại khẩn trương nghiên cứu phương án khả thi. Trương Pháp Hải cũng hay gọi điện ra ngoài bố trí. Triệu Quốc Đống nhìn thấy đã là 4 giờ chiều, hắn có chút lo lắng. Đông đảo thôn dân đang cầm cuốc, xẻng trong tay nhìn chằm chằm vào bọn họ. Mạc Vinh đã nói chuyện với Khâu Đức Phú, yêu cầu y đầu thú nhưng đối phương đây là có chỗ dựa nên không động đây. Còn nói cùng lắm tử thủ đến cùng. Lam Quang cũng lo cục diện mất khống chế. Cảnh sát nếu mạnh mẽ tiến vào thì sẽ xung đột với đối phương, không chừng sẽ có đổ máu. Quốc Đống, có nắm chắc không? Lam Quang mặt đang rất khó coi. Bí thư Lam, chuyện này ai có thể nắm chắc chứ? Triệu Quốc Đống bây giờ lại bình tĩnh. Hắn tin Mạc Vinh có thể ngồi yên ổn ở khu vực phức tạp nhất Tây Giang 5-6 năm, nơi đây không xảy ra chuyện gì lớn thì cũng có bản lĩnh. Tôi đã gọi cho Bí Thư Kỳ yêu cầu phải đảm bảo không có xung đột quy mô lớn và đổ máu. Lam Quang thở dài một tiếng mà nói. Chỉ một câu không thể hành động sơ sẩy, ảnh hưởng đến ổn định xã hội. Kỳ Dư Hồng có lời đồn sẽ đi, chuyện này sao lại xảy ra vào lúc này? Nếu như mà quá khó khăn thì không chừng Kỳ Dư Hồng sẽ ra lệnh rút quân. Cái này phải xem thế nào đã.
có lãnh đạo thì coi trọng mưu rồi động, có lãnh đạo thì lại coi đó là sơ sẩy. Triệu Quốc Đống cười hì hì nói. Bí thư Lam, tướng bên ngoài thì có thể không nghe lệnh vua mà. Lam Quang nhìn Triệu Quốc Đống mà nói. Cậu nói thì dễ, xảy ra chuyện thì hai chúng ta chỉ có nước bị lãnh đạo mắng chửi. Vậy cũng còn tốt hơn là bị quần chúng chửi bới sau lưng. Triệu Quốc Đống không thèm để ý mà nói. Ha ha, cậu còn trẻ, có thể ngã một lần rồi đứng dậy. Quang ca này ngã một lần là gãy xương đó. Ừ, cố gắng xử lý cho tốt là được. Triệu Quốc Đống nhìn đồng hồ rồi nói. Tôi đi xem chuẩn bị thế nào rồi. Trương Pháp Hải đề nghị đợi thêm một tiếng là đến 5 giờ. Đến 5 giờ là có không ít bà chủ gia đình phải nghĩ đến việc về nhà nấu cơm, không còn kiên định nữa, khi đó có hành động thì sức chống cự không còn mạnh. Dù sao cũng không ai muốn trực tiếp đối đầu với cảnh sát. Thôn dân ra ngoài làm thuê bình thường đều là 6, 7 giờ tối mới về, hành động chính thức cũng chỉ mất nửa tiếng mà thôi. Triệu Quốc Đống nghe Mạc Vinh và Trương Pháp Hải bố trí như vậy thì thấy có lý. Nhất là nghe Mạc Vinh và Trương Pháp Hải sẽ dẫn theo cán bộ khu, thôn cùng phối hợp cảnh sát hành động thì có chút ngạc nhiên. Chẳng qua như vậy thì ổn thỏa hơn. Một đám cảnh sát chạy tới với khí thế dọa người. Bọn họ cầm loa kêu gọi thôn dân lập tức về nhà, nếu không cảnh sát sẽ có hành động kiên quyết. Vân Bạc cũng cảm thấy một vài thôn dân có chút lo lắng. Bọn họ đã đứng đây cả chiều, hơn nữa cảnh sát có khí thế mạnh như vậy làm bọn họ mất khí thế lúc trước. Lên! Vân Bạc vung tay lên, cán bộ thôn và khu Việt Tú đi trước, phía sau là mười mấy cảnh sát vũ trang tiến về phía thôn dân, trong nháy mắt đã làm thôn dân hỗn loạn. Nhưng chỉ tiến được vài bước thì thôn dân đã có phản ứng, bọn họ chèn vào giữa, vung xẻng lên. Ôi! Một tiếng kêu thảm thiết vang lên, một tên đầu chọc đứng ở trên đầu hai tay ôm đầu, máu chảy xuống, cục diện đột nhiên trở nên khẩn trương. Quyển 9, chương 22. Mọi người nhìn vào tên thanh niên đang ôm đầu kia, cuối cùng có người tức giận nói. Mẹ nó chứ, Khâu Thiết Lưu, Hải ca đến làm việc, Khâu gia các người dám đánh Hải ca. Còn không nó lý, còn biết pháp luật là gì không? Đúng thế, mẹ nó chứ, Trương gia bọn tao còn hò hét giúp bọn mày. Hải ca còn không ngừng nói giúp Khâu Đức Phú trước mặt bí thư Mạc và công an quận. Khâu gia các người dám đánh Hải ca, chẳng lẽ nghĩ Trương gia tao không có người hả? Khâu gia bọn mày giỏi nhỉ, ngay cả người Trương gia tao cũng dám đánh. Một loạt tiếng la hét vang lên, ngay cả cảnh sát cũng phải đi chậm lại. Không phải, bọn tao không có. Đông Phật, thật không phải bọn tao mà. Một tên vội vàng kêu lên. Bọn tao sao dám đánh Hải ca? Không phải, vậy đầu Hải ca bị anh đánh, chẳng lẽ là người Tạ gia? Bọn họ điên rồi sao? Hay là bọn tao hay cảnh sát? Mẹ nó chứ, Hải ca là phó chủ nhiệm của khu. Tốt xấu của là lãnh đạo, Khâu gia bọn mày kiêu căng nhỉ, chuyện gì cũng dám làm, ai cũng dám đánh, tao thấy bọn mày muốn làm phản hả? Một người đàn ông trung niên đi lên nhìn vết thương của Trương Pháp Hải rồi tức giận nói. Người Trương gia không xen vào, về thôi, Khâu gia bọn mày muốn đánh nhau với cảnh sát, chính quyền thì tự mình đánh đi. Đông Phật, Hải ca, thật không phải Khâu gia làm mà. Chẳng lẽ nói do Tạ gia tao đánh Hải ca? Nực cười. Liên quan mẹ gì đến Tạ gia mà phải đánh Hải ca? Một người cầm xẻng trong tay tức giận nói. Đi, người Tạ gia về, đấu với chính quyền thì để Khâu gia làm, ông không ngu. Mọi người về nhà đi, đấu với chính quyền không thể làm, mau về đi. Trương Pháp Hải lau vệt máu trên trán, còn ra vẻ muốn ngăn cảnh sát xông lên. Tôi bị thương không sao, nhưng đừng để người nhà mình không yên tâm, vi phạm pháp luật là tội lớn, mau đi đi. Hai người này vừa lên tiếng, khí thế của thôn dân liền giảm đi nhiều. Vân Bạc thấy thế thì cười thầm trong lòng, vội vàng vung tay cho cảnh sát xông lên. Trương gia, Tạ gia thấy thế liền bỏ vũ khí trong tay xuống, tản đi, mà Khâu gia lại bị cảnh sát xông tới nên sợ hãi, có người bỏ chạy, có người lặng lẽ lẻn vào hàng ngũ hai nhà kia mà rời đi. Triệu Quốc Đống và Lam Quang đứng ở chỗ cao thấy thế thì đều thở phào nhẹ nhõm. Triệu Quốc Đống thuận tay cầm bộ đàm mà nói. Vân Bạc. Thu được mời trả lời. Tôi là Vân Bạc, mời bí thư Triệu nói. Bố trí người của anh ngoài việc bắt Khâu Đức Phú thì vài người khác cũng phải bắt hết. Triệu Quốc Đống trước đó đã bàn với Vân Bạc, nếu tình hình kém thì chỉ bắt mình Khâu Đức Phú là được, tình hình tốt thì phải bắt cả mấy tên kích động dân chúng. Bây giờ khí thế đối phương đã mất, thời cơ tốt như vậy sao có thể bỏ qua? Tôi hiểu. Vân Bạc vung tay, cảnh sát lao vào bắt người.
Khâu Đức Phú gần như không hề có sức phản kháng đã bị bắt, mấy tên kích động dân chúng cũng bị cảnh sát bắt. Đến lúc này tình hình đã không còn gì phải lo lắng. Quốc Đống, không ngờ vị bí thư Mạc Vinh này đúng là có bản lĩnh. Tôi cũng thấy đây là việc khó giải quyết mà họ giải quyết nhanh như vậy. Khu Việt Tú đúng là có sức chiến đấu, đương nhiên Vân Bạc bố trí cũng giỏi. Lam Quang cười ha hả nói. Tôi vừa báo cáo với bí thư Kỳ rất hài lòng và yêu cầu thực hiện nốt công việc còn lại. Yên tâm, tôi đã bảo Mạc Vinh mang theo cán bộ của khu và thôn tổ chức làm công tác tư tưởng. Triệu Quốc Đống ngồi trên chiếc xe Nissan mới tinh của Lam Quang. Cục công an thị xã ngoài hai xe Việt dã còn có vài xe khác, trên thực tế nhiều xe được lắp ráp trong nước. Mã Nguyên Sinh vì cải thiện quan hệ với đảng ủy chính pháp nên chủ động đưa xe Việt dã mới tinh cho đảng ủy chính pháp, đồng thời cũng đổi xe Audi cũ cho Lam Quang. Xe này được đó. Triệu Quốc Đống nhìn xe rồi nói. Chắc chắn, đi thoải mái. Chẳng qua hơi ăn dầu. Lam Quang cũng rất hài lòng với xe này. Không nhiều, xe động lực cao thì anh mong nó tiết kiệm xăng sao. Nhật Bản còn lo tiết kiệm xăng dầu đó, nếu là của Mỹ thì đốt xăng hơn nhiều. Triệu Quốc Đống cười nói. Mã Nguyên Sinh đúng là bỏ được, xe này phải 300 ngàn. Lam Quang cười cười không nói. Y biết Triệu Quốc Đống không hài lòng với Mã Nguyên Sinh. Bây giờ Mã Nguyên Sinh cố gắng làm tốt quan hệ với y cũng không còn làm căng như trước nữa. Tối nay bố trí thế nào? Tôi nghe anh ra chiêu, tôi làm chủ. Triệu Quốc Đống suy nghĩ một chút rồi nói. Mời cả Cục trưởng Lý và Chính ủy Trần nữa. Cục trưởng Lý Bân thì tôi không quá quen, Trần Lôi thì tôi quen, bên này tôi gọi cả Vân Bạc, Lê Túc và Mạc Vinh đi. Hôm nay vất vả, coi như mọi người có thể hoàn thành tốt công việc. Quốc Đống, công an quận vừa bắt được mấy người, nghe nói là người của công ty xây dựng Long Đằng. Lam Quang suy nghĩ một chút rồi nói. Ừ, nghe nói là người do công ty xây dựng Long Đằng phái tới, chẳng qua chỉ sợ công ty xây dựng Long Đằng không chịu thừa nhận. Triệu Quốc Đống dựa lưng vào ghế mà nói. Không có bằng chứng thì có thể làm gì, mấy nhân viên làm thuê tạm thời, công ty xây dựng Long Đằng không thừa nhận thì làm gì được bọn họ. Công ty xây dựng Long Đằng này xem ra cũng kiêu căng đó. Không ngờ dám chống đối ngang nhiên như vậy, lần đầu tôi gặp đó. Kiêu căng hay không anh còn không biết sao. Khâu Đức Phú miễn cưỡng coi là một lực lượng, không có bọn họ ngăn cản thì đám người công ty xây dựng Long Đằng dám làm như vậy sao? Triệu Quốc Đống cũng biết sau lưng công ty xây dựng Long Đằng là ai, chẳng qua mọi người đều mắt nhắm mắt mở coi như không biết mà thôi. Hôm nay chúng ta bắt người, xem nào, chắc tối đầy người gọi điện. Hừ, thích gọi cứ gọi, chúng ta không thể vì bọn họ gọi mà không dám bật máy mà. Lam Quang cười lạnh nói. Tôi muốn xem bọn họ nói như thế nào về việc hôm nay. Không ngoài suy đoán của Triệu Quốc Đống, lúc ăn cơm dù là Vân Bạc, Lê Túc, Lý Bân hay là Lạc Dục Thành đều nhận được mấy cuộc điện thoại. Nội dung đều hỏi về Khâu Đức Phú và công ty xây dựng Long Đằng. Khâu Đức Phú bị bắt, cảnh sát lục được hai khẩu súng và một đống thuốc nổ. Bị tình nghi lưu giữ súng ống trái phép. Mặc dù Khâu Đức Phú kiên quyết phủ nhận nó là của mình nhưng không quan trọng, có vật chứng là đủ rồi. Chẳng qua dù là Lam Quang hay Triệu Quốc Đống đều không nhận được điện khiến hai người có chút tò mò. Chẳng qua nghĩ thì thấy bây giờ còn chưa vào giai đoạn quan trọng, chưa đến lúc ngả bài. Ăn xong, Mạc Vinh đưa Triệu Quốc Đống ra cửa. Triệu Quốc Đống thấy Mạc Vinh có chút lo lắng thì biết đối phương đang không yên tâm. Sao phải nhăn nhó như vậy? Tôi nói rồi, trời sụp còn có cột trống, anh sợ gì? Không chỉ là hôm nay lộ mặt khiến anh sợ khó giải quyết về sau đó chứ. Đây là công việc anh cần làm, không ai có thể nói được gì. Nếu ai hỏi thì anh nói tôi yêu cầu anh trực tiếp tham gia là được. Bí thư Triệu, tôi không lo việc này. Ha ha, nói thật tôi ở cấp này thì bên trên muốn cha cũng phải tìm ngài, không tới đầu tô. Chẳng qua Khâu Đức Phú và công ty xây dựng Long Đằng cũng có chút thân phận. Tôi lo lần này không xử lý được bọn chúng, càng làm bọn chúng thêm kiêu căng. Mạc Vinh lắc đầu nói. Điểm này anh không cần lo. Đám người Vân Bạc dám bắt Khâu Đức Phú, như vậy không có bằng chứng là không được. Công tác chuẩn bị đã làm tốt, chẳng qua anh cần chuẩn bị tư tưởng. Thôn Thủy Nguyên vừa vặn nằm trong quy hoạch khu công nghiệp Lâm Cảng của quận, ngoài ra còn dính tới hai thôn nữa. Khu công nghiệp rất nhanh đưa vào xây dựng, thu hồi đất là rất nhiều. Trước khi ban quản lý khu công nghiệp được thành lập thì tất cả công tác giải tỏa, xây dựng đều do khu gánh vác. Quyển 9, chương 23. Triệu Quốc Đống lên đến An Đô đã là giữa trưa hôm sau.
lúc trước hắn gọi cho Hàn Đông, Hàn Đông bảo hắn đến nhà Hàn Độ dùng cơm. Điểm này làm Triệu Quốc Đống có chút do dự. Hắn không muốn để Hàn Độ hiểu lầm, nhất là hắn cảm thấy gặp Hàn Đông là rất nguy hiểm. Hắn càng không muốn người ngoài hiểu lầm mình và Hàn Đông có quan hệ mật thiết. Trong điện thoại, Hàn Đông hình như có gì đó không thể nói rõ. Điều này làm Triệu Quốc Đống không nhịn được phải thừa nhận. Hàn Độ không ở trong khu dành cho thường vụ tỉnh ủy, y vẫn ở nhà của khu tập thể thị ủy An Đô. Bành Trường Quý đưa Triệu Quốc Đống và Hàn Đông đến cửa sau khu nhà rồi rời đi. Hôm nay bí thư Triệu đi cùng cô gái này có vẻ khác. Tuổi tương đương bí thư Triệu, hơn nữa bí thư Triệu có vẻ lo lắng khiến Bành Trường Quý rất ngạc nhiên. Trong ấn tượng của y, Triệu Quốc Đống cho đến bây giờ trước mặt phụ nữ đều cười nói vui vẻ, sao lại căng thẳng trước mặt cô gái này vậy? Bành Trường Quý không dám hỏi linh tinh, y theo Triệu Quốc Đống vài năm, Triệu Quốc Đống tin y là do không bao giờ nói chuyện riêng của lãnh đạo với người ngoài. Theo y nhớ, Triệu Quốc Đống ở Ninh Lăng là người khá cẩn thận, ngoài Trình Nhược Lâm ra thì không có người phụ nữ khác. Đương nhiên về An Đô thì y không rõ, nhưng y bình thường đều đưa Triệu Quốc Đống đến biệt thự Thiền Loan hoặc là Tân Giang Đình Viện. Triệu Quốc Đống về An Đô bình thường đều về đây, hơn nữa tần suất chênh lệch không nhiều. Y không rõ ở đâu mới là gia đình của Triệu Quốc Đống. Y thậm chí còn thấy Triệu Quốc Đống chạy xe của một người phụ nữ từ khu Thiền Loan đi ra, nhưng nhìn tuổi người phụ nữ này có vẻ hơn bí thư Triệu một ít. Còn bên kia thì Bành Trường Quý không rõ. Anh sợ gì, sợ nhị thúc em nuốt anh à? Hàn Đông nhìn chằm chằm Triệu Quốc Đống mà nói. Không phải, sợ em ăn anh đó. Triệu Quốc Đống thở dài nói. Tiểu Đông, em biết ý của anh mà, anh không muốn có hiểu lầm. Hiểu lầm gì, gọi anh đến là ý của nhị thúc em, mời anh một bữa là do anh là bạn em. Anh cho rằng một thường vụ thị ủy Ninh Lăng đáng để nhị thúc em mời tới nhà dùng bữa sao? Hàn Đông hừ một tiếng mà nói. Nói chuyện xong với trưởng ban Hàn xong, anh đi ngay. Triệu Quốc Đống bất đắc dĩ nói. Anh, trong mắt Hàn Đông hiện ra một tia gì đó, Triệu Quốc Đống thấy mà không đành lòng. Sao phải khổ như vậy? Nhưng hắn nếu nhẫn tâm một chút thì sẽ làm Hàn Đông tổn thương. Hàn Đông là cô gái kiên cường, nhưng nếu như bị tổn thương thì cả đời không quên. Triệu Quốc Đống không muốn như vậy. Được rồi, em biết ý của anh mà, anh chỉ không muốn sau này chúng ta không thể làm bạn. Triệu Quốc Đống vốn định vỗ mặt Hàn Đông nhưng cuối cùng đành dừng chuyển thành vai. Em là một cô em không thể xâm phạm trong lòng anh, làm cho anh thấy ấm áp. Hàn Đông xoay mặt đi và nói với giọng khàn khàn. Nhưng em không muốn làm em gái gì của anh. Triệu Quốc Đống không biết nói gì. Ăn cơm trong nhà Hàn Độ không đầy tiếng. Nhưng sau đó Hàn Độ nói chuyện với Triệu Quốc Đống hơn 2 tiếng. Hàn Đông không hỏi Triệu Quốc Đống nói chuyện gì với nhị thúc mình, mà Triệu Quốc Đống cũng không nói. Hai người ra khỏi nhà Hàn Độ liền khôi phục không khí trước đó. Triệu Quốc Đống đưa Hàn Đông đến cửa trụ sở thị ủy An Đô, sau đó trực tiếp rời đi. Hàn Độ không hỏi gì, nhưng từ nói chuyện, Triệu Quốc Đống có thể cảm nhận ra ý đồ của đối phương. Có thể ngồi trên vị trí thường vụ tỉnh ủy nếu là người bình thường thì lãnh đạo trung ương chỉ là kẻ mù. Đại biểu của công ty trách nhiệm hữu hạn thiết bị hút bụi Neo đã đến An Đô, Triệu Quốc Đống cảm thấy nhất định cần trao đổi một chút. Mặc dù người Đức có tính cách nói 102, nhưng y cảm thấy cần phải đẩy mạnh trao đổi để nhanh chóng ký hợp đồng. Triệu Quốc Đống cảm thấy nhất định cần phải tiến hành trước hội nghị kia chứng thực việc công ty trách nhiệm hữu hạn thiết bị hút bụi Neo đầu tư ở Tây Giang, còn phải dùng tốc độ nhanh nhất khởi động xây dựng trụ sở, chỉ như vậy mới miễn cưỡng thành điểm tham quan. Hoắc Vân Đạt cũng đang tích cực làm việc, hệ thống thương mại cũng đã đưa ra một điểm sáng, siêu thị tư nhân Phúc Mãn Đường không những là siêu thị lớn nhất của Ninh Lăng, hơn nữa ông chủ còn mở sang bên Vĩnh Lương, Thông Thành cùng Tân Châu. Lam Đại rất vui vẻ đi theo Triệu Quốc Đống đến khách sạn. Cô không ngờ Triệu Quốc Đống lại chủ động gọi điện cho cô, hơn nữa nói cần cô giúp. Điều này làm cô cảm thấy rất tự hào. Triệu Quốc Đống cảm nhận rõ sự vui sướng trong lòng Lam Đại. Hắn cảm thấy mình lại phạm sai lầm, không nên coi việc đơn giản là đơn giản. Bởi vì trong mắt Lam Đại thì có vẻ mỗi một việc của hắn đều mang theo sự phức tạp. Chẳng qua tiếng Anh lưu loát của Lam Đại chính là cây cầu nối giữa Triệu Quốc Đống và người Đức. Trình độ tiếng Anh của người Đức không kém, trao đổi với Lam Đại khá lưu loát. Triệu Quốc Đống có thể cảm nhận Lam Đại khá vui vẻ với bọn họ. Sau bữa ăn, Lam Đại gần như thành bạn của người Đức. Người Đức uống thì chỉ ở bia mới thể hiện đẳng cấp. Mặc dù Triệu Quốc Đống uống rượu tốt nhưng uống bia thì kém hơn. Quốc Đống,
Triệu Quốc Đống vừa từ WC đi ra, thậm chí chưa kéo hết khóa thì nghe thấy người gọi. Quốc Đống, thật là anh sao? Sao anh ở đây? Triệu Quốc Đống chỉ từ giọng nói đã nhận ra đối phương là ai. Tiểu Nguyệt, sao em lại ở đây? Em về từ bao giờ vậy? Triệu Quốc Đống vui mừng đến độ thiếu chút nữa lao tới ôm Khổng Nguyệt. Chẳng qua bia không mạnh bằng rượu khiến hắn vẫn khống chế được cảm xúc của mình. Đây là Khổng Nguyệt, tóc có vẻ dài hơn, mặt vẫn trắng nõn, dáng vẫn hiểu điệu. Em về được 2 tháng rồi, về trước Tết 1 tháng. Khổng Nguyệt rất vui mừng. Mặc dù sau khi về cô không chủ động liên lạc với Triệu Quốc Đống, nhưng không có nghĩa cô không nhớ hắn. Không đợi Triệu Quốc Đống đứng vững, Khổng Nguyệt đã chủ động lao vào lòng hắn. Cơ thể đầy đặn vào lòng, Triệu Quốc Đống có chút không thể khống chế mình, cơ thể bắt đầu có biến đổi. Khổng Nguyệt cũng nhận ra, cô ôm chặt rồi một lúc sau mới bỏ ra, sau đó trừng mắt nhìn hắn. Khó nhịn mà, Tiểu Nguyệt, thật đó. Trong mắt Triệu Quốc Đống đầy vẻ chân thành, tâm trạng kích động đã nuốt mất lưỡi của hắn. Lừa em. Khổng Nguyệt không khỏi run lên, mắt hạnh yêu kiều nhìn hắn. Cô muốn xoay đi nhưng Triệu Quốc Đống sao nhịn được. Hắn ôm cô, nâng cằm cô và hôn lên môi cô. Hai người cơ thể cảm nhận rõ ràng sức nóng từ đối phương truyền tới, tham lam mút lưỡi nhau. Tay Triệu Quốc Đống có chút không nhịn được đưa vào sau lưng Khổng Nguyệt, xuyên qua áo len, tiến vào trong cơ thể cô. Lam Đại có chút khó hiểu sao Triệu Quốc Đống đi WC lâu như vậy. Chẳng lẽ nôn, không phải, hắn mới uống vài chai bia mà. Còn có chính là điện thoại di động của Triệu Quốc Đống không ngừng vang lên, cô không nhịn được nghe hộ. Đối phương hỏi thẳng Triệu Quốc Đống ở đâu, cô có ý tốt nên nói. Đối phương có vẻ có việc gấp nên dập máy ngay. Quyển 9, chương 24. Sau một phen hôn nồng nhiệt, Triệu Quốc Đống và Khổng Nguyệt mới dần tỉnh táo lại. Khổng Nguyệt thậm chí cảm thấy bên dưới đối phương đang cao vút đâm vào người mình. Sau khi ra nước ngoài, Khổng Nguyệt đã chú tâm vào học nên cũng dần bình tĩnh lại. Cô vốn nghĩ cắt đứt với quá khứ nhưng khi nghĩ đến Triệu Quốc Đống, cô lại không thể ngủ được. Nhất là khi ở Canada, cô mặc dù tìm một công việc nhưng cảm thấy mình không thể nào dung nhập vào xã hội đó. Trong lúc này cũng xuất hiện một người đàn ông bên cạnh cô, nhưng đó chỉ là nhằm vào cơ thể cô. Khổng Nguyệt dù cô đơn đến mấy cũng không chấp nhận một người chỉ vì thỏa mãn nhu cầu sinh lý. Khoản tài chính đầu tiên để cô ra nước ngoài học là do Triệu Quốc Đống cấp, Khổng Nguyệt cũng không phải người không biết nhân tình, cô biết Triệu Quốc Đống không phải kẻ kém cỏi. Anh em nhà Triệu Quốc Đống có thể bỏ ra vài trăm ngàn thì mấy năm trước không phải người bình thường có thể làm được. Sang bên Canada, Khổng Nguyệt vừa học vừa tìm việc làm, theo tiếng Anh tăng lên, cuộc sống cũng dần tốt hơn. Nhưng cô vẫn thấy ở đó quá lạnh lùng, không thích hợp với cô. Thấy Triệu Quốc Đống vẫn muốn ôm mình, một tay còn luồn vào lưng quần mà đặt lên mông làm cô không thể kìm nổi mình. Quốc Đống, không được, ở đây không được. Mặt Khổng Nguyệt lộ rõ tình cảm, ánh mắt như nước làm Triệu Quốc Đống ngứa ngáy khó chịu. Triệu Quốc Đống cố lấy lại bình tĩnh rồi nói. Xin lỗi, anh sơ ý quá. Không, Quốc Đống, em không phải có ý đó. Khổng Nguyệt có chút khẩn trương, mặt cô nóng lên. Nhưng cảm thấy lời mình có khuyết điểm nên không biết nói gì cho tốt. Được rồi, đừng nói nữa, Tiểu Nguyệt, em bây giờ thế nào? Lúc này Triệu Quốc Đống đã hoàn toàn bình thường lại, hắn khẽ vuốt tóc cô mà nói. Cũng được, 2 năm rồi em không về mấy, 1 năm chỉ có thể về 1 chuyến. Tiền vé máy bay đắt quá. Khổng Nguyệt cười cười mà nói. Em vừa mới lấy được quyền ở lại Canada vĩnh viễn. Ồ, em định định cư ở đó. Triệu Quốc Đống cũng biết lấy quyền ở vĩnh viễn thì xin định cư dễ hơn, chẳng qua cũng cần thỏa mãn điều kiện nhất định. Em quen cuộc sống bên đó không? Khổng Nguyệt ngẩn ra, một lúc lâu cô mới nói. Em cũng không rõ, dù sao điều kiện bên đó cũng tốt, hoàn cảnh đặc biệt tốt, không khí tươi mát, dân cư thưa thớt, người Trung Quốc ở đó cũng không ít. Nhưng nếu nói là quen thì thấy bên đó có vẻ xa cách, sau khi làm việc xong lại thấy trống rỗng, bạn bè có vẻ rất nhạt. Triệu Quốc Đống gật đầu tỏ vẻ hiểu, người Trung Quốc ra nước ngoài công tác mặc dù rất nhanh thích ứng nhưng mà tinh thần muốn dung nhập vào thì không phải việc dễ. Rất nhiều người phải qua vài thế hệ mới có thể dung nhập. Nếu thấy khó có thể thích ứng thì em có thể đến Hong Kong hoặc là Singapore. Ừ, tốt nhất là Hong Kong, không khí bên đó em sẽ thấy không khác mấy so với đại lục. Triệu Quốc Đống không nhịn được mà nói. Em xem đã, em bây giờ còn chưa nghĩ xa như vậy. Khổng Nguyệt cười nói. Nụ cười trên mặt làm cho hắn cảm thấy cô vẫn như mấy năm trước. Đúng, sao anh lại ở đây?
Anh, công việc ạ, anh cùng mấy người bạn nước Đức ở đây. Bọn họ đầu tư ở chỗ anh làm việc, đang bàn thủ tục đầu tư. Còn em bây giờ ở đâu? Triệu Quốc Đống nói. Em có chỗ ở tại Ando, anh cũng biết bố mẹ em đã lên Ando mà, không còn ở nhà máy nữa. Khổng Nguyệt có chút xấu hổ mà nói. Nhớ lúc trước Triệu Quốc Đống cho cô một khoản tiền, cô bỏ ra một phần mua một căn phòng nhỏ cho bố mẹ ở Ando. Một người bạn của em từ nước Mỹ sang Trung Quốc du lịch, cho nên em tới thăm. Ồ, vậy vào ngồi với anh một chút, tiếng Anh của em không vấn đề gì chứ? Triệu Quốc Đống cười cười đi ra và nói. Ừ, nói chuyện thì không vấn đề gì, nếu không sao có thể sống ở bên đó. Khổng Nguyệt có chút đắc ý mà nói. Khi Lam Đại thấy Triệu Quốc Đống mang theo một cô gái xuất hiện thì rất ngạc nhiên. Cô tưởng rằng người trong điện thoại có thể tìm được Triệu Quốc Đống ở WC. Chẳng qua Triệu Quốc Đống vừa mở miệng nói thì cô biết không phải người phụ nữ kia. Tiếng Anh lưu loát của Khổng Nguyệt làm Lam Đại rất kinh ngạc, cũng làm cô thấy áp lực. Từ sự thân mật của Triệu Quốc Đống và Khổng Nguyệt làm cô cảm thấy bọn họ không chỉ là bạn học. Người Đức cũng rất hoan nghênh có thêm một cô gái xinh đẹp tham gia. Khổng Nguyệt cũng có chút tò mò với Lam Đại. Lam Đại nói tiếng Anh với trình độ cao, vừa nghe là biết là từ học viện chuyên nghiệp ra, không giống cô dựa vào giao tiếp mà có. Đây là bạn gái bây giờ của Triệu Quốc Đống. Không giống, ít nhất Triệu Quốc Đống và đối phương không thân mật và ăn ý, có vẻ mật thiết hơn quan hệ công việc bình thường. Chẳng qua trong mắt Lam Đại lộ ra một tia thù địch làm Khổng Nguyệt cảm thấy mình xuất hiện có lẽ uy hiếp tới đối phương. Khổng Nguyệt là người từng trải nên hiểu có ý nghĩa gì. Điều này làm Khổng Nguyệt đánh giá cao hơn về ánh mắt của Triệu Quốc Đống. Một cô gái xuất sắc như vậy đi đâu chẳng có nhiều người chú ý. Vậy mà còn không thể hấp dẫn Triệu Quốc Đống đúng là làm cô có chút kinh ngạc. Khi Hàn Đông vào quán liền liếc mắt cái là thấy Triệu Quốc Đống, cô gái kia nói đúng, Triệu Quốc Đống đúng là ở đây. Gần như là có cảm ứng, Khổng Nguyệt quay đầu nhìn vừa vặn chạm vào ánh mắt của Hàn Đông. Khổng Nguyệt, Hàn Đông, hai người ngày xưa là bạn thân thiết nhất nhưng bây giờ đã sớm không còn, nguyên nhân là vì Triệu Quốc Đống. Ánh mắt sắc bén như dao của Hàn Đông lướt qua mặt Khổng Nguyệt. Dừng lại một chút trên người lãnh đạo, sau đó nhìn qua Triệu Quốc Đống rồi quay về Khổng Nguyệt. Cô thoáng do dự một chút rồi nói. Vừa về à? Ừ, về được 2 tháng rồi, hôm nay trùng hợp gặp Quốc Đống ở đây. Khổng Nguyệt đứng lên cười nói. Đã lâu không gặp, Hàn Đông, cô vẫn đẹp và đầy sức sống như trước. Cô cũng vậy, ừ, không đúng, cô thay đổi một chút. Nói như thế nào nhỉ? Ừ, tự tin hơn. Hàn Đông hít sâu một hơi cố kìm cơn run ra trong lòng mình. Vậy ư, có thể được cô khen nên tôi cũng thấy tự tin hơn. Lam Đại cảm thấy hai người phụ nữ này có quan hệ không bình thường với Triệu Quốc Đống, hơn nữa hai người này có vẻ thù địch và cảnh giác lẫn nhau. Nhưng theo nói chuyện khiến sự thù địch và cảnh giác nhanh chóng tan ra, thay thế vào đó là tình cảm lâu ngày. Triệu Quốc Đống lúc này là kẻ xấu hổ nhất, Khổng Nguyệt và Hàn Đông gặp nhau vào lúc này. Mấy năm trước các cô vì hắn mà xa cách, bây giờ hắn cũng không biết nên hình dung về tình cảnh này như thế nào. Hàn Đông tham gia liền nói chuyện cùng Khổng Nguyệt, người lại Triệu Quốc Đống và Lam Đại bị ném sang bên. Mấy người Đức không ngại thêm một cô gái tham gia, vẫn uống bia, nói chuyện. Triệu Quốc Đống đưa Hàn Đông và Lam Đại về nhà thì mới có thể thở phào nhẹ nhõm. Cuộc gặp mặt hôm nay làm hắn đổ mồ hôi, nhưng hắn thấy Khổng Nguyệt và Hàn Đông cũng vui vẻ, có lẽ là cảm thấy tất cả đã trôi qua. Điểm này làm Triệu Quốc Đống yên tâm đôi chút. Điện thoại di động vang lên, là Hàn Đông gọi tới. Quốc Đống, anh ở đâu? Anh đang trên đường. Anh về đâu? Về nhà. Triệu Quốc Đống nói. Hay là anh đến chỗ em? Hàn Đông có vẻ như đã hạ quyết tâm. Như vậy không tốt. Triệu Quốc Đống cười khổ một tiếng mà nói. Anh đến chỗ Khổng Nguyệt. Em sao lại phải quan tâm tới việc này? Triệu Quốc Đống không nhịn được lắc đầu nói. Anh và cô ấy là lần đầu gặp mặt sau nhiều năm, cô ấy cũng chưa bao giờ gọi cho anh. Hừ, cái này có quan hệ gì với em có tư cách gì mà quản? Quyển 9, chương 25. Triệu Quốc Đống khát khao vuốt ve cơ thể của người phụ nữ đã lâu không được đụng tới, hắn chỉ muốn ôm sát cô vào lòng. Khổng Nguyệt dưới động tác của Triệu Quốc Đống làm cô như một đám cỏ khô gặp ngọn lửa cháy bùng lên, làn da đỏ hồng. Đến khi Triệu Quốc Đống mạnh mẽ tiến vào đóa hoa đang đẫm nước của cô, cô mới như cây tầm gửi quấn chặt lên người hắn, cô cắn răng mà thở hổn hển, cảm nhận cơ thể mình đang không ngừng run lên vì khoái cảm. Khổng Nguyệt chủ động gọi cho Triệu Quốc Đống, cuối cùng hai người gặp nhau ở Hỷ Lai Đăng.
gần như không có động tác và lời nói dư thừa, nụ hôn nồng nhiệt và vuốt ve bởi vì xa cách lâu nên mới lạ. Hai cơ thể trần truồng quấn lấy nhau nằm trên giường, tiếng thở hổn hển và rên rỉ yêu kiều như một khúc nhạc mê hồn. Khổng Nguyệt lên đỉnh vài lần nên vẫn còn chìm đắm trong cơn mê. Triệu Quốc Đống khi vuốt ve ngực và bụng dưới của Khổng Nguyệt thì hắn có thể cảm nhận chỗ này mấy năm qua không ai khai thác, một cảm giác vui sướng quanh quẩn trong đầu hắn. Mặc dù hắn biết mình đây là quá ích kỷ, nhưng không thể phủ nhận người đàn ông nào cũng muốn chiếm hữu cho riêng mình. Mảnh đất hoang vu đang chào đón chủ nhân của nó cầy cấy. Mấy năm qua, đây là lần đầu tiên Khổng Nguyệt cảm nhận khoái cảm tình dục mang tới. Cô không hạn chế tiếng rên rỉ của mình, nó không ngừng phát ra từ miệng cô. Cô dù muốn ngăn cũng không thể. Về Ninh Lăng, tâm trạng Triệu Quốc Đống khá vui vẻ và sảng khoái. Mặc dù sáng sớm không thể không dậy nhưng nghĩ tới vườn hoa đó vẫn giữ lại cho hắn, Triệu Quốc Đống rất tự hào. Giống như lời Khổng Nguyệt nói, trái tim cô đã chứa một người thì rất khó có thể chứa thêm người đàn ông khác. Vậy không có nghĩa đóa hoa của cô mãi giữ lại cho hắn sao? Đó là một vấn đề có chút phiền phức, nhưng bây giờ nó đang bị trái tim tự hào của Triệu Quốc Đống áp đảo hết. Triệu Quốc Đống thở dài một tiếng, hắn có nhiều phiền phức quá rồi. Bí thư Triệu, đây là đồng chí bí thư chi bộ thôn Trúc Hoa Cao Liên Thăng. Bí thư xã Vân Đầu Câu Triệu Tam Hỷ cũng không chú ý thấy tâm trạng Triệu Quốc Đống đang có vẻ thất thập. Y khá ân cần đi sát bên và giới thiệu cho Triệu Quốc Đống. Triệu Quốc Đống cũng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. Đêm qua là đêm phong lưu, có lẽ do Khổng Nguyệt thiếu khát vài năm nên muốn phát tiết hết. Cả đêm hai người gần như không ngủ. Nói chuyện vài câu, Triệu Quốc Đống trực tiếp đi vào trong sân, đây là một khu nhà với hơn 40 hộ nằm trong rừng trúc, xuyên qua cánh cửa bên ngoài có thể thấy mấy chục người phụ nữ đang vừa nói chuyện vừa đan nát. Thấy đoàn người tiến vào, đám người trong sân có chút kinh ngạc, nhưng thấy bí thư chi bộ thôn và vị nữ cán bộ xã thường hay tới thôn, mọi người cũng không có phản ứng quá lớn. Bí thư Triệu, bí thư Cao, biến chúng tôi thành sản phẩm triển lãm à? Một người phụ nữ lớn tiếng nói. Đi đi, không nghiêm chỉnh gì cả. Lãnh đạo quận đến kiểm tra công việc, xem xét ngành đan nát của thôn Trúc Hoa chúng ta phát triển như thế nào. Chị phải làm cho lãnh đạo thôn nở mày nở mặt chứ. Triệu Tam Hỷ cười nói. Cho tên này nở mày nở mặt, y chỉ biết chỉ tay chỉ chân, việc gì cũng làm theo quy định của y, sao phải vì y. Người phụ nữ nhìn Cao Liên Thăng rồi nói. Nhận được việc là muốn chúng tôi tăng ca, bình thường không thấy người đâu. Trên xã có phải là hay họp không mà suốt ngày lên xã? Bị người phụ nữ nói như vậy, cả Triệu Tam Hỷ và Cao Liên Thăng đều có chút xấu hổ nên định giải thích nhưng Triệu Quốc Đống đã xua tay. Cũng may người phụ nữ kia chỉ nói vài câu rồi quay sang làm việc của mình. Ngụy Hiểu Lam đã sớm nhắc Triệu Tam Hỷ rằng bí thư Triệu không thích làm lớn chuyện, cho nên Triệu Tam Hỷ cũng ghi nhớ ý của Ngụy Hiểu Lam, chỉ bảo bí thư, trưởng thôn đi cùng mà thôi. Một loạt chiếc ghế trúc đang được phơi nắng. Mấy người đàn ông trung niên đang nâng cây tre, trúc, mấy người khác lại ngồi dưới đất mà trẻ trúc ra.